Vậy thì tốt, chúng ta thì... Xì xì xì. Thế mà, ngay tại Trác Phàm mở miệng, lập tức muốn hạ lệnh bố trí lúc, từng đạo rõ ràng có thể nghe ăn mòn thanh âm, lại là bỗng dưng theo phòng bên ngoài truyền đến. Đón lấy, liền gặp từng tia u ám vũ khí, lộ ra cửa sổ hướng trong phòng bay vào tới. Phảng phất là ác ma móng vuốt, mang theo âm tà cùng quỷ dị chi khí. Trong mắt không khỏi hung hăng co rụt lại, mọi người không khỏi tất cả đều quá sợ hãi, vội vã lui về phía sau một bước, một mặt ngưng trọng sợ hãi nhìn lấy bên ngoài, thấp thỏm bất an trong lòng. Sao, sao lại thế, ngoài phòng bố kết giới, cái này vũ khí sao lại đột nhiên lan tràn đến nơi đây? Thủy Nhược Hoa một mặt bất khả tư nghị bộ dáng, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt hình như có xin giúp đỡ chi ý. Giờ này khắc này, không biết sao, nàng cảm giác đến trước mặt nam tử này, là duy nhất nhưng là dựa vào người, tuy nhiên bọn họ cũng chưa quen thuộc. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trầm ngâm một chút, đạm mạc lên tiếng, trước kia các người đệ tử bị bắt đi, có phải hay không cũng ở buổi tối. Đúng vậy a, vội vã gật đầu, Thủy Nhược Hoa chi tiết nói. Bất giác than nhẹ một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra người kia tiên hạ thủ vi cường, chúng ta còn không tới kịp hành động, hắn liền phải đem chúng ta tận diệt. Cái gì? Không khỏi giật mình, mọi người mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Thế nhưng là, vì sao là tại tối nay động thủ, là hắn không có thời gian, vẫn là. Trong lòng trầm ngâm một chút, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ, tiếp tục hỏi, đúng, gần nhất các ngươi có hay không đệ tử bị bắt đi tình huống phát sinh. Cau mày, Thủy Nhược Hoa cẩn thận suy nghĩ, lại là vội vã lắc đầu, từ khi chúng ta bố trí xuống kết giới, trốn ở chỗ này, liền không có loại sự tình này. Ha ha ha, đối phương thủ đoạn cao minh rất, loại này kết giới căn bản không có tác dụng. Người bây giờ cũng nhìn đến. Hắn không có động thủ, nhất định có khác nguyên nhân. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, bất giác cả kinh nói, đúng, cái kia lão già. Các ngươi đem cái kia lão già buộc đến về sau, có phải hay không liền không có đệ tử bị bắt đi sự tình. Mí mắt bất giác lắc một cái, Thủy Nhược Hoa tỉ mỉ suy nghĩ, tiếp lấy vội vã gật đầu, không tệ, tựa như là chuyện như vậy. Chẳng lẽ nói... Đây hết thảy đều là cái kia lão già làm, không phải người thanh niên kia. Nói vớ nói vẩn thứ đồ gì, lấy lão nhân kia thực lực, muốn đối phó các ngươi cần như thế cố lộng huyền hư sao? Bất giác bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm vỗ trán một cái, có chút hối hận, thở dài, nghĩ đến đối phương là kiêng kỵ cái kia lão già, cho nên gần nhất mới một mực không có động thủ. Hiện tại cái kia lão già đi, hắn thì không cố kỵ gì. Sớm biết như thế, chắc là đem lão gia hỏa kia lưu thêm một khắc mới là. Không khỏi trong lòng cả kinh, Thủy Nhược Hoa cùng những người còn lại lẫn nhau nhìn xem, đều là khó có thể tin. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái kia bị bọn họ bắt lại nghiêm hình bức cung lão nhân gia, lại là mấy ngày nay bọn họ có thể yên ổn vượt qua hộ thân phù. Hiện tại lão nhân gia đi, đối phương cũng liền lấn đến cửa. Ai, sớm biết như thế. Lúc trước liền nên đối lão tiên sinh kia lấy lễ đối đãi, bây giờ nói không chừng người ta sẽ còn giúp bọn hắn một chút. Thế nhưng là, ai? Chúng ta cái này đối với con mắt, thật sự là dài đến cầu thân phía trên. Thủy Nhược Hoa chờ người trong lòng một trận hối hận, đều sắp bị nhóm người mình hành động ngu xuẩn khóc. Trác Phàm xem bọn hắn liếc một chút, tựa hồ đã minh bạch hết thảy, lại nhìn về phía những cái kia càng thêm nồng hậu dày đặc, chính đang không ngừng hướng nơi này tới gần sương mù dày đặc. Trác Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, bình tĩnh lên tiếng, quá khứ sự tình đã qua, hiện tại hối hận cũng vô dụng. Việc cấp bách, tránh trước những sương mù này lại nói, chúng ta lên lầu. Nói, Trác Phàm chợt vừa đưa ra đến Sở Khuynh Thành bên người, một cách tự nhiên kéo lên nàng tay ngọc, thì hướng trên lầu chạy tới. Sở Khuynh Thành khẽ giật mình, thật sâu nhìn lấy hắn, tùy ý hắn nắm chính mình tay ngọc đi lên đi. Rất lâu. Khóe miệng bỗng dưng nhếch lên một cái vui vẻ đường cong, trong hốc mắt cũng có chút ẩm ướt. Hắn tuy nhiên một mực tại cực lực né tránh chính mình, nhưng thủy chung, trong lòng là có chính mình a, cái này đầy đủ. Trác quản gia, ta, chúng ta làm sao bây giờ? Đột nhiên, mọi người theo Trác Phàm hai người cùng nhau hướng trên lầu vọt tới, trong đại sảnh lại là ngột đến vang lên một tiếng lo lắng hò hét. Chuyển mắt nhìn đi, người kia lại chính là Khuê Lang không thể nghi ngờ. Bởi vì thân thể cứng ngắc, bọn họ muốn chạy, thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Mắt thấy những cái kia sương mù dày đặc, liền muốn hướng bọn họ tới gần,
như cùng một con hung thú giống như, mở ra đầy miệng răng nanh. Thích Trường Long chờ hắn người cũng là dị thường cuống cuồng, Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi càng là hết sức cầu khẩn lên tiếng, sư phụ, nếu không ngươi cho chúng ta trước giải độc a, chờ việc này sau đó lại nói, được không? Dương Sát bọn người nghe xong, cũng là vội vã nhìn về phía Trác Phàm, liên tục không ngừng gật đầu. Như thế nguy nan trước mắt, hắn cũng đừng lại dùng cái kia địa ngục huấn luyện, bảo vệ hắn nhóm mệnh quan trọng. Thế nhưng là, Trác Phàm lại là cười lạnh, từ chối cho ý kiến, ha ha ha. Giải độc, lão tử từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói đến mục đích lại giải, liền sẽ không sớm mở ra. Thì coi như các người bị cái kia sương mù dày đặc ăn, cũng giống như vậy, có gan người nhóm thì chạy tới, khác mẹ hắn nói nhảm. A, à, không khỏi giật mình, tất cả mọi người nhanh khóc lên, lấy bọn họ hiện tại cái này cứng ngắc thân thể, đừng nói là chạy, liền xem như giống thường nhân đi bộ đều rất khó khăn, chỗ nào có thể chạy qua cái kia cấp tốc lan tràn đến nơi đây sương mù dày đặc đâu. Trong lúc nhất thời, mọi người khổ bức nghiêm mặt, có một loại muốn chết xúc động. Chí ít chết không đáng sợ, đối mặt tử vong tới gần, đây mới là đáng sợ nhất ha. Mắt thấy cái kia sương mù dày đặc như cùng một cái cự mãng đồng dạng, đang không ngừng hướng bọn họ tới gần, bọn họ cũng không có cách, vội vàng khẽ cắn môi, hết sức mà di động lấy thân thể, hướng trên lầu chạy tới. Đừng nói, chó cùng rứt dậu, người gấp tiềm lực cũng không nhỏ. Bởi vì đằng sau có độc sương mù đuổi theo, bọn họ đúng là bỗng dưng bắt đầu chạy. Tuy nhiên tốc độ vẫn như cũ không đuổi kịp những cái kia tầng dưới chót nhất tu giả, nhưng là so với thường nhân cũng đến không chút thua kém. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm khẽ gật đầu, ta cười ra tiếng, không tệ, xem ra không cho bọn hắn điểm áp lực, bọn họ liền không có chút động lực. Trác Phàm, bây giờ không phải là ngươi huấn luyện bọn họ thời điểm, cái kia trong xương mù dày đặc không biết có đồ vật gì, đuổi kịp bọn họ nhưng là phiền phức. Ta nhưng là không muốn chúng ta Ma Sách Tông. Sau cùng chỉ có ngươi đi một mình tham gia song long hội. Nhìn lấy những cái kia sương mù dày đặc từng bước một tới gần Khuê Lang bọn họ, Dương Sát bọn người bất giác khẩn trương, khàn cả giọng nói. Chậm rãi khoát khoát tay, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động, Trác Phàm sắc mặt một mảnh nghiêm túc, thăm thẳm lên tiếng, cũng là bởi vì không biết cái này sương mù dày đặc là cái quái gì, ta mới để bọn hắn đi thử một lần, nhìn xem bên trong có gì đó cổ quái. T. Bất giác hít sâu một hơi, không chỉ là Dương Sát bọn họ, cho dù là Huyền Thiên Tông mọi người, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng là trong lòng một trận rung động. Người này đến tột cùng là người hay là ma quỷ, thế mà lấy chính mình sư huynh đệ ném vào thí nghiệm. Cái này muốn một cái sơ sẩy, chẳng phải để bọn hắn chết hết ở bên trong. Tàn nhẫn như vậy người, coi là thật tại ma đạo bên trong cũng là hiếm thấy a. Dương Sát cũng là một mặt quái dị nhìn lấy Trác Phàm. Đầy mặt vẻ không hiểu, ngươi. Ngươi điên, bắt bọn hắn đi dò xét, vạn nhất có nguy hiểm, song long sẽ làm sao? Yên tâm đi, vừa mới chúng ta không phải đã biết tiểu tử kia tâm tính a, chỉ đang trêu đùa, sẽ không dễ dàng đả thương người. Ta tin tưởng, đợi chút nữa bọn họ cũng sẽ bị bắt đi, nhất thời không có cái gì lo lắng tính mạng. Chỉ là như thế nào đem bọn hắn mang đi, ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút, dù sao cho dù thực lực mạnh hơn. Vô thanh vô tức liền đem toàn bộ thôn trấn người đều mang đi, lại là quá mức khó khăn, toàn giết còn bớt việc một chút. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trong mắt lóe lên cơ trí ánh sáng, chỉ có biết rõ điểm này, chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp xông ra cái này mê vụ, chạy khỏi nơi này. Nghe được lời này, mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, không khỏi tất cả đều sáng lên, tràn đầy vẻ khâm phục, hơi hơi gật gật đầu. Nghĩ không ra người này tâm tính vậy mà trầm ổn đến tận đây, như bàn thạch bất động. Tại khẩn trương như vậy không khí dưới, lại còn có thể tỉnh táo đối đãi, suy nghĩ phá địch chi đạo, coi là thật hiếm thấy. Ma Sách Tông bên trong, thật sự là ra cái khó lường nhân vật. Khó trách lần này tiến về song long hội, hắn đến mang đội, liền ba vị cung phụng đều nghe hắn sai xử. Dương Sát cũng là chà chà cái chán mồ hôi, tỉnh táo lại, vội vã gật đầu, người nói không tệ. Bọn họ xác thực hẳn tạm thời không việc gì, cái này thăm dò sách lược cũng rất ổn định, vừa mới là ta cuống cuồng. A, à, cứu, cứu, cứu mạng. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, một tiếng kinh hoàng kêu to đã là chợt vang lên, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Khuê Cương bởi vì hành động chậm chạp, đã là bị cái kia sương mù dày đặc đuổi kịp, trong nháy mắt nuốt không tiến vào, không khỏi kinh khủng kêu lên, thế nhưng là rất nhanh,
liền không có sinh cơ. Ánh mắt hơi hơi hư hư, Trác Phàm cũng không ra tiếng, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem. Cương Nhi, Khuê Lang gặp chính mình nhi tử bị thôn phệ, không khỏi khẩn trương, đúng là không còn hướng trên lầu hướng, mà chính là trở về đầu đi, bỗng nhiên một chút xông vào trong sương mù, hét to lớn tiếng. Thế nhưng là, tại hắn tiến vào cái kia sương mù dày đặc trong tích tắc, cũng là trong nháy mắt không có thanh âm. Ngay sau đó, sương mù dày đặc từng bước ép sát, đuổi kịp những cái kia hành động bất tiện người, đem bọn hắn từng cái nuốt không tiến vào, không có sinh cơ. Những người kia đầy mặt kinh khủng, kêu sợ hãi liên tục, nhưng là một khi nhập trong sương mù, lại là nhất thời không có tiếng vang. Điều này không khỏi làm mọi người càng thêm hoảng sợ, nhìn lấy những cái kia chính đang nhanh chóng hướng trên lầu tới gần sương mù dày đặc, đáy lòng một trận phát lạnh. Thế nhưng là chỉ có Trác Phàm, mi đầu sâu nhăn, lỗ tai hơi hơi động động, ngạc nhiên nói, kỳ quái, đám người này đã không giống như là bỏ mình, cũng không giống là bị bắt đi, sao lại đột nhiên không có sinh cơ đây? Xì xì xì, quỷ dị sương mù dày đặc trong nháy mắt, thôn phệ Khuê Lang những cái kia toàn thân cứng ngắc đệ tử, bên trong không có một tia tiếng vang phát ra, tiếp lấy tiếp tục tốc độ không giảm hướng trên lầu bước tới. Tất cả mọi người là lòng người bàng hoàng, thấp thỏm trong lòng nhìn về phía Trác Phàm, muốn nghe hắn ý kiến. Dương Sát cũng là xoa một thanh trên mặt mồ hôi, đầy mặt lo lắng nói, làm sao bây giờ, ta cũng nhìn không ra đây là cái quái gì, giống như hóa hư cao thủ cũng rất khó xông phá cái này vũ khí a. Nghe xong lời ấy, mọi người càng thêm sợ mất mật. Liền hóa hư cao thủ đều không có cách nào đổ vật, bọn họ không phải càng thêm chết chắc. Không sao cả, lại nhìn một chút lại nói, ánh mắt khẽ híp một cái. Trác Phàm lôi kéo Sở Khuynh Thành tay, lần nữa hướng cao ốc chạy tới. Sở Khuynh Thành đầy mặt ý cười, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý khẩn trương như vậy không khí, chỉ muốn cùng trước mặt nam nhân này, vĩnh viễn nắm tay chạy xuống đi. Dương Sát ba người lại cơ hồ muốn chửi mẹ, một mặt hắc khí nói, Trác Phàm, người đã đem cái kia gần 10 tên đệ tử ném vào trong sương mù, thế mà còn không hiểu được, còn phải lại nhìn. Lại tiếp tục như thế, chúng ta liền muốn toàn xong. Yên tâm, ta vừa mới nghe cái kia trong sương mù không có kêu thảm, bọn họ hẳn là bị chế trụ, mà không phải bỏ mình. Chờ ta thấy rõ, thì đem các ngươi cùng một chỗ cứu ra. Thờ ơ khoát khoát tay, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói. Thế nhưng là lời vừa nói ra, Dương Sát bọn người nhưng lại sững sờ ta. Chúng ta, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, đã còn không nhìn ra, nhất định phải lại tìm người đi thử a. Thẳng đến nhìn ra mới thôi. Cho nên nói, các ngươi hiện tại đi trước thử, một hồi ta lại đem các ngươi cứu ra. Trác Phàm nhíu nhíu mày, chuyện đương nhiên nói. Da mặt nhịn không được hung hăng co lại, Dương Sát bọn người sắc mặt trong nháy mắt đêm đen đến, mắng to lên tiếng, để cho chúng ta đi thử, con mẹ nó ngươi làm sao không chính mình phía trên. Phía trước lộ trình không rõ, tùy tiện xông lên, há không muốn chết. Mi đầu bất giác vẩy một cái. Trác Phàm không khỏi đùa cười ra tiếng, ngươi cho rằng ta là đần độn a, chính mình xông đi lên muốn chết, cắt. Phốc, Sở Khuynh Thành không khỏi che miệng khẽ cười một tiếng, Vũ Mị lườm hắn một cái. Chính ngươi không muốn lên, thì để cho người khác trên đỉnh, cái này tác phong ngược lại là như trước kia không khác nhau chút nào, một dạng giảo quyệt cực kỳ. Dương Sát ba người thì là đã triệt để im lặng, nhìn lấy Trác Phàm bộ kia khôn khéo qua người bộ dáng, bất đắc dĩ nói, theo ngươi ý tứ. Chính là chúng ta đều là kẻ ngu đi. Há, đó cũng không phải, chỉ là ở chỗ này, ta tổng so với các ngươi giải được nhiều, luyện khí luyện đan luyện trận, các ngươi một điểm nào so ra mà vượt ta. Ta sống sót, các ngươi mới có sinh lộ, ta như treo, các ngươi cũng chỉ có chờ chết phần. Cho nên loại này đi thử cái kia sương mù dày đặc nhiệm vụ, cũng chỉ có các ngươi đi làm, ta phải ở phía sau xem tình thế a. Đắc y nhíu nhíu mày, Trác Phàm không khỏi ta cười một tiếng. Chuyện đương nhiên nói. Liếc nhìn nhau, ba người trầm ngâm một chút, đều là bất đắc dĩ gật đầu. Tiểu tử này lời ấy tuy nhiên khi chân khí giết người vậy. Nhưng khó lường phủ nhận là, còn thật mẹ hắn đúng. Bọn họ muốn bình an đi ra nơi này, tới một cái đại lật bàn, còn thật phải dựa vào cái kia rộng lớn nhãn giới, uyên bác học thức. Nếu không mà nói, hắn như xong, nơi này tất cả mọi người hết. Không có cách nào. Ba người chỉ có thể kiên trì phía trên. Thế nhưng là, bọn họ cũng sẽ không dẫn trước chính mình xông đi lên, loại này tìm đường chết việc ngốc, bọn họ cũng sẽ không làm.
Kết quả là, ánh mắt khẽ híp một cái, Dương Sát ba người cái kia âm tà ánh mắt nhìn lên Huyền Thiên Tông mọi người, lạnh lùng nói, uy, hiện tại cái kia vũ khí càng ngày càng tới gần nơi này, địa phương cũng càng ngày càng không đủ dùng, các ngươi người nào cho nhảy cái vị trí ra ngoài. Lạnh không khỏi đánh cái run rẩy, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là dọa đến hết sức dao động cái đầu. Đã kiêng kỵ cái kia sương mù dày đặc tới gần, lại sợ ba vị này cung phụng bức bách, quả nhiên là trước sau không cửa, tiến thối lưỡng nan a. Hừ hừ hừ, sự kiện này đều là từ các ngươi mà lên, chúng ta người vừa mới đều đã tổn thất nhiều như vậy, các ngươi lúc này còn mẹ hắn kéo dài hơi tàn, không ra một phần lực đi dò xét một phen, dạng này không ổn đâu. Cười lạnh, Dương Sát khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh lẽo đường cong, hét lớn lên tiếng. Nếu như các ngươi không nguyện ý tự đi ra ngoài, vậy lão tử giúp các ngươi làm quyết định tốt. Nói, Dương Sát toàn thân cao thấp khí thế đã là đột nhiên tán phát ra, hóa hư tứ trọng thực lực, nhất thời ép tới đông đảo Huyền Thiên Tông đệ tử một trận khí tức đình trệ, trong lòng hoảng sợ. Cái này lão ma đầu, chẳng lẽ thẹn quá hóa giận, muốn đối bọn hắn động thủ hay sao? Thế nhưng là, lấy bọn họ chút thực lực ấy, hoàn toàn không phải người ta hóa hư cung phụng đối thủ a. Huống hồ cái này đáng sợ sương mù dày đặc còn tại từng bước tới gần, bọn họ lại cái nào có tâm tư đi đánh. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy một trận bi thương, tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào cho phải. Tốt, tiền bối ngài không cần bức bách, để ta đi. Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, Thủy Nhược Hoa lúc này đứng ra, nghĩa vô phản cố đạo, tiếp lấy vừa nhìn về phía Trác Phàm, chân thành khẩn cầu, đây vốn chính là chúng ta trêu ra sự cố. Đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Chỉ là hy vọng ta chuyến đi này, có thể đối ngươi nghĩ ra giải cứu chi đạo, có chút trợ giúp, giúp chúng ta đệ tử thoát cách nơi này, tiểu nữ tử kia thì vô cùng cảm kích. Không nói thêm gì, Trác Phàm chỉ là khẽ gật đầu, lạnh lùng phất phất tay. Ý tứ tựa như là, khác nói nhảm nữa, nhanh đi chịu chết a, ta ở chỗ này nhìn lấy đâu. Bất giác cười khổ một tiếng, Thủy Nhược Hoa trong lòng bỗng dưng có chút bi thương. Thầm than nam nhân này thật sự là lãnh khốc vô tình cực kỳ. Không biết làm sao, trong nội tâm đúng là có loại vô tận thất lạc nói không nên lời. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Sở Khuynh Thành trầm ngâm một chút, rằng giặc lên tiếng, sư tỷ, nếu không để ta đi. Ngươi đi làm gì, thế nhưng là nàng lời còn chưa dứt, Trác Phàm cũng đã chau mày, không hiểu nhìn về phía nàng, trong tay không lý do chăm chú. Cảm thụ lấy Trác Phàm trong chớp nhoáng này quan tâm. Sở Khuynh Thành trong lòng bỗng dưng phát lên một tia ý nghĩ ngọt ngào, nhưng vẫn như cũ kiên trì nói, từ khi ta nhập Huyền Thiên Tông đến nay, một mực nhận được sư tỷ chiếu cố, lần này mạo hiểm, lại sao có thể làm cho nàng kẻ cầm đầu. Sư muội tâm ý, sư tỷ tâm lĩnh, nhưng thân thể vì lần này Huyền Thiên Tông lĩnh đội, loại này nguy nan trước mắt, sư tỷ lẽ ra nên làm gương tốt, đứng ra. Thủy Nhược Hoa hiên ngang đầu, đầy mặt khí khái hào hùng, mày liễu không nhường mày dâu. Thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút, vừa nhìn về phía một mặt kiên trì Thủy Nhược Hoa, Trác Phàm nắm lấy Sở Khuynh Thành tay càng phát ra chăm chú, tiếp lấy trầm ngâm một trận, nhất chỉ Dương Sát nói các ngươi hai cái người nào đều không cần đi, ngươi đi. Em gái ngươi, trọng sắc khinh hữu đồ vật, dựa vào cái gì nhường ta đi. Thân thể bất giác lắc một cái, Dương Sát nhất thời tức xạ mặt lại rơi xuống, mắng to lên tiếng. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Trác Phàm thở dài, không có cách. Ai để ngươi là hóa hư cảnh đây? Ta muốn thấy nhìn, cái này sương mù dày đặc đối hóa hư cao thủ có hiệu quả gì? Là cùng người khác một dạng, đi vào thì không có sinh cơ, vẫn có thể phản kháng hai lần, có lẽ có thể lao ra, phỏng đoán cái này sương mù dày đặc đường đi. Đến tột cùng là vật kịch độc, vẫn là trận pháp chỗ bố trí, nếu là trận pháp, lại là cấp mấy trận pháp? Nếu để cho bọn họ lại đi lời nói, thực lực quá thấp, khả năng thử không ra cái nguyên do về sau. Đi cũng đi không. Gương mặt nhịn không được co lại, Dương Sát tâm hơn 100.000 đầu thảo nê mã phi nước đại, trên mặt tràn ngập phiền muộn hai chữ, thế nhưng là đối Trác Phàm chỗ nói, lại không nói gì cãi lại. Quay đầu nhìn về phía Âm Sát cùng Quỷ Sát hai người, bọn họ cũng là nhấc trợn mắt, không nhìn tới hắn. Ây, tiểu tử này nói rất có đạo lý, ngươi đi đi. Dương Sát, vì các huynh đệ có thể có cái đường ra, ngươi thì hy sinh một lần đi. Hai người rất lưu manh đem Dương Sát cho bán, thẳng đem Dương Sát tức giận đến cái mũi đều lệch ra lên, các ngươi hai cái hỗn đản, thế mà đứng hắn một bên, nhường ta đi chịu chết. Mấy trăm năm huynh đệ, làm không? Ai,
Dương Sát cung phụng, ta nói, đi vào về sau sẽ không chết, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta phán đoán? Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm tiếp tục mê hoặc. Bất đắc dĩ thở dài, Dương Sát thật sâu nhìn lấy cái kia sương mù dày đặc tới gần, không khỏi thở dài, liên tục cười khổ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Bất quá cũng không có gì sai biệt, nếu là ta đi vào về sau, tiểu tử ngươi còn nhìn không ra cái manh mối, đem chúng ta cứu ra lời nói, các ngươi cũng chạy không, không quá mấy phút thôi, ta thì đi trước một bước lại như thế nào. Dù nói thế nào, lão tử cũng là tại Song Long hội phía trên mò bò qua người, sẽ sợ cái này. Hừ, bất giác nhẹ hừ một tiếng, Dương Sát đột ngột một bước chân, liền bỗng nhiên hướng bên trong phóng đi. Mọi người gặp này, không khỏi cùng nhau trong lòng run lên, âm thầm tán thưởng. Những thứ này người trong ma đạo tuy nhiên không phải người lương thiện, nhưng thời khắc mấu chốt thật không thèm đếm xỉa, xứng đáng anh hùng hảo hán bốn chữ. Thế nhưng là ngược lại xem bọn hắn Huyền Thiên Tông đệ tử, nguy nan trước mắt từng cái khúm núm, sau cùng lại muốn nữ nhân ra mặt, thật sự là quá khiếp đảm. Trên một điểm này, bọn họ cũng không thể không cho những thứ này ác nhân viết cái chữ phục. Hiu! Chỉ là một cái lắc mình, Dương Sát mập mạp này liền tới đến sương mù dày đặc phụ cận, trong mắt ngưng tụ, nhất trưởng đánh tới. Oanh một tiếng, cường đại trưởng lực nhất thời đánh tới cái kia vũ khí phía trên, tuy nhiên lại vẫn chưa đem cái kia vũ khí đánh tan một phân một hào. Trong mắt bất giác co rụt lại, Dương Sát trong lòng quái dị, bất giác quá sợ hãi, muốn lui lại. Thế nhưng vũ khí đã là thừa cơ bao khỏa tới. Chỉ là tiếp xúc, Dương Sát liền trèo lên đến thân thể chấn động, song đồng lắc một cái, quá sợ hãi, Trác Phàm, đây là... Kít! Hắn lời còn chưa nói hết, liền im bặt mà dừng, tiếp theo tại mọi người càng thêm kinh khủng trong ánh mắt, không nhúc nhích bị cái kia sương mù dày đặc cấp tốc thôn phệ, dường như liền chạy ý thức đều không có. Dương Sát! Âm Sát hai người gặp này, bất giác kinh hãi kêu lên, bất khả tư nghị liếc nhau. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Dương Sát đường đường hóa hư cao thủ, vậy mà cũng đối cái này sương mù dày đặc một chút lực phản kháng đều không có, trong nháy mắt bị nuốt. Cái đồ chơi này, đến tột cùng là cái gì a? Trác Phàm thì là mi đầu thật sâu nhăn lại, nghĩ đến Dương Sát bị nuốt trước tình huống, yên tĩnh phân tích nói, thứ này quả nhiên không phải muốn mạng người, nếu không trong khoảnh khắc đó, ai cũng chí ít có thể phát ra một tiếng rú thảm, chớ nói chi là Dương Sát. Mà lại vừa mới, hắn giống như phát hiện cái gì, chỉ là cũng không nói ra miệng. Có lẽ cái đồ chơi này, cũng là để người không thể phát biểu, bình tĩnh tại nguyên chỗ. Sau đó cái kia người giật dây, lại đến đem người bắt đi. Nói cách khác, chúng ta có thể xác định, trong sương mù người cũng chưa chết, chỉ là không thể động đậy ngôn ngữ. Việc cấp bách, thì là như thế nào xông phá cái này sương mù dày đặc, đem bọn hắn cứu ra. Âm Sát hai người cũng là khẽ gật đầu. Theo Trác Phàm mạch suy nghĩ, phân tích nói. Nghe được lời này, mọi người bất giác trên mặt một trận mừng rỡ, chỉ ít bọn họ biết, cái này sương mù dày đặc đối bọn hắn không có sinh mệnh uy hiếp, nhất thời gây nên không mệnh. Nhưng cùng lúc, lại đầy mặt ưu sầu bò lên trên mặt mũi, không biết nên như thế nào xông phá cái này sương mù dày đặc mới tốt. Có cứu hay không trước tiên cần phải không đề cập tới, quan trọng bọn họ có thể hay không xông ra cái này vây quanh, vẫn là hai chuyện đâu. Thật sâu cau mày, Trác Phàm trong mắt cũng đầy là vẻ mờ mịt, thứ này đến tột cùng là cái quái gì, như thế kỳ quặc. Cái kia quỷ dị sương mù dày đặc vẫn tại không ngừng lan tràn lên phía trên, một số người cách cái kia vũ khí gần, nhất thời chính là thân thể trì trệ, không thể động, không nói câu nào, sau đó ngoan ngoãn bị cái kia sương mù dày đặc nuốt mất. Cái này không khỏi càng làm cho mọi người lòng người bàng hoàng, kinh hãi không thôi, không ngừng đi lên, lại đã không có chỗ. Chỉ có Trác Phàm, vẫn như cũ nhíu chặt lông mày, tỉ mỉ xem, hy vọng có thể có một chút manh mối, nhưng cũng nhất thời trăm bề khó lường giải. Chi chi kít, từng cái bóng người rất là kỳ lạ dừng lại động tác, vừa mới còn vạn phần hoảng sợ, là to bọn họ, giờ này khắc này lại là bỗng dưng ngây người, trong ánh mắt lỗ trống một mảnh, tiếp lấy một mặt yên ổn bị cái kia sương mù dày đặc yên tĩnh thôn phệ. Một chỗ, Trác Phàm bắt được trên mặt bọn hắn thần sắc, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ánh mắt không khỏi sáng lên, thì thào lên tiếng, nguyên lai là dạng này a, kém chút bị tiểu tử kia cho lừa gạt, hừ hừ hừ. Thì ra là thế. Thế nào, người nghĩ đến biện pháp sao? Nhìn đến Trác Phàm cái kia một bộ dường như xem thấu hết thảy khuôn mặt, tự tin mà ngông cuồng, Sở Khuynh Thành bất giác khẽ cười một tiếng,
ánh mắt ôn nhu nhìn về phía hắn. Còn lại người nghe đến, cũng là vội vã nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy vội vàng chi sắc, âm sát càng là ngăn không được hỏi, Trác Phàm, người đã nhìn ra đây là cái gì đồ chơi sao? Không sai, chúng ta đều bị cái đồ chơi này biểu tượng cho lừa gạt, thực nó căn bản không phải vũ khí, bên trong cũng không có độc hoặc là hắn thứ gì, hoặc là nói thứ này căn bản không tồn tại. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng. Mi đầu bất giác vẩy một cái, tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hắn, không hiểu ý. Cười lạnh, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, còn nhớ rõ trước đó chúng ta đối tiểu tử kia tính tình phân tích a, ha ha ha. Tiểu tử này quả nhiên chơi tính rất lớn, thực sẽ chơi a, cố ý làm ra cái này sương mù dày đặc tới dọa chúng ta, để cho chúng ta chân tay luống cuống, ở trong sợ hãi bị thôn phệ. Thực, cái này căn bản là một cái đang không ngừng lan tràn kết giới mà thôi, mà lại là huyễn trận kết giới. Một khi bị kết giới kia bao phủ, lập tức liền sẽ rơi vào hư huyễn bên trong, không chiếm được rút, tùy ý thôn phệ. Thì ra là thế, khó trách lúc trước Dương Sát đối cái kia sương mù dày đặc nhất kích, liền nửa phần vũ khí đều không thổi tan, nguyên lai là đánh tới hư không. Sau cùng cái kia giật mình gọi, đoán chừng cũng là cảm giác mình ý thức hoảng hốt, mới giật mình đây là nhằm vào người nguyên thần huyễn cảnh. Đáng tiếc hắn không nói ra, ý thức liền đã luân hãm. Mi đầu thật sâu nhăn lại, quỷ sát đã là hoàn toàn không sai, còn lại người cũng là như vậy, bị thôn phệ trước, sắc mặt ngốc trệ, lại không kêu to cùng kinh hoàng, rất hiển nhiên rơi vào hư huyễn bên trong. Chỉ là cái này huyễn cảnh cũng thật lợi hại, thế mà liền hóa hư cao thủ cũng không thể may mắn thoát khỏi, cái này cần là cấp mấy trận thức a. Mí mắt bất giác nhảy một cái, mọi người trong lòng kinh hãi, lại là càng thêm ưu sầu lên. Tuy nói cái này sương mù dày đặc sẽ không đả thương cùng bọn họ, nhưng nghĩ đến đối phương có thể bày ra cái này liền hóa hư cao thủ đều khó mà ngăn cản đại trận, mọi người tâm liền lại ngăn không được gấp lên, nhìn về phía Trác Phàm bọn họ ánh mắt, sắp khóc. Bọn họ đến tột cùng tạo cái gì nghiệt a, thế mà đắc tội một vị thâm bất khả trắc đại thần. Chỉ có Trác Phàm ánh mắt hơi khép, nhìn lấy cái kia sương mù dày đặc, trầm tư một trận, trong mắt đột nhiên phát ra đạo đạo tinh quang. Thăm thẳm lên tiếng, các ngươi cũng không cần quá mau, đối phương có lẽ cũng không phải là trong tưởng tượng mạnh như vậy. Cấp 7 phía dưới không hóa hư, trận thức này nhất định cấp 7 trở lên, bố trận thủ pháp cũng rất tuyệt diệu, bất quá muốn trong nháy mắt để hóa hư trong cao thủ chiêu, lại không dễ dàng như vậy, nghĩ đến. Nghĩ đến cái gì? Thủy Nhược Hoa quính lên, hỏi. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, nghĩ đến là dùng phương pháp đặc thù. Đem trận thức uy lực cực lớn đề cao. Bằng vào ta phỏng đoán, khả năng nhất cũng là dùng thánh thạch bố trận. Không khỏi sững sờ, mọi người cùng nhau quá sợ hãi, thánh thạch, đó không phải là... Không sai. Mí mắt bất giác vẩy một cái, Trác Phàm tiếng cười lạnh nói, toàn bộ Tây Châu, có thể có được thánh thạch, chỉ có Trung Tam Tông cùng Thượng Tam Tông 6 nhà. Thế nhưng là Trung Tam Tông được đến thánh thạch rất ít, tông môn còn chưa đủ dùng, cái nào có thể dùng để tiêu xài. Đừng nói là đệ tử, coi như trưởng lão cung phụng dám dùng thánh thạch làm như thế chuyện hoang đường, dùng cái này tìm niềm vui, cũng sẽ bị đánh gãy chân đi. Như vậy đáp án rõ ràng, người xuất thủ đến từ Thượng Tam Tông. Mà Thượng Tam Tông duy nhất Ma Tông, chính là Tây Châu đệ nhất Ma Tông, Ma Viêm Tông không thể nghi ngờ. Ha ha ha, hảo tiểu tử, tu vi không cao, kiến thức cũng không thấp, còn thật bị ngươi một đầu đoán được. Thế mà... Ngay tại Trác Phàm vừa dứt lời, còn không đợi mọi người kinh ngạc lúc, một đạo tà dị cười to lại là đột nhiên từ cái này trong sương mù vang lên. Mọi người bất giác kinh hãi, ào ào mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía chỗ đó, lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói, ta còn nói ngươi làm sao đem toàn bộ thôn trấn người, vô thanh vô tức trống rỗng đây, nguyên lai là sử dụng huyễn cảnh, hướng dẫn chính bọn hắn đi. Hừ hừ hừ. Tiểu tử, người rất không tệ, người vẫn là từ trước tới nay, cái thứ nhất khám phá bổn công tử trò chơi manh mối người. Chỉ là người khám phá lại như thế nào, chẳng lẽ đối với thánh thạch bố cấp 7 trận thức, người còn có biện pháp phá giải sao? Không có lời nói, cái kia có chứng dùng a, ha ha ha. Người kia chế giễu vang lên lần nữa, mọi người giật mình, ào ào nhìn về phía Trác Phàm vị trí, muốn nghe hắn thả câu lời nói hùng hồn, cho bọn hắn một tia hy vọng. Đáng tiếc Trác Phàm lại chỉ là cười lạnh không nói. Mọi người coi là Trác Phàm nhát gan,
không khỏi trong lòng một trận thất ý. Chỉ có Sở Khuynh Thành, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang dịu dàng nụ cười, không có một vẻ lo âu cùng vẻ sợ hãi. "A, à, làm sao, người không sợ sao?" Nhìn lấy Sở Khuynh Thành cái kia vẻ đạm nhiên, Trác Phàm bất giác nhíu chân mày, cười nói. Chậm rãi lắc đầu, Sở Khuynh Thành cười một tiếng, sắc mặt lạnh nhạt, thâm tình nhìn về phía Trác Phàm, "Có ngươi tại, ta theo không sợ." Trong lòng bất giác nhất động, Trác Phàm thật sâu nhìn lấy nàng, khóe miệng bỗng dưng xẹt qua một đạo vui vẻ ý cười, tiếp bàn tay nhẹ nhàng tại sau lưng nàng vỗ vỗ, một đạo hồng quang bỗng nhiên tiến vào trong cơ thể nàng, cười khẽ một tiếng, "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta ở cùng với ngươi." Âm sát cùng quỷ sát hai người gặp này, không còn gì để nói. "Đại ca, chúng ta mới là một đám, loại này trong lúc nguy cấp, không nên là chúng ta thảo luận một chút như thế nào đối địch sao?" Dương Sát cùng cái kia một đám đệ tử nhưng là đều chờ đợi chúng ta đi cứu đây, người còn ở lại chỗ này nhi cùng nữ tử nhơn nhất méo mó, ai? Quả nhiên, tông môn quy củ bình tĩnh rất đúng a, mà đạo tu giả là không thể hữu tình. Vừa có tình, liền nặng nhẹ đều không phân rõ. Thủy Nhược Hoa bọn người nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng cũng là có cỗ không hiểu tư vị ở trong lòng, phàm là tông môn, đối chuyện nam nữ đều có nghiêm ngặt cấm lệnh. Chính đạo mặc dù không giống ma nói như vậy quản được nghiêm, nhưng bởi vì chuyện nam nữ ảnh hưởng tu luyện, nhưng cũng là không cho phép. Các nàng một đám thanh xuân thiếu nữ, ngày bình thường xa vào tu luyện cũng không có gì, nhưng bây giờ một xem đến đôi nam nữ này anh em chi ý, nhất thời trong lòng liền phát lên một cỗ không nói ra dập dờn, tựa hồ cũng có chút khát vọng đồng dạng. Đan Nhi gương mặt bất giác hồng hồng, quệt mồm, trong mắt tràn đầy không hiểu chi ý. Khuynh Thành tỷ đẹp như tiên nữ, trong tông môn hâm mộ người rất nhiều, nhưng vì sao lại duy chỉ có cùng cái này đại ma đầu có liên quan, lại là trong lòng khó hiểu cực kỳ. Phải biết, năm đó vị sư tỷ kia cũng là bởi vì này hoạch tội. Trong lúc nhất thời, Đan Nhi lo lắng, bắt đầu vì Sở Khuynh Thành tương lai mệnh đồ lo lắng. "Ha ha, thanh tú ân ái, chết nhanh, một tiểu tử kia, thả ra người tay, nữ nhân kia lão tử đã sớm nhìn lên. Đừng nghĩ theo lão tử trong miệng đoạt thức ăn, muốn chết đúng hay không?" Đột nhiên, một tiếng nổi giận từ cái này trong sương mù dày đặc mãnh liệt phát ra, bên trong tràn ngập nồng đậm oán hận. Mọi người nghe đến, tuy nhiên trong lòng cả kinh, sợ hãi không thôi, nhưng là vẫn như cũng nhịn không được nội tâm cho hắn điểm cái tán. Cái này hai cái ân ái chó, hết lần này tới lần khác tại độc thân cẩu trước mặt thanh tú ân ái, là đến thống mạ một phen. "Đại ca, tuy nhiên mình lập trường thù địch, nhưng sự kiện này ngươi tính là đúng, chúng ta ủng hộ ngươi." Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm lại là từ chối cho ý kiến cười một tiếng, tựa hồ là cố ý muốn chọc giận hắn đồng dạng, đem hai người nắm tay hướng lên dương dương, cười nhạo nói, "Lão tử thì thanh tú, ngươi có thể thế nào, có loại đem chúng ta tách ra." Khặc khặc khặc, không biết tự lượng sức mình, đem các ngươi tách ra lại như thế nào, bất quá một bữa ăn sáng mà thôi. Trong sương mù dày đặc, bỗng nhiên phát ra một tiếng quỷ dị tiếng cười gian, ngay sau đó, cái kia sương mù dày đặc mở rộng tốc độ đúng là đột nhiên tăng tốc, rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, chính là bỗng dưng khẽ giật mình, đã là hoàn toàn không có ý thức, tiếp lấy trong nháy mắt bị cái kia vũ khí thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Tiểu tử, ta muốn đem ngươi vây ở cái này cấp 7 trận thức, nguyệt âm phệ hồn trong trận 7-7-49 ngày. Chờ lão tử hưởng dụng hết mỹ nhân kia, lại đến theo ngươi nói cái cảm thụ, trao đổi tâm đắc, khặc khặc khặc." Mọi người nghe này, bất giác cùng nhau kinh hãi, muốn chạy trốn, lại là chung quanh đều phủ đầy sương mù dày đặc, không biết trốn đi đến nơi nào. Kết quả là, chỉ là trong chốc lát, mọi người liền đều đã bị cái kia sương mù dày đặc thôn phệ, sau cùng chỉ còn lại có Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành hai người. Nhìn lấy cái kia sương mù dày đặc tới gần, hai người cũng tại ngăn không được lui lại, mặt sắc mặt ngưng trọng. Thẳng đến lui không thể lui lúc, cái kia sương mù dày đặc cũng rốt cục lấn trên thân tới. Bỗng dưng, Sở Khuynh Thành trong mắt ngưng tụ, ý thức bắt đầu hoảng hốt, Trác Phàm nhìn thấy, không khỏi khẩn trương, "Khuynh Thành, Khuynh Thành." Thế nhưng là, hắn không có la vài câu, chính mình cũng là trong mắt khẽ giật mình, ngây người, không nói một lời, không nhúc nhích. Lúc này, trong sương mù dày đặc lại vang lên cái kia quát kêu tiếng cười gian, "Tiểu tử ngốc, ngươi ngược lại khôn khéo rất. Cái gì đều xem thấu. Đáng tiếc thực lực quá yếu, chỉ là thần chiếu nhị trọng cảnh mà thôi, nếu không lão tử cũng có thể cùng ngươi thật tốt chơi một chút cái trò chơi này, cũng sẽ không quá nhàm chán, khặc khặc khặc."
Ba. Một tiếng vang nhỏ, Trác Phàm lôi kéo Sở Khuynh Thành bàn tay, không biết bị thứ gì bỗng nhiên cắt ra, tiếp lấy liền nghe đến một tiếng đắc ý cười to, dần dần đi xa. Thế nhưng là, người kia không thấy được là, ngay tại hắn rời đi trong tích tắc, Trác Phàm trong mắt, hai nói ngọn lửa màu xanh chính đang thiêu đốt hừng hực. Giống. Một đầu thất thải hào quang cự long yên tĩnh địa phục ở trong đầu hắn, chung quanh nồng đậm vũ khí đưa nó bao bọc vây quanh, lại là làm sao cũng không dám cận thân, những hào quang này như cùng một cái vòng bảo hộ giống như, đưa nó vững vàng hộ ở bên trong, ai cũng thương tổn không. Đột nhiên, thần long song đồng chừng một cái, mở mắt ra, ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn thanh viêm từ trên thân rồng giấy lên, tiếp lấy hóa thành một cái biển lửa. Nhất thời liền đem trọn cái trong đầu xương mù dày đặc toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Mà tại trong xương mù dày đặc Trác Phàm, cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên trán thanh viêm hô một chút bốc cháy lên, đã hoàn toàn thanh tỉnh. Ha ha ha, tiểu tử kia quả nhiên chơi tâm rất nặng, từ rất lớn, không biết cái gì gọi là miễn lưu hậu mắc a. Nhẹ nhàng vuốt vuốt trên trán thanh viêm, Trác Phàm bất giác tà cười một tiếng, có cái này thanh viêm hộ thể, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì. Muốn công ta nguyên thần nhưng là không dễ dàng như vậy. Tiếp đó, liền nên tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới tiểu tử kia xào huyệt. Nói, Trác Phàm cất bước muốn đi, lại là chợt thấy chung quanh sương mù dày đặc một mảnh, nguyên thần lĩnh vực cũng không tiện làm, bất giác bất đắc dĩ cười cười, kém chút quên, lão tử còn tại tiểu tử kia trong trận nhốt đâu. Bất quá, người hội bố trận, lão tử liền sẽ không sao. Người có thánh thạch, lão tử liền không có sao. Ở phương diện này, lão tử thế nhưng là ngươi tổ tông, khặc khặc khặc. Tại một tiếng quái dị cười gian dưới, Trác Phàm đột nhiên hai tay liền vung, ánh sáng lấp lóe, rất nhanh một cái kỳ dị trận thức liền đem hắn vững vàng hộ ở bên trong. Sau đó, hắn hai tay liền động, đánh ra ấn quyết, trong mắt ngưng tụ, hét lớn lên tiếng, lấy trận khắc trận, nứt toác. Oanh! Một tiếng vang thật lớn run phát ra, lấy Trác Phàm quanh người làm trung tâm, một đạo chói ánh mắt mang đột nhiên lập lòe lên. Tiếp lấy hóa thành một đạo sóng biển hướng bốn phía bỗng nhiên khuếch tán ra. Những cái kia lúc trước còn không ai bị nổi sương mù dày đặc, nhất thời liền như tuyết đầu mùa gặp phải liệt dương giống như, trong nháy mắt tiêu tán, không thấy tăm hơi. Trong chớp mắt, toàn bộ thôn trấn lần nữa khôi phục lúc trước yên tĩnh. Trừ không có người, hết thảy đều như thường. A, không muốn, a. Một tòa ẩm ướt trong sơn động, từng tiếng tê tâm liệt phế thét lên. Vang vọng toàn bộ đỉnh núi. Thủy Nhược Hoa một nhóm mới bị bắt người tới, chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn về phía trước, lại ngăn không được đồng tử co rụt lại, gương mặt bỗng dưng liền bắt đầu nóng. Chỉ thấy giờ này khắc này, bọn họ trước mắt là một cái cường tráng nam nhân, đầu đầy tóc đỏ, một mặt tà dị nụ cười quỷ quyệt, lại chính là cái kia nửa tháng trước gặp phải thanh niên tóc đỏ. Mà một cái các nàng quen thuộc nữ tử, ngay tại người kia dâm tà tra tấn phía dưới thống khổ kêu rên. Sư muội, Thủy Nhược Hoa khẽ giật mình, không khỏi nhất thời khóe mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, người cái xúc sinh, mau buông ta ra sư muội. Nói, nàng liền muốn đứng dậy đi nghĩ cách cứu viện, thế nhưng là vừa mới khởi hành, lại là chợt cảm thấy toàn thân một trận bất lực, không ngờ là bị hoàn toàn phong tu vi, động một cái cũng không thể động. Tà dị liếc nhìn nàng một cái kia thanh niên tóc đỏ từ chối cho ý kiến, nụ cười quỷ quyệt liên tục, khặc khặc khặc. Tiểu nha đầu, hiện tại thì chờ không nổi a, yên tâm, chung quy đến phiên ngươi. Đồ vô sỉ, trong mắt dần dần phát hồng, Thủy Nhược Hoa nhìn lấy chính mình sư muội cái kia thống khổ sắc mặt, đã là nhìn không được trong hốc mắt nổi lên ẩm ướt. Lúc này, Sở Khuynh Thành cùng Đan Nhi mấy người cũng là chậm rãi tỉnh lại tới, nhìn đến trước mặt tràng cảnh, cũng là nhìn không được trong lòng hoảng sợ, chán ghét nhíu mày. Bất quá Ma Sách Tông mọi người tỉnh lại nhìn đến, lại là từng người trợn to hai mắt. Trừ mấy cái tên nữ tử ác thanh ác khí giận hừ một tiếng bên ngoài, hắn những cái kia lũ gia súc, hoàn toàn thì là một bộ đến quan sát học tập bộ dáng, nhìn đến say sưa ngon lành. Dương Sát càng là nhịn không được thổi cái huýt sáo, lớn tiếng nói, ha ha, người trong đồng đạo, chúng ta cùng bọn hắn không quen, chỉ là đi ngang qua, người muốn tốt khẩu này, đối phó những cái kia đàn bà liền tốt, thả chúng ta đi. Thả các ngươi. Hắc hắc hắc, lúc trước ta thế nhưng là thấy các ngươi một mực giúp bọn hắn bày mưu tính kế tới, hiện tại trang không quen, ai mà tin a? Cái kia thanh niên tóc đỏ nhìn về phía Dương Sát, suy cười ra tiếng. Dương Sát một trận bất đắc dĩ,
thở dài, đội trưởng của chúng ta cùng nữ oa kia là bạn cũ, lâm thời cùng tiến tới, giúp đỡ một chút mà thôi, chúng ta thật không có nhiều giao tình. Lão tử quản các ngươi a, đã nhập ta sơn động, cái kia chính là lão tử con mồi, từ lão tử xử trí, hắc hắc hắc. Khóe miệng hơi hơi một phát, cái kia thanh niên tóc đỏ liếm liếm huyết tinh bờ môi, sau đó tròng mắt ngưng tụ, vừa dùng lực, cô nương kia liền đột nhiên quát to một tiếng, thân thể chấn động, sau đó trong nháy mắt không có sinh cơ. Đồng thời, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc khô quắt xuống tới, bất quá mấy cái trong nháy mắt, liền đã hóa thành một cỗ thây khô. Thải âm bổ dương. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, dương sát trong lòng thì thào lên tiếng, tiếp lấy yên lòng ra một hơi. Đã tiểu tử này là tập luyện thải âm bổ dương chi pháp lời nói, bọn họ những thứ này đại lão ra thì an toàn, ha ha ha. Hiu. Thế mà, lòng hắn còn không có để xuống, cái kia thanh niên tóc đỏ đã là vẫy tay một cái, đem nơi xa một thanh niên nam tử đột nhiên hút tới. Sau đó nói nướng đỏ quang mang lóe lên, một cỗ nguyên dương tinh nguyên liền bị hắn đột nhiên hút nhập thể nội. Mà tên nam tử kia, cũng đột nhiên hóa thành một cỗ thây khô, trong nháy mắt không có sinh cơ. Ách, thải dương bổ âm. Bỗng dưng, dương sát bất giác nhất thời trì trệ, da mặt nhìn không được hung ác run rẩy, trong lòng cũng không khỏi đến lo sợ lên, nhìn về phía cái kia thanh niên tóc đỏ, sắp khóc đi ra, đại ca, ngài đến tột cùng là nam hay là nữ, thải dương vẫn là thải âm a, cho cái tin chính xác nhi được hay không? Không mang theo loại này nam nữ ăn sạch, một đầu sinh lộ cũng không cho. Khặc khặc khặc, không sai, ta chính là nam nữ ăn sạch, thải âm lại thải dương. Chờ một lát, lão tử liền đem ngươi cái này hóa hư cao thủ tiên thiên nguyên dương cho hái, chắc hẳn rất bổ a, ha ha ha. Cười to một tiếng, thanh niên tóc đỏ ngông cuồng nhìn về phía tất cả mọi người. Dương sát khóe miệng một xẹp, cùng mọi người liếc nhau, đều là lộ ra một bộ khổ bức chi sắc. Nghĩ không ra lão tử một cái đường đường nam nhi bảy thước, vẫn là hóa hư cao thủ, thế mà bị một người nam nhân thải dương mà chết, thực sự quá mẹ hắn mất mặt. Trác Phàm, cái tên vương bát đản ngươi, không phải đã nói tới cứu chúng ta à, ngươi ngược lại là đến à. Dương sát trong lòng hò hét, còn lại đệ tử cũng là nhìn xem chung quanh, thấy không có Trác Phàm bóng người, cho là hắn an toàn đào thoát, một mặt chờ đợi cầu nguyện. Trước không để ý tới những thứ này không thể làm gì đại lão ra, thanh niên tóc đỏ nhấc lên quần, mang trên mặt cười dâm đãng, ngược lại hướng những cái kia tiểu cô nương đi đến, đầu tiên liền tới đến Nguyệt Nhi trước người, khặc khặc khặc. Tiểu nha đầu, thẳng tươi ngon mọng nước, cùng ra khoái hoạt đi. Cười ta, cái kia thanh niên tóc đỏ đã là gấp không thể chờ nhào tới trước, tách ra nàng hai chân. Thế nhưng là, kít một tiếng, hắn lại là nhất thời trì trệ. Một mặt rất là kỳ lạ mà nhìn xem nàng, nhà đầu, ngươi là nữ nhân a, thân thể này làm sao lại cứng như vậy? Tách ra đều tách ra không mở a. Thanh niên tóc đỏ một bên cắn răng nghiến lợi hành động, vừa không hiểu phát ra bực tức ngươi. Ngươi thân thể này chuyện gì xảy ra? Trong lòng bất giác thầm cười một tiếng, Nguyệt Nhi lạnh lùng nhìn lấy hắn, xin lỗi, ngươi tới chậm, chúng ta sư phụ cho chúng ta ăn cương thi đan, không có giải dược, thân thể vẫn cứng lấy. Đừng uổng phí sức lực, không dùng. Cái gì, thiên hạ lại có như thế chó chết sư phụ, thủ đoạn mình độc ác, trừng phạt đệ tử cũng coi như, còn không cho đại gia ta tận hứng. Bất giác lạnh hừ một tiếng, thanh niên tóc đỏ mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhìn về phía tại chỗ tất cả mọi người, cái kia hỗn đản sư phụ ở đâu, đi ra, đem giải dược giao ra. Ai, ngươi gọi cũng vô dụng, hắn lại không ở nơi này. Bất đắc dĩ thở dài. Khuê Lang không khỏi thở dài lên tiếng, đại ca, ngươi xin thương xót, thả ra chúng ta, để chúng ta hành động một cái đi, không phải vậy chúng ta một mực dạng này cứng lấy bất động, hội hóa thành thạch đầu chết đi. Không có để ý hắn cầu xin tha thứ, cái kia thanh niên tóc đỏ chỉ là mi đầu sâu nhăn, tỉ mỉ suy nghĩ, sau cùng mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tiểu tử kia, tu vi không có cao hơn các ngươi bao nhiêu, các ngươi có đều đã vượt qua hắn sẽ là các ngươi sư phụ. Cho nên hắn mới dùng loại phương pháp này, khống chế chúng ta mà. Bất giác bật cười một tiếng, Khuê Cương lúc này tìm phù hợp lý do, lấp liếm cho qua. Không sai gật gật đầu, thanh niên tóc đỏ vỗ ngực một cái nói, các ngươi yên tâm, tiểu tử kia bị ta khốn ở trong trận, chờ mấy ngày nữa ta từ trên người hắn cầm giải dược, tự sẽ giải cứu các ngươi. Đến thời điểm, khặc khặc khặc, một mặt dâm tà xem Nguyệt Nhi cùng Bạch Luyện liếc một chút, nam tử tóc đỏ cười gian một tiếng, liền rời đi.
Hai người đều là tức giận nhìn hắn chằm chằm, nhưng cùng lúc cũng thật dài chậm rãi một hơi. May mắn các nàng phục cái này cương thi đan, không phải vậy hôm nay các nàng danh tiết thì khó giữ được. Trừ giống Hồ Mị Nhi như thế lấy xong tu luyện công ma đạo tu giả bên ngoài, cũng không phải là mỗi một cái ma nói nữ tử, đều không để ý danh tiết. Đón lấy, cái kia thanh niên tóc đỏ lại đi tới Huyền Thiên Tông nơi này, tại mọi người phẫn hận trong ánh mắt, vỗ vỗ Thủy Nhược Hoa khuôn mặt, lại vỗ vỗ Đan Nhi cùng hắn nữ tử khuôn mặt, cảm thụ lấy cái kia trên da thịt trơn mềm, bất giác tà tiếu liên tục, không tệ không tệ, đây mới gọi là nữ nhân nha, nào giống những cương thi kia một dạng, tách ra đều tách ra không mở. Dừng tay, ngươi cái này vô sỉ cuồng đồ, đừng nhúc nhích các nàng. Lúc trước nhục mạ ngươi người là bổn công tử, có chuyện gì hướng bổn công tử đến. Bỗng nhiên, một tiếng chính khí lẫm nhiên hét lớn đột nhiên vang lên. Chúng nữ nghe đến cái này âm thanh quen thuộc tiếng nói, không khỏi vui vẻ, vội vàng quay đầu nhìn qua công tử. Thế nhưng là, trong lúc các nàng nhìn đến lúc này công tử lúc, lại là không khỏi khẽ giật mình, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy giờ này khắc này, Tuyên Thiếu Vũ đầu đầy tóc rối bời, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch, đầy mặt điên cuồng bộ dáng, giống như điên, tinh thần cũng có chút hoảng hốt, trong mắt thậm chí còn mang lên từng tia vẻ dâm tà. Người hỗn đản này, đến tột cùng đối công tử nhà ta làm cái gì? Không khỏi giật mình, Thủy Nhược Hoa lúc này nhìn về phía thanh niên tóc đỏ chỗ đó, mắng to lên tiếng. Bất giác tà dị cười một tiếng, thanh niên tóc đỏ từ chối cho ý kiến, còn có thể làm cái gì, không phải liền là lão tử sảng khoái thời điểm, để hắn quan sát một trận a, cái kia còn tiện nghi hắn. Chỉ tiếc hắn tính cách bất ổn, biến thành dạng này, quái đến người nào? Nói bậy. Công tử nhà ta luôn luôn có tri thức hiểu lễ nghĩa, há có thể. Gương mặt bất giác một đỏ, Thủy Nhược Hoa cắn răng nghiến lợi nhìn về phía thanh niên tóc đỏ, hận không thể làm thịt hắn một đao. Cười nhạo lấy lắc đầu, thanh niên tóc đỏ khinh thường bĩu môi, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hắc hắc hắc, các ngươi chính đạo nhân sĩ thực sẽ cho trên mặt mình thiếp vàng. Ta chỉ có thể nói tiểu tử này bình thường nhìn đến ôn tồn lễ độ, nhưng điên cuồng lên cũng không phải là người. Quả thực so ta tên ma đầu này còn không bằng. Các ngươi nhưng biết, các ngươi vị này ngày bình thường nhu thuận công tử, thế nhưng hút các ngươi một vị sư muội tinh nguyên a. Cái gì? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Thủy Nhược Hoa bọn người một mặt không thể tin nhìn về phía Tuyên Thiếu Vũ, trong mắt tràn đầy chất vấn chi sắc. Tuyên Thiếu Vũ lại là gương mặt co lại, một mặt áy náy cúi thấp đầu, lần này sự tình đã hoàn toàn rõ ràng. Cái này nha thật nhập ma đạo. Cùng ma đầu kia thông đồng làm bậy. Im ngay, ma đạo kẻ xấu, công tử hắn nếu không phải bị ngươi dụ hoặc, lại làm sao có thể phạm phải như thế chi sai. Bỗng nhiên, một tiếng già nua hét lớn bỗng nhiên vang lên. Thủy Nhược Hoa bọn người quay đầu nhìn qua, bất giác giật mình, vui vẻ nói, Vân trưởng lão, các ngươi cũng không có việc gì. Tại Tuyên Thiếu Vũ bên cạnh, đồng dạng ngồi liệt lấy ba vị lão giả, hai vị hóa hư tứ trọng cao thủ. Một vị hóa hư ngũ trọng cao thủ. Ba người đều hai mắt nhắm chặt, không bị bên ngoài ảnh hưởng, bình tâm tĩnh khí. Vân trưởng lão chính là ba người đứng đầu, tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng vẫn như cũ hét lớn liên tục, tức giận răn dậy. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, thanh niên tóc đỏ một mặt khinh bỉ nhìn về phía hắn, lão đầu tử, mấy người các ngươi đại lão ra, ta đều dụ hoặc, làm sao các ngươi không trúng chiêu, hết lần này tới lần khác hắn bên trong. Trong lòng vốn là có ma, sớm muộn bạo phát, quái đến người nào. Chỉ là từ nay về sau, Huyền Thiên Tông thiếu chủ nhập ma đạo, cái này Huyền Thiên Tông cũng nên đổi thành ma tông a, ha ha ha. Làm càn, công tử hắn tuổi trẻ khí thịnh, tâm cảnh thượng thấp, ngộ nhập kỳ đồ có thể thông cảm được, há có thể tha cho người cái này đại ma đầu yêu môn hoặc chúng, nhục ta Huyền Thiên Tông danh dự. Bất giác lạnh hừ một tiếng, Vân trưởng lão đại mắng ra miệng. Thờ ơ nhún nhún vai. Thanh niên tóc đỏ từ chối cho ý kiến, cười ta nói, không có gì đáng ngại, dù sao Huyền Thiên Tông vết bẩn đã thành, về sau hẳn là chín tông trò cười. Đường đường chính đạo tu giả, thế mà học ma đạo thải âm bổ dương chi thuật, còn mẹ hắn hái là chính mình sư tỷ muội tinh nguyên, coi là thật buồn cười cùng cực a, ha ha ha. Rear mép hơi hơi run run, ba vị trưởng lão mặt hiện sắc mặt giận dữ, Tuyên Thiếu Vũ lại là thật sâu cúi thấp đầu, một mặt ủy khuất chi sắc. Thủy Nhược Hoa nhìn lấy vị đệ đệ này, không khỏi một trận thương tiếc, ai thán lắc lắc đầu. Tốt, không cùng các người đám lão gia này nói nhảm. Cái gọi là xuân tiêu một khắc ngàn vàng,
lão tử còn muốn hưởng thụ nhân sinh đây, ha ha ha. Vẫy vẫy ống tay áo, thanh niên tóc đỏ cười to một tiếng, lần nữa đem dâm tà ánh mắt quét về phía chúng nữ, trong miệng lầm bầm cái kế tiếp mỹ nhân, cái kia tuyển ai đây? Ha ha ha. Chúng nữ tất cả đều một mặt phẫn nộ, hung ác nhìn hắn chằm chằm, nhưng lại trong lòng kinh hãi, lo sợ bất an. Cái này dâm côn, nếu như bị hắn nhìn lên lời nói, đừng nói là tánh mạng, cả đời trong sạch đều không. Bỗng nhiên, cái kia thanh niên tóc đỏ ánh mắt định tại Sở Khuynh Thành dung nhan tuyệt thế kia phía trên, ánh mắt hô có chút giật mình lo lắng lên, thở dài nói, như thế khinh trần thoát tục chi nữ tử, ta Viêm Ma còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự là không đành lòng hưởng dụng a, nhưng là lại không nhịn được muốn nhấm nháp một phen, thật sự là muốn ta mạng già. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Sở Khuynh Thành không nói gì. Thế nào, người không sợ à, quả nhiên hiếm thấy nữ tử. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Viêm Ma có chút kỳ quái mà nói. Mỉm cười lấy lắc đầu, Sở Khuynh Thành từ chối cho ý kiến, ta tự nhiên không sợ, dù sao ta biết, hắn sẽ đến cứu ta. Người nào, tiểu tử kia sao? Chỉ là một cái thần chiếu nhị trọng cảnh tu giả, hiện tại đang bị lão tử khốn ở trong trận nằm mơ đây, cái nào có thể đến đó cứu được ngươi? Hết hy vọng a, ha ha ha. Không khỏi ta cười một tiếng, Viêm Ma từ chối cho ý kiến nói. Nhưng là Sở Khuynh Thành y nguyên cười nhẹ lắc lắc đầu, trong mắt chớp động lên hào quang óng ánh, ngươi không hiểu hắn, hắn nói chuyện qua, nhất định sẽ chắc chắn, hắn sẽ đến. Cái gọi là nhất tiếu Khuynh Thành, tái tiếu Khuynh Quốc. Sở Khuynh Thành nghĩ đến Trác Phàm lúc, lộ ra loại kia xuất phát từ nội tâm nụ cười, lúc này làm cho tại chỗ tất cả mọi người không khỏi ngơ ngác. Không chỉ là nam nhân, còn có nữ nhân, đều là bỗng dưng sửng sốt. Như thế dung nhan tuyệt thế, coi là thật chỉ có trên trời có, cái nào là phàm gian có thể ẩn nấp mặt. Tuyên Thiếu Vũ cũng là không khỏi sững sờ, trong lòng thầm nhủ, Sở Khuynh Thành trong miệng hắn, đến tột cùng là ai? Lè lưỡi liếm liếm bờ môi của mình, Viêm Ma nhịn không được vẻ mặt hốt hoảng, thì thào lên tiếng, mỹ nhân, ngươi thật sự là quá đẹp, để lão tử nhịn không được muốn lấy được ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cùng hắn những cái kia mặt hàng một dạng, biến thành thây khô. Ta sẽ để ngươi vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, trở thành ta nữ nhân. Im ngay, Khuynh Thành sư muội không phải ngươi có thể khinh nhờn. 3. Tuyên Thiếu Vũ gặp Viêm Ma đã bắt đầu hướng Sở Khuynh Thành động thủ, bất giác giật mình, mắng to lên tiếng, cũng là bị Viêm Ma cách không một cái bạt tai nhất thời vỗ bay ra ngoài. Đụng một tiếng, rơi xuống mặt đất, khóe miệng đã là lưu lại một tia đỏ tươi. Công tử, chúng nữ gặp, không khỏi quýnh lên, vội vàng hét lớn lên tiếng. Viêm Ma lại là lạnh lùng liếc hắn một cái, suy cười ra tiếng, hừ, tiểu tử, lão tử để ngươi hưởng qua một số vui thích rất vui, còn thật nếm nghiệt, dám cùng lão tử tranh giành nữ nhân. Nói cho ngươi, nơi này tất cả nữ nhân lão tử đều có thể để ngươi nếm thử tư vị, nhưng duy chỉ có nàng không được. Bởi vì ngươi, không xứng. Hung hăng cắn răng, Tuyên Thiếu Vũ ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, hung tợn nhìn về phía Viêm Ma, khóe mắt. Khinh thường bĩu môi, Viêm Ma không chút phật lòng, ngược lại lần nữa nhìn về phía Sở Khuynh Thành cười tà nói, mỹ nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ không mạnh hơn. Bất quá chỉ sợ chờ một lúc, ngươi liền yêu cầu lấy ta theo ngươi cá nước thân mật, khặc khặc khặc. Nói, Viêm Ma ngón tay búng một cái, nhất thời xuất hiện một túm ngọn lửa nhỏ, phía trên một đạo lam nhạt cùng đỏ thẫm hỏa diễm xen lẫn nhau lưu chuyển, sáng chói mê mang. Thủy Nhược Hoa bọn người chỉ là thấy một lần, liền nhịn không được thân thể lắc một cái, trên thân khô nóng khó nhịn, trong mắt cũng như nước mùa xuân đồng dạng muốn tan mở. Cái kia Vân trưởng lão thấy một lần, không khỏi vội vàng nhắm mắt lại, quát to, tranh thủ thời gian tĩnh tâm ngưng khí, tập trung ý chí, không nên bị hắn ngọn lửa kia khống chế nỗi lòng. Đó là đại lục lớn nhất hy hữu có thiên địa ma diễm, âm dương hòa hợp lửa, lấy là thiên địa giao dung chi khí, ngưng tụ mà thành. Nhưng là trưởng khống âm dương chi khí, dung hợp chi đạo, dẫn dụ tâm tình người ta muốn. Công tử hắn cũng là bị ngọn lửa này khống chế, mới nhập ma đạo, mọi người cẩn thận. Nghe được lời này, mọi người bất giác trong lòng run lên, vội vàng nhắm hai mắt, nín thở ngưng thần. Nhưng dù vậy, mọi người cái trán vẫn là không nhịn được mà bốc lên mồ hôi nóng, trên mặt một trận thống khổ khó nhịn, thân thể run rẩy không thôi. Cười tà xem bọn hắn, Viêm Ma một mặt tự đắc nhìn về phía Sở Khuynh Thành, thản nhiên nói, mỹ nhân, nhìn đến a, bọn họ cách xa như vậy,
vẫn như cũ khó khống tâm thần. Người ngay tại ngọn lửa này trước mặt, tâm cảnh càng thêm dễ dàng dao động. Chỉ sợ không ra giây lát thời khắc, ngươi liền muốn theo ngọc nữ biến dục nữ, đến lúc đó, đúng là chúng ta lương thần cảnh đẹp, đoàn tụ sum vầy thời điểm, ha ha ha. Thật sao, vậy ngươi phải thất vọng. Bất giác suy cười một tiếng, Sở Khuynh Thành từ chối cho ý kiến, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, trên thân không có một chút dị trạng phát sinh. Viêm ma gặp, bất giác kỳ quái, sau đó thu hồi hỏa diễm, tỉ mỉ xem phía dưới, bất giác kinh hãi, ngươi. Ngươi là không linh thể chất. Nghiêng liếc nhìn hắn một cái, Sở Khuynh Thành không nói gì, chỉ là cười lạnh liên tục. Truyền thuyết không linh thể chất, toàn bộ đại lục mấy trăm ngàn năm đều khó gặp, có thể đem các loại năng lượng chuyển đổi, hóa thành biến ảo khôn lường thái độ, sẽ không xuất hiện bài xích phản ứng, là thế gian tốt nhất song tu lô đỉnh. Mà lại, cùng người khác tu luyện khó khăn nhất nắm giữ hợp thể vũ kỹ lúc, cũng có thể điều chỉnh âm dương, rất nhanh luyện thành, được xưng là thần một dạng đồng đội. Trong lòng bất giác kinh hãi, Viêm Ma thật sâu nhìn về phía Sở Khuynh Thành, ngốc một lát, lại đột nhiên vui mừng nhướng mày, cười to liên tục, ha ha ha. Kiếm lời, lần này thật mẹ hắn kiếm lời. Nghĩ không ra bổn công tử đi ra du ngoạn một trận, thế mà nhặt được lớn như vậy một cái bảo bối, truyền thuyết bên trong không linh thể chất. Lần này, bổn công tử thì càng muốn theo ngươi song tu, thành cả một đời song tu đạo lữ. Ta cái này âm dương hòa hợp lửa cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện đến đại thành, cùng cái kia Vũ Thanh Thu nhất chiến. Nói, cái kia Viêm Ma đã là bỗng dưng một chút nhào tới, muốn cưỡng ép tới. Sở Khuynh Thành gặp, không khỏi kinh hãi, quát mắng, tiểu nhân vô sỉ, người vừa mới còn nói không mạnh hơn. Hừ, trước khác nay khác, vừa mới ta nghĩ ra được ngươi tâm, hiện tại ta chỉ nghĩ ra được ngươi người. Bất giác ta cười một tiếng. Viêm Ma khóe miệng hơi hơi một phát, lộ ra dâm tà nụ cười. Huyền Thiên Tông mọi người gặp, không khỏi quá sợ hãi, muốn giúp đỡ, lại không biết sao thân thể không thể động, chỉ có thể một mặt tức giận nhìn lấy, khóe mắt. Sở Khuynh Thành cũng là có chút nóng nảy, trong lòng thầm mắng một tiếng, Trác Phàm, người cái đáng đâm ngàn đao, làm sao còn chưa tới. Hiu! Bỗng nhiên, một đạo bén nhọn phong minh vang lên. Viêm Ma đang muốn phát rồ hướng Sở Khuynh Thành cái kia uyển chuyển dáng người nhào tới thời điểm, một đạo hồng sắc xích mang đột nhiên từ nàng bụng bắn ra, giống như một đạo lưỡi hái tử thần giống như, đụng một tiếng, liền đem Viêm Ma cái thân thể này cho đánh bay ra ngoài. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Viêm Ma lắc lắc thân thể, cảm giác ở ngực đau xót, mặc dù không nặng lắm, nhưng cũng coi như vết thương nhẹ, một mặt không thể tin nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói, thật mạnh lực lượng nguyên thần. Vậy mà có thể thương tới ta thần hồn. Thế nhưng là coi như ngươi nguyên thần mạnh, ngươi đã bị ta phong thực lực, từ đâu tới cỗ lực lượng này? Ách, xin lỗi, vừa mới thương tổn ngươi không phải nàng, là ta. Ngươi nhưng là tuyệt đối đừng trách oan người tốt, giận chó đánh mèo một nữ tử a. Thế mà, đúng lúc này, Sở Khuynh Thành thường không nói chuyện, một đạo khoan thai cười khẽ đã là sau lưng Viêm Ma đột nhiên vang lên. Trong lòng bất giác kinh hãi. Viêm Ma đuổi vội vàng xoay người nhìn qua, lại chính gặp Trác Phàm chẳng biết lúc nào, đã đi vào cái sơn động này, cách hắn ngoài trăm thước, khoan thai đứng đấy. Trong mắt chỗ sâu, lộ ra một đạo trần trụi cười nhạo cùng tà dị, hơn nữa còn có một cỗ nồng đậm hận ý chất chứa tại tận cùng bên trong nhất chỗ sâu. Trác Phàm, Trác quản gia, Trác huynh đệ, người cuối cùng đến. Mọi người nhìn thấy hắn bóng người, ào ào mừng rỡ, hét to lớn tiếng. Cho dù là Thủy Nhược Hoa chờ một đám Huyền Thiên Tông đệ tử, cũng là vui mừng không thôi, trong mắt chớp động lên hy vọng ánh sáng. Cứu tinh, rốt cục xuất hiện. Chỉ có ba vị trưởng lão cùng cái kia Tuyên Thiếu Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, người này đến tột cùng là ai? Làm sao tất cả mọi người nhìn hắn, đều cùng nhìn cứu thế chủ một dạng. Đón lấy, lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành phương hướng, chỉ thấy nàng nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, trong mắt tràn đầy nồng tình mật ý. Cái này trước kia là chưa bao giờ xuất hiện qua. Tuyên Thiếu Vũ không khỏi khẽ giật mình, nhất thời liền dường như minh bạch cái gì, hàm răng bất giác hung hăng cắn. Nguyên lai hắn, cũng là người kia. Ngón tay hơi hơi cong lên, Sở Khuynh Thành giữa bụng hồng mang lóe lên, huyết anh nhất thời liền phiêu phiêu hốt hốt bay ra ngoài, trong nháy mắt đi vào Trác Phàm bên người, ẩn vào trong cơ thể hắn. Ha ha ha, may mắn ta sớm đem máu này anh thả tại Khuynh Thành thể nội. Lại đem nàng làm mồi câu thả ra, mới có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nơi này. Thế nào, lúc trước hai người chúng ta thanh tú ân ái,
tức giận đến không nhẹ đi. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm nhìn về phía Viêm Ma, cười tà nói. Ánh mắt khẽ híp một cái, Viêm Ma lạnh lùng lên tiếng, nguyên lai các ngươi lúc trước làm ra hết thảy, đều là vì chọc giận ta, nhưng ta đem hai ngươi tách ra, sau đó ngươi thì sử dụng sớm đem ma vật đặt ở trong cơ thể nàng, thừa cơ tìm tới nơi này, cứu đi tất cả mọi người. Dù sao, nếu là ta đem các ngươi cùng một chỗ mang về, nhất định phong ngươi tu vi, ngươi liền không có phản kích cơ hội. Ha ha ha, không sai, chúng ta đã sớm đoán được ngươi tâm tính bất ổn, ưa thích chơi đùa. Cho nên mới hướng dẫn cái này vừa ra, bổng đánh uyên ương, sinh ly tử biệt tiết mục. Bởi vì ta biết, tại trong lòng ngươi, giết không phải niềm vui thú, chơi mới là niềm vui thú chỗ. Đem một đôi người yêu mở ra đùa bỡn, muốn so trực tiếp giết, có vui thú được nhiều, không phải sao? Anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, không hổ là ma đạo tu giả, quả nhiên là người trong đồng đạo A. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Viêm Ma trong mắt hơi híp. Lạnh lùng nói, thế nhưng là ngươi làm sao lại dám xác định, các ngươi thành tú ân ái, ta sẽ nổi giận. Không khỏi bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm suy cười ra tiếng, ngươi là ngốc vẫn là người mù, ngươi cũng không nhìn một chút khuynh thành nhan trị. Cùng với nàng thành tú ân ái, người nào không phát giận. Đoán chừng lúc đó không chỉ là ngươi, tất cả mọi người nổi giận đi. Mà lại, ta cũng nghe nói, ngay từ đầu ngươi là bởi vì đùa giỡn các nàng mới kết thù kết oán. Như thế một cái chơi tính cực lớn tiểu ma đầu, tự nhiên tâm tính sẽ không trầm ổn như vậy. Nghe được lời này, Sở Khuynh Thành không khỏi gương mặt một đỏ, lườm hắn một cái, cúi thấp đầu, nhưng trong lòng tràn đầy mật ý. Viêm Ma nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nghiến lợi, gật gật đầu, cười lạnh thành tiếng, ha ha ha, rất tốt, ngươi là số rất ít để lão tử tại trò chơi thiết kế phía trên, rơi xuống hạ phong người, điểm này, ta không thể không phục. Bất quá! Ta còn có một chút nghi hoặc, ngươi là làm sao thoát ly cái kia trận thức. Bố trí một cái cấp 7 linh trận, không có gì không nổi. Dùng thánh thạch bố trận, cũng không có gì lớn không, giống như người nào không có một dạng. Không khỏi nhíu nhíu mày, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, xuất ra một khối linh khí cực kỳ dày đặc thạch đầu, trên dưới đánh đánh, mở ra khoe của hình thức, cười lạnh liên tục trận pháp cái đồ chơi này, lão tử cấp 10 đều bố qua còn thánh thạch A, hừ hừ. Thiên hạ không phải chỉ một mình ngươi thổ hào, bố cái phản khắc trận thức, có cái gì khó. Ba ba ba, trong mắt rơi trên mặt đất thanh âm chỗ nào cũng có, mọi người thấy Trác Phàm trên tay cầm lấy một khối óng ánh sáng long lanh thánh thạch, thảnh thơi cười khẽ bộ dáng, bất giác tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Riêng là Ma Sách Tông mọi người, càng là chấn kinh vô cùng. Trác Phàm thân ra sung túc, bọn họ là biết, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà sung túc đến loại trình độ này, liền như thế hy hữu thánh thạch đều có a. Thế nhưng là đã như vậy, bọn họ còn đuổi tới tham gia song long hội làm gì, đây không phải có tòa có sẵn linh khoáng chờ lấy bọn họ khai thác à. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, Viêm Ma mí mắt khẽ run, thật lâu, bất giác tà cười ra tiếng, ha ha ha. Xinh đẹp, nghĩ không ra tại Hạ Tam Tông bên trong, còn có người dạng này tâm tư kín đáo như vậy mà đạo tu giả xuất hiện, thật là khó được. Bộ bộ liên hoàn, đem lão tử thiết kế trò chơi từng cái phá giải không nói, còn tinh thông cao đẳng trận pháp, thực sự nhường ta coi trọng mấy phần. Người dạng này thiên tài, cho dù tại Thượng Tam Tông cũng thuộc về hiếm thấy, có điều. Hơi hơi nhếch nhếch miệng, lộ ra một bộ vẻ dữ tợn, Viêm Ma sùi cười một tiếng nói, ngươi tiểu tử này coi như lại tâm cơ lòng dạ, cũng có cẩn thận mấy cũng có sơ sót, phạm hồ đồ thời điểm. Cái kia chính là thực lực sai biệt, ngươi không có tính toán qua sao. Lấy ngươi dạng này tu vi, có thể thoát ly cái kia trận thức, tốt nhất chạy đi, còn truy tới làm gì? Coi như ngươi cái kia ma vật có chút kỳ dị, đối phó chung chung hư cao thủ còn có chút dùng, nhưng đối ta như vậy cũng không có gì nếu không. Ngươi đến, thì là muốn chết, đồ ngu một cái, hừ. Lời vừa nói ra, Huyền Thiên Tông mọi người bất giác tất cả đều trong lòng siết chặt, một mặt lo âu nhìn về phía Trác Phàm. Vị đại ca kia nếu là lại bị bắt, vậy bọn hắn thì toàn xong. Chỉ có thể mặc cho tiểu tử này giết hại, liền cái trở về báo tin nhặt xác người đều không có. Cái kia ba vị trưởng lão cũng là quan sát tỉ mỉ Trác Phàm liếc một chút về sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Chênh lệch quá lớn, một cái chỉ là thần chiếu nhị trọng tu giả, căn bản ngăn không được người kia một chiêu nửa thức, thậm chí là một cái ý niệm trong đầu, chỉ có thể là chịu chết a. Hắn xuất hiện,
căn bản không thể cho bọn họ mang đến một chút xíu hy vọng. Thế nhưng là, chỉ có Ma Sách Tông mọi người, lại là từng cái khóe miệng liệt lên, tản ra lạnh lẽo nụ cười. Trác Phàm thực lực, bọn họ lại quá là rõ ràng, cái nào là chỉ từ mặt ngoài có thể phán định đến. Thậm chí, liền chính bọn hắn cũng không biết vị này Trác quản gia thực lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bởi vì cho dù là tại lúc trước vạn chúng nhìn chừng chừng kích xuống dưới giết hai đại trưởng lão lúc, hắn cũng không dùng suốt toàn lực. Trác Phàm thực lực thâm bất khả chắc, bọn họ đối hắn nhưng là tràn ngập lòng tin. Mặt khác, đối Trác Phàm có kiên định không thay đổi lòng tin, còn có một người, cũng là Sở Khuynh Thành. Tuy nhiên nàng không biết Trác Phàm mấy năm gần đây có như thế nào biến hóa, thực lực như thế nào. Nhưng nàng chỉ minh bạch, nam nhân này chưa bao giờ bại qua, nói được thì làm được. Ha ha ha, kém chút quên, người tiểu tử này lúc trước căn bản chưa thấy qua bổn công tử chân thực diện mạo, cũng không biết bổn công tử thực lực chân chính, khó trách sẽ như thế đường hoàng chạy tới, không biết sống chết. Ngột vừa đỡ cái chán, Viêm Ma tựa như nghĩ đến cái gì giống như, đột nhiên điên cuồng cười ha hả, sau đó liền một mặt tà dị nhìn về phía Trác Phàm, khóe miệng xẹt qua nụ cười quỷ dị, đã như vậy, vậy bản công tử liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là cách nhau một trời một vực chênh lệch đi. Nói, nhưng ngửi hô một tiếng vang thật lớn phát ra, Viêm Ma toàn thân khí thế mãnh liệt phát ra, như bài sơn đảo hải hướng bốn phía không ngừng tiêu tán. Cái kia cỗ nhiếp người khí thế, nhất thời làm cho tại chỗ tất cả mọi người bất giác cùng nhau khí tức trì trệ, cho dù là hai tông cung phụng trưởng lão đều không ngoại lệ, trong lòng bất giác hoảng sợ. Hóa hư ngũ trọng cao thủ. Liếc nhìn nhau, Tam Sát cùng cái kia ba vị trưởng lão, sắc mặt đồng thời ngưng trọng xuống tới. Dương Sát bọn họ là không nghĩ tới tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại nhưng đã cao như thế tu vi, không hổ là thượng tam tông người. Ba vị trưởng lão thì là trong lòng ai thán, kẻ này quả nhiên cùng người thường khác biệt, cho dù là đồng dạng hóa hư ngũ trọng khí thế, cũng so với bình thường người cường hãn được nhiều. Chí ít, đồng dạng thân là hóa hư ngũ trọng vân trưởng lão, tự hỏi liền xem như đường hoàng đơn đả độc đấu, cũng chưa hẳn là tiểu quỷ này mười chiêu chi địch. Người này thực lực, coi là thật thâm bất khả chắc, hiếm thấy trên đời a. Đồng thời, nương theo lấy từng đạo liệt diễm phát lên, Viêm Ma sau lưng cũng đột nhiên xuất hiện một cái giỏ một đỏ hai đạo hỏa diễm, hóa thành hai con cự mãng lẫn nhau đầu đuôi tướng cắn vào, lẫn nhau chuyển hóa, không ngừng xoay tròn, tản mát ra cuồn cuộn quỷ dị khí tức. Mọi người chung quanh chỉ là hơi cảm xúc, liền lại có loại toàn thân khô nóng cảm giác phát lên. Ngẩng đầu nhàn nhạt quét mắt một vòng, Trác Phàm trong mắt hai đạo thanh mang lóe lên, lại là không nhận này viêm ảnh vang, thì thào lên tiếng, nguyên lai là thiên địa ma diễm, âm dương hòa hợp lửa, cắn đuôi song rắn, khó trách hội lớn lối như thế. Thế nào, người thế mà không nhận ta ngọn lửa này ảnh hưởng? Mí mắt bất giác lắc một cái, Viêm Ma nhất mặt quái dị nhìn về phía khoan thai tự đắc Trác Phàm, cuối cùng nhíu mày, trong lòng bất giác siết chặt. Tuy nhiên hắn cũng chẳng biết tại sao lòng hắn hội tại đối mặt một cái thần chiếu nhị trọng tu giả lúc khẩn trương lên, nhưng là hiện tại, Trác Phàm biểu hiện càng lạnh nhạt, liền càng là tràn ngập cảm giác thần bí, để hắn nhịn không được lo sợ lên. Dạng này tâm tình, liền hắn đều cảm thấy rất là kỳ lạ, một trận buồn cười, nhưng chính là như thế phát sinh. Liền phảng phất một cái thân hình khôi ngô sư tử, lần thứ nhất nhìn thấy nhãn kính vương xà, ỷ vào chính mình thân hình, không hề sợ hãi. Nhưng là nó nội tâm lại một mực cho nó cảnh cáo, đầu này loài bò sát không dễ chọc. Bởi vì cái này loài bò sát độc dịch, có thể trong nháy mắt muốn nó tánh mạng. Giờ này khắc này, Viêm Ma cũng là rơi vào cái này một mê mang trạng thái, để lòng hắn ngăn không được rung động động. Không có khả năng, chỉ là một giới sơ giai thần chiếu tu giả, làm sao có thể sẽ uy hiếp được bổn công tử tánh mạng, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, hừ hừ. Thật sâu hít một hơi. Viêm Ma mới lại để cho mình tâm bình tĩnh trở lại, nhìn về phía đối diện Trác Phàm nộ hống nói liên tục, tiểu tử, hiện tại ngươi biết chúng ta ở giữa chênh lệch a, bây giờ hối hận đuổi theo a, ha ha ha. Khai chiến trước đó, đem thực lực hoàn toàn bại lộ cho đối phương, là nhất không chí hành động. Ngươi quả nhiên tâm tính không chừng, quá non a. Làm ma đạo tiền bối, ta có cần phải dạy bảo một chút ma đạo hậu bối, nên làm như thế nào một cái chính thức ma đạo tu giả? Trên mặt không hề bận tâm, Trác Phàm không khỏi suy cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Viêm Ma trong lòng giận dữ, ác thanh mắng, hắn nãi nãi, người dám chiếm ta tiện nghi,
người nhà mới là hậu bối đâu. Vừa dứt lời, Viêm Ma đã là bỗng nhiên vung tay lên, một đạo mãnh liệt liệt diễm liền đột nhiên hướng Trác Phàm phương hướng cuồng mãnh phóng đi. Giống như một đạo lưu tinh hỏa vũ, thẳng tắp nện đến hắn mặt. Vân trưởng lão gặp, không khỏi trong mắt lắc một cái, bất đắc dĩ thở dài, ai, chiêu này bên trong ẩn chứa người kia thần hồn trùng kích, thần chiếu tu giả căn bản ngăn không được. Tiểu tử này, mặc kệ lại thế nào dày vò, đều xong đời. Lời vừa nói ra, Thủy Nhược Hoa chờ nữ bất giác kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt tràn đầy nồng đậm thần sắc lo lắng, Dương Sát bọn họ lại là cười lạnh liên tục, không lo lắng chút nào. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo liệt diễm nhất thời bị một chưởng vỗ nát, tứ tán phấn khởi, sau cùng biến mất không còn tăm tích. Chỉ lộ ra sau Trác Phàm cái kia vung khẽ bàn tay, còn có tà dị tiếu dung. Làm sao có thể? Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Viêm Ma không khỏi quá sợ hãi, Vân trưởng lão cũng là nhìn không được kêu lên sợ hãi, đầy mắt không thể tin nhìn về phía Trác Phàm bóng người, trong nháy mắt ngây người. Mà Thủy Nhược Hoa chờ nữ, thì là bỗng dưng khẽ giật mình, tiếp lấy trên mặt bỗng nhiên hiện lên ý mừng, bất khả tư nghị nhìn lấy chỗ đó. Một cái thần chiếu tu giả, thế mà một chiêu thì ngăn lại hóa hư cao thủ thần hồn trùng kích, đây quả thực là kỳ tích. Người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cho dù là cái kia lúc trước một mực cùng Trác Phàm cãi nhau Đan Nhi, lúc này cũng là ngốc một trận, mặt mày ở giữa đều là khó có thể tin thần sắc. Ha ha ha, Lâm Trận khinh địch, chính là ma đạo tối kỵ. Ta nói ngươi quá non, có nói sai sao? Khóe miệng nhếch lên cái tà dị đường cong, Trác Phàm nhẹ liếc Viêm Ma liếc một chút, bất giác cười nhạo liên tục. Viêm Ma lại là mi đầu hơi hơi lắc một cái, giật mình một trận, bất giác hung hăng cắn răng. Cười lạnh nói, chỉ là ngăn lại bổn công tử lớn nhất tùy tiện một chiêu thần hồn công kích, có cái gì? Bạch! Thế mà, hắn chả còn chưa nói xong, Trác Phàm bóng người lại là đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không có một chút dấu hiệu, phải đồng tử bên trong chớp động lên một đạo vầng sáng màu vàng óng. Làm sao có thể, ngươi là làm sao? Mí mắt nhìn không được nhảy một cái, Viêm Ma trong lòng bất giác hoảng hốt. Bởi vì hắn căn bản không có phát hiện Trác Phàm đến tột cùng như thế nào lấn đến gần trước người, một chút dấu vết đều không có, cái này khiến hắn cảm thấy một trận không thể tưởng tượng. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng không kịp lại suy nghĩ đi xuống, bởi vì làm một đạo tiếng xé gió vang, tại cự đại uy áp phía dưới, Trác Phàm nhất quyền đã là hung hăng hướng đầu hắn vung tới. Đụng! Vội vàng đưa tay hướng bên cạnh chặn lại, phát ra một tiếng nổ rung trời. Viêm Ma không khỏi trong mắt ngưng tụ, đúng là bỗng dưng cảm thấy, cánh tay đau xót, đau nhập nội tâm. Mà lại cái kia cỗ đại lực, còn tại không thể ngăn cản hướng hắn chán vào tới. Không có cách nào, hắn đành phải hai cái cánh tay đồng thời ngăn trở, nhưng như cũ hạt cát trong sa mạc, khó cản cái kia đại lực tập kích, trong bụng mới hoảng sợ, minh bạch hết thảy. Nguyên lai tiểu tử này thân thể lực lượng như thế cường hãn, quả thực thì là quái vật. Tại thần hồn lực lượng nhất thời khó có thể phát huy hiệu ứng tình huống dưới, hắn vội vàng trên thân quang mang đại thịnh, tế ra hộ thân linh giáp. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Trác Phàm hất lên kỳ lân tí, mang theo Viêm Ma thân thể toàn bộ quang bay ra đi, nhất thời đụng vào sơn động bức tường kia phía trên. Một đến, liền đem trọn mặt vách tường đâm vào một cái 100 mét cao bao nhiêu hang lớn, thẳng tắp đả thông một cả tòa sơn mạch. Ngoài động sáng ngời ánh sáng mặt trời nghiêng chiếu vào. Cho cái này tối tăm ẩm ướt hang động, ít có tăng thêm một phần ấm áp. Nhưng là mọi người tại đây, dĩ nhiên đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Một chiêu, chỉ là một chiêu, liền đem cái kia không ai bị nổi hóa hư ngũ trọng cao thủ cho đánh bay ra ngoài, sinh tử chưa biết. Người trước mặt này, đến tột cùng là nơi nào đến biến thái A, liền thượng tam tông đệ tử cũng không sánh bằng. Cái kia Vân trưởng lão ba người, cũng đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, có chút giật mình lo lắng. Chẳng lẽ đây chính là lần này Ma Sách Tông phái tới Song Long hội tham chiến đệ tử A, mẹ hắn so trưởng lão cung phụng còn lợi hại hơn, cũng quá vô lại. Cái này người nào đánh thắng được, chúng ta thẳng thắn trực tiếp đầu hàng tính toán. Khinh địch về sau, còn cho chính mình tìm rất nhiều lấy cớ, quả nhiên, người vẫn như cũ quá non A. Thờ ơ vẫy chính mình cánh tay phải, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Không có để ý người khác cái kia kinh dị ánh mắt, nhìn về phía Dương Sát bọn họ lời nói, Dương Sát, tiểu tử này cùng chúng ta lúc trước phân tích một dạng, xuôi gió xuôi nước quen, không bị qua cái gì ngăn trở,
cùng phần lớn thiên tài con cháu không sai biệt lắm, non nớt cực kỳ. Thật sao, vậy người cái này đại ma đầu, thì phải thật tốt cho cái này tiểu ma đầu học một khóa, cho hắn biết, cái gì gọi là ngăn trở, khặc khặc khặc. Bất giác tà dị cười một tiếng, Dương Sát phát ra từng tiếng quái khiếu, một mặt tự đắc, dường như một chiêu kia đánh bại Viêm Ma là hắn như vậy. Khặc khặc khặc. Còn lại ma sách tông đệ tử, cũng là cười quái dị liên tục, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt hỏa diễm bỗng nhiên vỡ ra, cái kia phế tích nhất thời bị hóa thành một mảnh cho tàn, Viêm Ma chậm rãi đứng dậy, cũng không cái gì trở ngại, trên thân một kiện hỏa diễm khải giáp, phát ra nóng rực ánh sáng, một đôi lãnh mâu, hung hăng nhìn chăm chú về phía Trác Phàm phương hướng, trong mắt không còn lúc trước vui cười cùng khinh thị. Chỉ có một mảnh lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm bất giác nhạt cười một tiếng, âm thầm gật đầu. Xem ra tiểu tử này muốn xuất bản lĩnh thật sự, đáng để mong chờ. Siêu! Không nói gì nữa, Viêm Ma đạp chân xuống, trong nháy mắt liền biến mất bóng người, chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã đi vào Trác Phàm trước mặt, mang theo đỏ bừng Trích Viêm Nhất Quyền, hung hăng hướng hắn mặt đánh tới. Một quyền này thế lớn lực mãnh liệt. Ngọn lửa kia mãnh liệt còn chưa tới người, liền đã để Trác Phàm có loại toàn thân nướng cháy cảm giác. Có thể thấy được cái này âm dương hòa hợp hỏa tuyệt vật phi phàm. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm không dám thất lễ, vội vàng nâng lên kỳ lân tí chặn lại. Đụng một tiếng vang thật lớn, cái kia hỏa quyền đã là hung hăng đụng ở phía trên, Trác Phàm không khỏi cánh tay co rụt lại, vội vã hướng về sau lui ra 10 bước có hơn, mới miễn cưỡng dừng bước lại. Thế nhưng là còn không đợi hắn thở một cái, Viêm Ma đầu kia hỏa diễm trên cánh tay đúng là bỗng dưng sinh ra một cỗ màu xanh thăm thẳm liệt diễm, bỗng nhiên truyền đến phía trước cái kia đỏ thẫm liệt diễm phía trên. Bỗng dưng, hai đạo hỏa diễm hòa làm một thể, bộc phát ra so lúc trước càng mạnh mấy chục lần uy lực. Nhưng nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Trác Phàm còn không có kịp phản ứng, liền bị cái này một mãnh liệt bạo kích trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, trên tay đốt cuồng bạo liệt diễm. Đột nhiên đụng vào sau lưng trên vách núi đá, nhất thời liền đem chọn cái vách núi đâm vào một cái 100 mét sự cao to đến trong động, xuyên qua toàn bộ sơn mạch. Ngoài động ấm áp ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng bay lả tả mà vào, cùng lúc trước Viêm Ma đâm vào không khác nhau chút nào. Lạnh lùng nhìn lấy cái kia đã hóa thành một cái biển lửa phế tích, Viêm Ma sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt băng lãnh, đạm mạc lên tiếng, ngươi vừa mới nói. Người nào quá non? Trong mắt nhìn không được co rụt lại. Mọi người gặp này, bất giác cùng nhau trong lòng cả kinh. Cái này Viêm Ma dường như chợt biến thành người khác giống như, lại không giống như lúc trước ngả ngớn tâm tính, ngược lại trầm ổn cực kỳ, một đôi lãnh mâu như là trong đêm tối độc xà, tại tùy thời tìm kiếm lấy con mồi nhược điểm, nhất kích tất sát. Cái này, cũng là ma viêm tông đệ nhất thiên tài, Viêm Ma thực lực chân chính. Nghi đầu nhịn không được lắc một cái, Vân trưởng lão không khỏi ai thán một tiếng, sắc mặt cũng hoàn toàn nghiêm túc lên. Thậm chí đều có chút vẻ tuyệt vọng, ai, vừa mới hắn là có lòng khinh thị, căn bản không có phát huy tự thân thực lực ba phần trở lên. Hiện tại tiểu tử này xem như triệt để nghiêm túc, hóa hư ngũ trọng phía dưới tu giả, hiếm có thể cùng nhất chiến. Coi như vừa mới người kia có chút đặc biệt, đối với cái này đã gọi lên dã tính, toàn lực ứng phó hung thú, cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta, hết. Nghe được lời này, Thủy Nhược Hoa chờ nữ bất giác giật mình. Nhìn xem đầy mặt đau thương Vân trưởng lão liếc một chút, trong lòng cũng là chợt gấp lên. Thế nhưng là, các nàng vẫn là một mặt hy vọng nhìn về phía biển lửa kia đầy trời chỗ, hy vọng cái này cứu tinh có thể đem các nàng theo cái này ma quật cứu ra ngoài. Tuy nhiên lấy Vân trưởng lão lời nói tới nói, cái này hy vọng rất xa vời. Đan Nhi cũng nhìn về phía biển lửa kia lan tràn chỗ, bất giác xẹp xẹp miệng, thăm thẳm lên tiếng, tuy nhiên hai người kia đều là đại ma đầu. Nhưng là cái kia Trác Phàm còn tốt một chút, hy vọng hắn có thể đánh thắng. Mọi người nghe đến, bất giác trong lòng cười khổ, ai không phải như thế hy vọng đây, nhưng là... Bất đắc dĩ thở dài, đối mặt đột nhiên nghiêm túc lên Viêm Ma, biến đến cường đại như thế, bọn họ đối Trác Phàm lòng tin lại là xuống đến linh điểm. Một cái thần chiếu cảnh, thật có biện pháp đánh bại hóa hư cường giả sao? Tuy nhiên hắn là cái quái vật, nhưng đối thủ của hắn, sao lại không phải đâu? Chỉ có ma sách tông mọi người, đối mặt đây hết thảy, tuy nhiên tâm cũng chìm xuống phía dưới nặng, nhưng lại chưa bao giờ mất đi lòng tin. Bởi vì bọn hắn biết, Trác Phàm thực lực, sâu không thấy đáy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn,
Trác Phàm theo cái kia đầy trời biển lửa phế tích bên trong đứng lên, vẫy vẫy có chút bùn rủn cánh tay phải, không khỏi cười khẽ một tiếng, không hổ là âm dương hòa hợp lửa, âm dương nhị khí giao dung, bạo phát đi ra lực lượng quả nhiên tàn bạo cực kỳ, thế mà ngay cả ta cái này kỳ lân tí đều kém chút ngăn không được. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn về phía lúc này đã là dị thường lạnh lùng Viêm Ma, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này Viêm Ma mặc dù là tuổi trẻ khí thịnh, hài đồng tâm tính, nhưng là tâm cảnh đã có tiểu thành. Thế mà trong nháy mắt liền tiến vào quyết chiến trạng thái, thu hồi lỗ mãng chi tâm, thực sự khó được, không hổ là thượng tam tông đệ tử. Đã như vậy, vậy thì có tất phải nghiêm túc một chút, khác chỉ riêng nhìn lấy nói người khác, chính mình phạm loại sai lầm cấp thấp này, lật thuyền trong mương, vậy liền quá mất mặt. Huống hồ, tiểu tử này so với tông môn cái kia hai cái lão tạp mau tới nói, muốn mạnh quá nhiều, xác thực giá trị đến chính mình nghiêm túc đối phó. Nghĩ tới đây, Trác Phàm ánh mắt cũng hơi hơi mị mị, thần sắc nghiêm túc, thân thể lên khí chất nhất thời âm lãnh lên. Viêm Ma gặp này, tuy nhiên sắc mặt vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng, nhưng trong lòng lại là đại chấn, biết mình lần này xem như gặp phải đối thủ. Đối phương tu vi mặc dù chỉ là thần chiếu nhị trọng cảnh, nhưng là cho hắn cảm giác, lại là cùng những cái kia thượng tam tông thiên tài đệ tử không khác nhau chút nào, thậm chí cái kia khí tức nguy hiểm còn hơn. Trong lúc nhất thời, Viêm Ma không còn chấp nhất tại cái kia biểu tượng điều phát hiện, mà chính là đánh tới 12 vạn phần tinh thần, chăm chú nhìn Trác Phàm không thả. Từ giờ trở đi, ta đem ngươi trở thành lão tử bình sinh chí địch, Vũ Thanh Thu đến xem. Ánh mắt hơi 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 khép một chút, Viêm Ma thật sâu hít một hơi, bình tĩnh trở lại. Bạch! Thế mà, đúng lúc này, lại là lóe lên một cái, Trác Phàm bóng người lần nữa chợt lấn đến gần trước người hắn, tay phải kỳ lân tí hóa thành long chảo, mang theo không ai bì nổi khí thế hung mãnh, bỗng nhiên hướng trước ngực hắn chộp tới. Ma sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long chảo. Giống. Một tiếng long ngâm vang vọng bên tai, Viêm Ma trên thân món kia hỏa diễm khải giáp, còn chưa bị cái kia nhất chảo tới người, đã là ngăn không được run rẩy bốc cháy diễm, phát ra báo động trước. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Viêm Ma bất giác quá sợ hãi, chẳng lẽ tiểu tử này thân thể máu thịt một chiêu vũ kỹ, thậm chí ngay cả hắn bát phẩm ma bảo cũng đỡ không nổi sao. Đến mức cái này ma giáp đều phát ra run rẩy. Hắn thực sự khó mà tin được. Trên tay tiểu tử này lại không có bất kỳ cái gì ma bảo linh binh. Thế nhưng là hắn cho dù tâm lý không tin, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng đệ nhất trực giác. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, như tiểu tử này thân thể lực lượng đúng như này biến thái, bắt kịp bát phẩm ma bảo cường độ, vậy hắn cái này đầy ánh sáng địch, không sẽ chết bình tĩnh. Kết quả là, không nói hai lời, Viêm Ma vội vàng đạp chân xuống, rời xa Trác Phàm trước người. Đồng thời một cái giỏ một đỏ hai đạo hỏa diễm hung hăng vãi ra, giao dung hợp nhất, phát sinh cự bạo, bỗng nhiên đụng vào cái kia nhất chảo phía trên. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn phát ra, Trác Phàm bóng người nhất thời bao phủ tại cái kia đầy trời trong biển lửa. Viêm Ma hơi nhếch khóe môi lên lên, vừa muốn phát ra cười to, lại là chợt thấy nhất chảo bỗng nhiên từ biển lửa kia bên trong thoát ra, trực kích hắn mặt vị trí, bất giác quá sợ hãi, không dám thất lễ. Vội vàng trong tay ánh sáng lóe lên, hai cái hiện lên hỏa diễm đoạn kích liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đinh! Kim loại giao kích thanh âm rõ ràng vang vọng tại mỗi một người bên tai, Viêm Ma hai kích hợp nhất, miễn cưỡng chống chọi cái kia như cũ hiện ra nóng rực chi khí quỷ dị móng vuốt, mi đầu nhìn không được run run, nhìn về phía trước, lại chính gặp biển lửa tán đi về sau, Trác Phàm cái kia tà dị mà nụ cười dữ tợn xuất hiện tại hắn trước mắt, không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, thầm mắng một tiếng, quái vật. Đón lấy, Viêm Ma lần nữa đạp chân xuống, lui lại 100 mét có hơn, cùng Trác Phàm kéo dài khoảng cách, sau đó song kích huy động liên tục, hét lớn liên tục huyền giai cao cấp vũ kỹ, song xoắn phệ long chém. Ông! Một đạo rõ ràng không gian ba động phát ra, một đỏ một lam hai đạo quang mang, liền trong nháy mắt theo cái kia hai kích bên trong thoát ra, hóa thành hai đạo âm dương hòa hợp hỏa giao long, cắn xé hướng Trác Phàm phóng đi. Khác biệt tu vi người. Xuất ra vũ khí cho dù đẳng cấp giống nhau, uy lực cũng một trời một vực. Giống Viêm Ma dạng này hóa hư cao thủ, cho dù là huyền giai vũ khí, làm đem đi ra, bên trong cũng mang theo hắn thần hồn lực lượng. Một khi chúng chiêu, thần hồn tất nhiên trọng thương, ở giữa chẳng những so với vũ khí lực lượng, còn mạnh hơn thần hồn độ. Thế nhưng là trên một điểm này, nắm giữ thiên long thần hồn Trác Phàm lại sợ qua người nào.
Hừ, Phệ Long, ngươi cũng xứng. Bất giác cười lạnh một tiếng, Trác Phàm đột nhiên trong mắt ngưng tụ, toàn thân hắc khí đại phóng, quanh người một đạo long ảnh thoáng hiện, bỗng nhiên tiến lên, ma sát tam tuyệt thức thứ nhất, ma long ngút trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giống. Lại là một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, Trác Phàm bóng người nhất thời liền cùng cái kia hai con dao long đụng vào nhau, tiếp lấy lại là một tiếng điếc tai nhức óc nổ tung phát ra, hỏa diễm đầy trời. Trác Phàm đột ngột đến lao ra, hướng viêm ma phương hướng phóng đi. Nguy đầu nhịn không được lắc một cái, viêm ma trong lòng hoảng hốt, hắn là vạn vạn không nghĩ đến, cái này Trác Phàm lại lợi hại như thế, hắn tiếp ngay cả công kích đều thương tổn không hắn một cọng tóc gáy. Không có cách nào, bị Trác Phàm từng bước ép sát phía dưới, hắn cũng không có thời gian kết ấn, chuẩn bị đại chiêu, chỉ có thể trận chiến trong tay song kích, cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ, ầm ầm tiếng vang không ngừng. Chỉ một thoáng, chỉnh trong sơn động chỉ có một đen một đỏ hai đạo quang mang ở bên trái bất chợt tới phải hướng, liên tiếp va chạm, phát ra nổ đùng vang vọng, lại là ai cũng không làm gì được người nào. Viêm ma dựa vào là âm dương song hỏa chi uy, Trác Phàm lại là lực lượng cường hãn, thần hồn vô địch. Trong lúc nhất thời, hai người dây dưa cùng một chỗ, vũ khí liên tiếp phát sinh, người tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng là bọn họ quan hệ mật thiết. Phía dưới vây xem người thế nhưng là đã hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. Cái này sao có thể, tiểu tử này vậy mà có thể cùng đã nghiêm túc viêm ma chiến đến tương xứng, tựa hồ còn hơi chiếm thượng phong, đem hắn áp chế. Cái này, đây quả thực khó có thể tin. Vân trưởng lão Rear Map không khỏi hơi hơi rung động động một cái, ánh mắt trợn thật lớn, bất khả tư nghị nhìn lấy phía trên cái kia kinh thiên đại chiến, phát ra hoảng sợ thanh âm. Còn lại hai vị trưởng lão cũng là rung động không thôi, liên tục gật đầu. Thủy Nhược Hoa chờ nữ thì càng là đầy mặt hy vọng, hưng phấn khó nhịn. Chỉ có Ma Sách Tông mọi người, nhìn lấy bọn hắn cái này kinh dị vô cùng bộ dáng, không khỏi khinh thường bĩu môi, một mặt khinh bỉ nói, ngạc nhiên, không có thấy qua việc đời, cái này có gì to tát. Ngươi nói cái gì, mi đầu lắc một cái, Vân trưởng lão trợn mắt nhìn về phía bọn họ. Dương Sát Hiên lặng cười cười, cao ngạo ngẩng đầu lên. Thay thế Trác Phàm trang bức nói, nhà ta lĩnh đội đệ tử Trác Phàm, luôn luôn khiêm tốn điệu thấp, cái này tính là gì, không đáng giá nhắc tới. Ngươi phải nói, kia cái gì viêm ma thế mà có thể tiếp nhà ta Trác Phàm nhiều như vậy chiêu, mới là thật khó. Chịu đến bây giờ còn không chết, cũng coi như mạng hắn cứng rắn. Rear Map nhìn không được run run, Vân trưởng lão nhìn về phía những thứ này ma đạo kẻ xấu, không còn gì để nói, hừ lạnh lên tiếng, hừ. Đừng cao hứng quá sớm, tiểu tử này cho dù có điểm đặc thù năng lực, nhưng dù sao cũng là thần chiếu cảnh tu giả. Tuy nói không biết dùng phương pháp gì ngăn lại thần hồn công kích, nhưng không có thần hồn vẫn như cũ là thế yếu. Thời gian dài, chắc chắn thất bại, ha ha ha. Nghe được lời này, Thủy Nhược Hoa bọn người liếc xéo cái kia Vân trưởng lão liếc một chút, càng thêm im lặng. Vân trưởng lão, hiện tại cái kia Trác Phàm chính đang vì chúng ta chiến đấu đây. Hắn như bại, chúng ta cũng xong đời. Thủy Nhược Hoa hảo tâm nhắc nhở. Ách, bất giác trì trệ, Vân trưởng lão mặt mo hơi đỏ lên, cúi thấp đầu không nói lời nào. Ngày bình thường hắn nhìn Ma Sách Tông người đều không vừa mắt, gặp phải chuyện gì đều ưa thích cùng bọn hắn tranh cãi. Nhưng là bây giờ hai nhà thành cột vào trên một sợi thừng châu chấu, hắn lại là không nên lại nhấc. Dù sao, hiện tại lại chèn ép Ma Sách Tông, không phải tương đương với tại phiến chính mình mặt a. Vẫn là cho thêm tiểu tử kia động viên trợ uy, hy vọng hắn có thể thắng a, cho dù là may mắn cũng tốt a. Răng rắc. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang hoàn toàn trong động tất cả mọi người bên tai, để tất cả thấy cảnh này người, cũng nhìn không được tròng mắt hung hăng co lại, phát ra thật không thể tin tiếng kêu sợ hãi. Đụng. Một tiếng bạo hưởng, toái phiến tứ tán bay tán loạn, viêm ma bất giác mi đầu chấn động mạnh một cái, triệt để ngây người. Mà hai tay của hắn phía trên, một cái tay cầm lấy một thanh đoạn kích, một cái khác cũng chỉ có một đoạn ngắn chuôi, kích thân thể sớm đã hóa thành toái phiến, tung bay rơi xuống mặt đất. Trước mặt hắn, là Trác Phàm cái kia hiện ra xích mang móng phải, còn có cái kia tà dị tiếu dung, đang phát tán ra vô tận diễu cợt miệt. Mẹ nó, thân thể máu thịt vậy mà đem cao đẳng ma bảo cho bóp nát, cái này nha cánh tay là cái gì làm a? Dưới đáy mọi người cũng là bị một màn trước mắt triệt để kinh ngạc đến ngây người,
Trác Phàm cường đại đã triệt để phá vỡ mọi người đối cường hãn nhận biết. Cho dù lại là luyện thể tu giả, hóa hư cảnh thậm chí hóa hư lấy phía trên cao thủ, cũng không có khả năng lấy thân thể cường hám ma bảo linh binh a, thế nhưng là tiểu tử này. Trong lúc nhất thời, mọi người trong mắt chỉ có kinh ngạc, trong đầu lại là trống rỗng. Ta cửu phẩm ma bảo, song giảo kích, trong miệng nhẹ giọng lầm bầm, Viêm Ma trong mắt một mảnh giật mình lo lắng chi sắc. Thế nhưng là đúng lúc này, tiếng xé gió vang, một đạo sắc bén réo vang đột nhiên đem hắn giật mình tỉnh lại. Dương mắt nhìn lên, lại chính gặp Trác Phàm cái kia cường hãn nhất chảo, không chút nào dừng lại hướng hắn mặt vò tới, nhất thời liền đem hắn giật mình, vội vàng đem một cái khác đoạn kích hất lên, cùng Trác Phàm cái kia đáng sợ nhất chảo đụng nhau. Đinh một tiếng, phát ra thanh thúy thanh âm. Sau đó, mượn cái này lực phản chấn, Viêm Ma vội vã lùi lại, trên ót đã phủ đầy tầng tầng mồ hôi lạnh đầm đìa. Khó trách lúc trước cái kia nhất chảo chộp tới, chính mình ma giáp hội phát ra rung động cảnh cáo, nguyên lai không chỉ riêng này tiểu tử biến thái, liền hắn cánh tay kia cũng đồng dạng biến thái cực kỳ. Cửu phẩm ma bảo a, thân thể máu thịt, nhất chảo thì bắt nát. Đây là như thế nào luyện thể, mới có thể luyện đến như thế kim cương bất hoại a. Dạng này nhất chảo nếu là bắt đến hắn ma giáp phía trên, còn không tới tấp chuông đem hắn ma giáp bắt nát, hủy hắn thân thể. Vừa nghĩ đến đây, Viêm Ma trong lòng liền càng thêm lo sợ lên. Giờ này khắc này, Trác Phàm từng bước ép sát, hắn bị ép tới ở vào hạ phong, duy nhất phần thắng, cũng là bỏ ra đại chiêu, dùng năng lượng trùng kích né qua cái kia thân thể cường hãn, trực kích tạng phủ nguyên thần. Thế nhưng là tại hai người rằng co phía dưới, Trác Phàm đối với hắn một tấc cũng không rời, hắn lại là rất khó có thời gian kết ấn, sử xuất tuyệt chiêu. Kể từ đó, muốn thoát khỏi tiểu tử này, cũng chỉ có một biện pháp. Trong mắt tinh mang lóe lên, Viêm Ma bất giác bật cười một tiếng, nghĩ không ra ta đường đường ma viêm tông đệ tử Viêm Ma, thế mà cũng có sử xuất như thế hạ lưu thủ đoạn thời điểm, đáng tiếc không có cách, ai bảo đối thủ quá biến thái đâu. Trong lòng bất giác than nhẹ, Viêm Ma đột nhiên trong mắt ngưng tụ, dưới chân liền đạp, sẽ không tiếp tục cùng Trác Phàm chiến đấu, mà chính là quay người trong nháy mắt hướng phía dưới bay đi, một kích xuyên thẳng, mục tiêu lại chính là lúc này đã động một cái cũng không thể động Sở Khuynh Thành không thể nghi ngờ. Không khỏi giật nảy cả mình, mọi người gặp này, ào ào một mặt lo lắng nhìn về phía Sở Khuynh Thành phương hướng, Thủy Nhược Hoa càng là vội vã kêu lên, Khuynh Thành. Thế nhưng là nàng không thể động, Sở Khuynh Thành cũng không thể động, lại là không có gì chứng dùng. Bất quá, đối mặt như thế hiểm cảnh, Sở Khuynh Thành lại là không chút kinh hoàng, ngược lại lộ ra lạnh nhạt nụ cười, nàng ánh mắt không có nhìn về phía Viêm Ma, mà chính là hướng phía sau hắn cách đó không xa, đang liều mạng hướng nơi này gấp rút tiếp viện Trác Phàm chỗ đó. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Phải đồng tử bên trong một đạo vầng sáng màu vàng óng lóe qua, Trác Phàm bá một tiếng không thấy bóng người, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã đi vào Sở Khuynh Thành trước mặt. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, Trác Phàm nhấc cánh tay chặn lại, đã là đem Viêm Ma đâm tới một kích chỉnh chỉnh cản lại. Một đôi âm trầm ánh mắt, hung hăng chằm chằm hướng về phía trước cái miệng đó góc càng ngày càng liệt lên khuôn mặt. Khặc khặc khặc, quả là thế, người rất để ý cái này nữ nhân a, nhìn đến khi đó tại trong khách sạn thanh tú ân ái, đoán chừng có bảy thành là thật đi. Lộ ra tà dị tiếu dung, Viêm Ma dường như xem thấu hết thảy, cười to lên. Lạnh lùng theo dõi hắn, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là lão tử cảm thấy, hai người chúng ta đối chiến, tốt nhất đừng có người thứ ba cắm vào cho thỏa đáng. Huống hồ, lão tử là đến cứu bọn họ, để ngươi tại lão tử trước mặt thương tổn bọn họ một phân một hào, vậy lão tử mặt mũi đặt ở nơi nào? Thật sao? Mi đầu bất giác vẩy một cái, Viêm Ma quỷ dị cười một tiếng, tiếp lấy thu hồi đoàn kích, hướng bên cạnh quét qua. Phạch một cái. Một đạo xích mang nhất thời bay ra, tiếp lấy liền nghe một tiếng rú thảm vang lên, Huyền Thiên Tông một tên nam đệ tử đã là trong nháy mắt tại cái này một xích mang phía dưới sụp đổ, hóa thành cho tàn. Tà dị nhìn về phía Trác Phàm, Viêm Ma khiêu khích nói cái này. Ngươi làm sao không cứu? Sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, Trác Phàm một mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn, không nói một lời. Khặc khặc khặc, giải thích cũng là che giấu, nói nhiều sai nhiều. Ngươi cho ta không có nhìn ra sao, ngươi đối cái này nữ nhân nhìn rất mạnh. Nếu không mà nói, vừa mới lão tử muốn cưỡng hiếp nàng thời điểm, rõ ràng tại lão tử làm việc trong lúc đó, ngươi cái kia ma vật thừa cơ đánh lén, lão tử hẳn phải chết không nghi ngờ.
nhưng là vì sao ngươi muốn sớm động thủ đâu? Hắc hắc hắc, đừng nói giống ngươi như thế cơ quan tính toán tưởng tận người, sẽ xuất hiện nắm chắc không thời cơ tốt, dạng này lầm tính toán. Nhếch miệng cười một tiếng, Viêm Ma dường như hiểu rõ chân tướng, ăn chắc Trác Phàm. Nhưng là Trác Phàm vẫn như cũ yên tĩnh mà nhìn xem hắn, sắc mặt bình tĩnh, từ chối cho ý kiến. Chỉ có Sở Khuynh Thành nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy vẻ mặt vui vẻ, khóe miệng xẹt qua một tia phát từ đáy lòng ý nghĩ ngọt ngào. Siêu! Một kích xẹt qua, Viêm Ma không tiếp tục đi công kích Trác Phàm, mà chính là ngược lại công hướng phía sau hắn Sở Khuynh Thành. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm vội vàng hơi vung tay, đỡ được. Thấy tình cảnh này, Viêm Ma càng thêm khẳng định chính mình phán đoán, cười to liên tục, ha ha ha. Quả là thế, nữ nhân này là ngươi xương sườn mềm, như vậy ngươi hôm nay thua định. Bởi vì ngươi đã phạm ma đạo tối kỵ, chữ tình nhập tâm. Lão tử tuy nhiên cũng ưa thích cái này nữ nhân, nhưng tuyệt sẽ không để cho nàng trở thành lão tử vướng víu. Siêu siêu siêu. Mấy chục kích liền đâm, cùng nhau công hướng Sở Khuynh Thành, Trác Phàm trái ngăn phải đỡ bảo hộ ở trước người nàng, thỉnh thoảng lại bị cái này một kích làm bị thương trên thân địa phương khác. Tuy nói hắn cực lực tránh đi, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng trong nháy mắt xuất hiện mấy chục đạo vết thương, Sở Khuynh Thành gặp, bất giác quính lên, vốn định khuyên hắn không cần thẳng chính mình. Nhưng là thấy một lần cái kia ánh mắt kiên định, nhanh muốn nói ra miệng lời nói liền lại nuốt trở về. Bởi vì nàng biết, Trác Phàm muốn làm sự tình, người nào khuyên cũng vô dụng. Viêm Ma thì là tà tiếu liên tục, tùy tiện huy động đoàn kích, dương đông kích tây chi pháp dùng đến quên cả trời đất, hư thực đụng vào nhau, có khi nhìn như công hướng Sở Khuynh Thành, kỳ thực là đâm vào Trác Phàm thể nội. Cho nên tại hai người giao chiến, Trác Phàm nhất thời rơi vào hạ phong. Thủy Nhược Hoa chờ nữ nhìn đến rơi nước mắt, trong lòng một trái tim đều nhanh hòa tan, nam nhân này tuy là đại ma đầu, nhưng đối Khuynh Thành ngược lại là che chở đầy đủ, không bỏ không rời, lấy mệnh tương hộ. Cho dù là người trong chính đạo, đối mặt song tu đạo lữ gặp nạn, lại có mấy người có thể làm được điểm này. Cho dù là cái kia cùng Trác Phàm có chút không hợp nhau Đan Nhi, lúc này nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng phát sinh biến hóa. Dương Sát bọn người nhìn đến lại là một trận khẩn trương, trong lòng thầm mắng, ngươi quản cái kia bà nương làm gì, việc cấp bách thế nhưng là trước giải quyết tiểu tử này, đem chúng ta cứu ra làm trọng a. Trác Phàm tựa hồ cũng cảm thấy lại tiếp tục như thế có chút không ổn, quá bị động, sau đó nhíu mày, con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, đột nhiên cánh tay phải hồng mang lóe lên, hướng về phía trước hất lên. Bỗng dưng, một cỗ cường hãn uy áp tập kích qua, Viêm Ma không dám thất lễ, vội vàng một bên thân thể, tránh thoát đi. Thừa dịp này thời cơ, Trác Phàm lập tức một thanh ôm phía trên Sở Khuynh Thành eo thon, liền nhấc chân hướng xa bay đi, muốn đem nàng an trí tại một chỗ an toàn lại nói. Thấy tình cảnh này, Viêm Ma sao có thể không biết hắn suy nghĩ trong lòng vì sao, vội vàng đuổi kịp, chiến đấu. Trong lúc nhất thời, nhưng gặp kích quang quyền ảnh hòa lẫn, người tới ta đi, chiến làm một đoàn. Viêm Ma trong tay đoàn kích liền đâm, 7 phần đâm Sở Khuynh Thành, 3 phần đâm Trác Phàm, hư thực kết hợp, khó lòng phòng bị. Nhưng là Trác Phàm một tay trước mắt, lại là đều ngăn lại, sắc mặt lãnh khốc. Kim loại giao kích âm thanh, khí bạo âm thanh, bên tai không dứt. Mọi người tại phía dưới nhìn lấy, dĩ nhiên đã nhìn đến chấn kinh dị thường, riêng là nhìn về phía Trác Phàm lúc, trong tay ôm lấy một người, còn che chở nàng Chu Toàn, vẫn như cũ có thể cùng đối phương đánh hòa nhau. Không tổn hại mảy may, thực lực coi là thật thâm bất khả chắc a. Cho dù là cái kia Huyền Thiên Tông ba vị trưởng lão, nhìn thấy cái này, cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu, thực tình bội phục. Đặc biệt là tại hai người kịch liệt trong giao chiến, một bên không thể động đậy Sở Khuynh Thành vậy mà không tổn hại một phần, càng thêm để bọn hắn thán phục kẻ này thực lực độ cao, thành thạo. Nếu không, ngay cả mình đều bảo vệ không, lại như thế nào có thể giữ được người khác. Thế nhưng là Viêm Ma gặp này, lại là phổi đều muốn tức điên. Vốn là hắn cho Trác Phàm tìm vướng víu, không có thể phát huy toàn lực, nghĩ đến kể từ đó có thể hung ác ngược hắn đi. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, cái này nha thế mà còn càng có thừa lực, vẫn như cũ cùng hắn chiến cái tương xứng. Đây không phải lộ ra hắn rất vô năng sao, cái này khiến hắn mặt mũi đặt ở nơi nào. Tuy nói người trong ma đạo không quan tâm bị ổi nói chuyện, nhưng là công bằng đọ sức phía trên đánh bất quá người ta, liền đã đầy đủ mất mặt, dậu đổ bìm leo phía dưới thế mà còn không đánh lại người ta,
Đây đối với Viêm Ma cái này thiên chi con cưng tới nói, quả thực cũng là đem mặt mặt ném tới trong hầm phân một dạng, hắn vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, phóng đại chiêu, vốn là đây là lưu lại dùng tới đối phó Vũ Thanh Thu, hiện tại trước đối phó ngươi tiểu tử lại nói. Ngươi cái này biến thái, thực sự quá thật đáng giận. Trong lòng bất giác thầm mắng một tiếng, Viêm Ma đột nhiên hướng về sau vừa lui, không còn công. Trác Phàm cũng là trong tay buông lỏng, không có đi truy, mà là đồng dạng lùi lại, cùng hắn kéo dài khoảng cách, trước đem Sở Khuynh Thành phóng tới một cái an toàn khu vực đi. Thế nhưng là đúng lúc này, hô một tiếng, hai đạo hỏa diễm lần nữa hướng hai người đánh tới. Trác Phàm một cái lắc mình, ngăn ở Sở Khuynh Thành trước mặt, một chiêu quỷ long chảo nhất thời đánh ra, một tiếng ầm vang liền đem ngọn lửa kia đánh tan. Thế mà, tại ngọn lửa kia chiếu rọi bên trong, Viêm Ma thân thể đã là chậm rãi tung bay ở hai người phía trước phía trên chỗ trống, phía sau là một cái giỏ một đỏ hai đầu cắn đuôi rắn đang không ngừng xoay tròn, hai loại năng lượng hỏa diễm tại lẫn nhau chuyển hóa. Đồng thời, chỉnh trong sơn động cũng chợt biến đến một trận lam lúc thì đỏ, nóng rực khí tức tràn ngập ở chỗ này mỗi một chỗ ngóc ngách. Đây là lĩnh vực thần hồn. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Dương Sát ba người cùng Huyền Thiên Tông ba vị trưởng lão cùng nhau quá sợ hãi. Bọn họ lúc trước vẫn cho là cái này Viêm Ma dùng là âm dương hòa hợp hỏa, ngưng tụ thần hồn hẳn là hỏa nguyên tố thần hồn, hoặc là phía sau hắn thần hồn đồ án là cắn đuôi rắn, hẳn là thú hồn mới đúng. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, cái này lại là trong thần hồn khó đối phó nhất lĩnh vực thần hồn, thì cùng Khô Vinh Ngũ Lão Khô Vinh lĩnh vực một dạng. Chỉ cần tại cái này lĩnh vực bên trong, hắn chính là cái thế giới này chúa tể. Tùy thời tùy chỗ, đều có thể nội dung chính vực chi chúng địch nhân tánh mạng. Trừ phi địch nhân thực lực viễn siêu tại hắn, nếu không rất khó chạy ra. Bỗng dưng, tất cả mọi người sắc mặt cũng bất giác trầm xuống, cho dù là Trác Phàm, cũng hơi hơi cau mày một cái. Hắn tuy có thiên long thần hồn, nhưng là đối phương dù sao hóa hư ngũ trọng tu giả, hắn không có cùng lĩnh vực thần hồn đối thủ giao thủ qua, không biết có thể hay không đột phá địa. Huống hồ còn có. Trong mắt lóe lên một đạo thần sắc lo lắng, Trác Phàm quay đầu liếc liếc một chút Sở Khuynh Thành vị trí. Nàng hiện tại không thể động đậy, vốn là muốn đem nàng đặt ở an toàn địa phương, nhưng là hiện tại toàn bộ lĩnh vực bên trong, không có một chỗ an toàn lãnh địa, mới là nhất làm cho người lo lắng sự tình. Ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới a, bổn công tử thần hồn đúng là thần hồn bên trong đẳng cấp cao nhất lĩnh vực thần hồn. Ngươi chắc là rõ ràng. Hóa hư cao thủ tại thần hồn hiển thị rõ về sau, mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Mà lĩnh vực thần hồn, càng là như vậy. Trong mắt lóe lên một đạo điên cuồng chi sắc, Viêm Ma mặt hiện dữ tợn, cười to liên tục, ở trong lĩnh vực này, tất cả mọi người sinh tử đều từ lão tử quyết định, bao quát người cùng nữ nhân kia. Người muốn đem nàng đặt ở an toàn địa phương, một mình đối chiến, đã không có khả năng. Người đã rơi vào dưới cùng phong, không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Đây chính là hóa hư cảnh cùng thần chiếu cảnh khác biệt, coi như ngươi lại biến thái, cũng vĩnh viễn không vượt qua nổi cái này khoảng cách. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm quay đầu thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút, Sở Khuynh Thành cũng là thật sâu nhìn về phía hắn, hai người đều không nói. Ma Sách Tông cùng Huyền Thiên Tông mọi người nghe đến, lại là nhất thời sắc mặt như cho tàn, tựa hồ đã tuyệt vọng. Dương Sát càng là bi thương lên tiếng, hô lớn, Trác Phàm, ngươi thần hồn được hay không a? Có thể lao ra sao? Không có trả lời, Trác Phàm vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, không nói một câu. Thế nhưng là nhìn thấy cái này, Dương Sát lại là tâm lý càng thêm không chắc, thở dài. Giống Trác Phàm như thế ngông cuồng người, lúc này liền một câu lời nói hùng hồn cũng không dám nói, xem ra là không đùa. Chúng ta đã định trước phải chết ở chỗ này, thành quỷ chết oan. Người khác gặp, cũng là ngăn không được đau thương, bất đắc dĩ thở dài. Thấy tình cảnh này, Viêm Ma trong lòng thích hơn, xem ra tiểu tử này thật không có cái gì khác bản sự, vậy hắn cứ yên tâm. Kết quả là, Viêm Ma lại nhìn về phía Trác Phàm lúc, trong mắt chỗ sâu đã là phủ đầy biến thái giống như tàn ngược, tà thiếu liên tục. Trong tay bắt đầu kết ấn, Viêm Ma một mặt khiêu khích nhìn lấy Trác Phàm, có gan ngươi đến a. Thế nhưng là Trác Phàm lại là bất động, chỉ là như vậy đứng bình tĩnh tại Sở Khuynh Thành bên người, như cùng một cái vệ sĩ đồng dạng. Khặc khặc khặc, tiểu tử, người đời này cũng là bị nữ nhân hại chết. Vốn là ngươi như xông lên ngăn cản lão tử, ta còn không có cách nào kết ấn.
Hiện tại a, trong mắt tinh quang lóe lên, Viêm Ma Tà cười ra tiếng, xin lỗi, đã muộn, lão tử ấn quyết đã kết xong. Chuẩn địa giai vũ kỹ, âm dương song cực liệt diễm trận. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, Trác Phàm mặt sắc mặt ngưng trọng, ngăn tại Sở Khuynh Thành bên người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nhưng là đúng lúc này, oanh một tiếng bạo hưởng, Trác Phàm hai người dưới chân khắp nơi đúng là mãnh liệt nổ tung lên, một lam một hồng hai đạo liệt diễm xen lẫn cùng một chỗ, nhất thời hình thành liên tục nổ tung, chỉ là trong chốc lát, Trác Phàm còn không có kịp phản ứng, liền đã bị cái này vô biên song cực liệt diễm cho nuốt vào đi, trong nháy mắt không có bóng người. Trác quản gia, Khuynh Thành tỷ, Ma Sách Tông cùng Huyền Thiên Tông mọi người cùng nhau hô lên, sắc mặt hiện lên vẻ kinh sợ, lắc lắc thân thể, vô lực ngã xuống. Nhìn lấy cái kia hồng lam hai loại hỏa diễm, như là lò luyện một dạng, đem bên trong tất cả mọi thứ vô tận luyện hóa, hóa thành bụi phấn. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng ai thán lên tiếng. Tại như thế cường hãn thần hồn hỏa diễm bên trong, ai có thể trốn được? Hai người kia, hết. Viêm Ma lại là khẽ vỗ cái trán, cười to liên tục, ha ha ha. Đần độn, ngươi cho rằng ta hội chính diện ra chiêu sao? Hiện tại nơi này chính là ta lĩnh vực, bốn phương tám hướng ta muốn làm sao đánh, thì đánh như thế nào, ngươi có thể phòng được sao? Bất quá tiểu tử, ngươi đã rất không tệ, nguyên bản chiêu này là dùng tới đối phó Tây Châu đệ nhất thiên tài Vũ Thanh Thu, hiện tại trước dùng đến trên người ngươi, cũng coi như thể diện có ánh sáng. Há, phải không? Vậy tại hạ có phải hay không còn phải cảm tạ ngươi, như thế coi trọng lão tử. Thế mà, Viêm Ma vừa dứt lời, cái kia liệt diễm bên trong lại là đột nhiên truyền ra một đạo khinh thường tiếng cười khẽ. Bất giác trong mắt ngưng tụ, Viêm Ma bất khả tư nghị nhìn sang, Dương Sát bọn họ cũng là ánh mắt sáng lên, vội vã nhìn lại. Sẽ không sai, cái thanh âm này là, Trác quản gia. Ông, một nói không gian ba động truyền ra. Cái kia mảnh biển lửa nhất thời liền bị bỗng nhiên đánh sơ xác ra. Mà ở bên trong vị trí ở giữa, Trác Phàm mang theo Sở Khuynh Thành, khoan thai tự đắc đứng ở nơi đó, khóe môi nhếch lên một tia tà tiếu, phải đồng tử bên trong, bốn nói vầng sáng màu vàng óng rạng rỡ phát sáng. Hắn quanh người, trong vòng trăm thước thì là một mảnh hư vô, không gian đang không ngừng chấn động, tất cả mọi thứ đều bị chấn thành phấn vụn, bao quát những cái kia liệt diễm, một khi tới gần, ào ào tứ tán ra. Biến mất không còn tăm tích. Đây chính là không minh thần đồng tầng thứ tư, hư không chấn chi uy. Trong mắt nhìn không được co lại, Viêm Ma quả thực không thể tin được đây là thật cái này. Làm sao có thể? Không có gì không có khả năng, ngươi có thần hồn lĩnh vực, ta cũng có ta tuyệt đối lĩnh vực, 100 mét lĩnh vực. Tại ta lĩnh vực bên trong, ngươi không làm gì được ta, ha ha ha. Cười lạnh, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Viêm Ma lại là hung hăng khẽ cắn môi, trong lòng đã kinh hãi vừa giận. Hắn thực sự không có nghĩ đến, cái này Trác Phàm chẳng những thực lực cường hãn, thủ đoạn cũng như thế kỳ hoa. Cái gì 100 mét lĩnh vực, hắn trước kia nghe đều chưa từng nghe nói. Dương Sát bọn họ gặp này, lại là nhất thời mừng rỡ, chỉ cần Trác Phàm không chết, bọn họ thì có thể cứu. Ai ra? Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên, Trác Phàm sững sờ, quay đầu nhìn qua. Lại chính gặp một bên Sở Khuynh Thành xinh đẹp lông mày cau lại, tựa hồ có chút thống khổ giống như. Bất giác sững sờ, Trác Phàm cẩn thận xem, lại chính gặp chẳng biết lúc nào, Sở Khuynh Thành mắt cá chân chỗ, đã có tổn thương dấu vết, mới trong lòng không sai. Tất là vừa vặn ngọn lửa kia mới vừa nhảy lên thời điểm, hắn còn chưa kịp phản ứng, đem Sở Khuynh Thành mắt cá chân bỏng. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm trong mắt bỗng dưng sát ý lóe lên, sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống đến. Hừ, người hơi nhỏ thủ đoạn lại như thế nào, hiện tại ngươi tại ta thần hồn lĩnh vực bên trong, bên cạnh lại kéo một cái vướng víu, làm sao cùng ta đấu. Coi như ta hao tổn đều có thể mài chết ngươi. Soạt, Viêm Ma không biết là cho mình cổ vũ sĩ khí, vẫn là cho Trác Phàm nhục chí, đột nhiên lớn tiếng khiển trách mắng lên, thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt, Trác Phàm đã là khoát tay đem Sở Khuynh Thành ôm ngang đến, lại là một cái tiêu chuẩn ôm công chúa. Viêm Ma không khỏi sững sờ, không rõ ràng cho lắm, hắn cứ như vậy hai tay bị khốn trụ, không phải càng khó đánh a? Sở Khuynh Thành cũng là sắc mặt một đỏ, không hiểu nhìn lấy hắn. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm đột nhiên lộ ra một tia tà dị tiếu dung, nhấc đầu đến, trong mắt chỉ có vô hạn vẻ điên cuồng, mà tại cái kia điên cuồng bên trong, lại là che giấu ngăn không được phẫn nộ. Ta nghĩ ngươi có một chút lầm,
người ta ở giữa chênh lệch, thật là hóa hư cùng thần chiếu ở giữa chênh lệch, cách nhau một trời một vực. Bất quá, ai là trời, người nào là đất, người có vẻ như làm lật. Ta muốn lấy tính mạng ngươi, bất quá trong nháy mắt sự tình thôi. Ngươi chỗ lấy có thể sống đến bây giờ, cũng thực sự cái kia cảm kích cái này thiên thời địa lợi nhân hòa, ngươi chiếm quá nhiều. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm ôm lấy Sở Khuynh Thành, chậm rãi hướng về phía trước, mà cái kia hư không chấn lĩnh vực cũng đang không ngừng đẩy mạnh, đem phía trước hỏa diễm từng cái chấn vỡ, dường như một vị đế vương dò xét giống như, uy vũ thế bất khả kháng. Đầu tiên tại cái kia khách sạn, ta không có hướng ngươi xuất thủ, một là muốn thuận ngươi cái này đường nét, tìm tới những cái kia bị ngươi bắt người tới, hai là tại ngươi trận thức bên trong, địa lợi điều kiện bất lợi, không nên hành động. Ba là bên cạnh rảnh rỗi chi quá nhiều người, không tiện động thủ. Đến mức đến nơi đây, đến một lần ta cho Ma Viêm Tông cái mặt mũi, chỉ cầu đưa ngươi khu ra, không muốn lạnh lùng hạ sát thủ, kết xuống cửu oán. Thứ hai tạp quá nhiều người, miễn cho thương tới vô tội, nhưng là bây giờ, ngươi làm quá mức, ta không thể không đối ngươi hạ sát thủ. Há, ngươi ý là ngươi vừa mới không có suất toàn lực. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Viêm Ma không khỏi cười nhạo liên tục, mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc. Hắn thấy, Trác Phàm đây chính là đang khoác lác trang bức. Không có suất toàn lực, vừa mới hộ nữ nhân kia thời điểm còn như thế kém cỏi, lừa gạt ai đây? Hắn nhưng là không tin, có người cùng hắn Viêm Ma khai chiến, hội không suất toàn lực. Mỉm cười lấy lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, không phải không suất toàn lực, mà chính là có sống chết có khác. Lúc trước đối ngươi không có gì sát ý, nhưng là hiện tại. Hừ hừ, hai người này nhưng là hoàn toàn khác biệt. Há, cái kia có khác biệt gì? Mi đầu lắc một cái, Viêm Ma đùa cười ra tiếng. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Trác Phàm đột nhiên sắc mặt băng lãnh, ác thanh lên tiếng nói, khác biệt duy nhất, cũng là cho dù ta hiện tại không cần hai tay hai chân, một dạng có thể nghiền chết ngươi cái này con dẹp. Vừa dứt lời, Trác Phàm trong óc đầu kia bảy màu cự long bỗng nhiên mở ra song đồng, ngửa mặt lên trời chu dài lên tiếng. Trác Phàm toàn thân khí thế cũng là đột nhiên phát ra, giống như sóng biển ngập trời, tuôn trào không ngừng, cái kia cỗ cường hãn long hồn uy áp, nhất thời tán khắp chỉnh sơn động. Tại chỗ tất cả mọi người bỗng dưng liền cảm khí tức trì trệ, trong lòng hoảng sợ, riêng là hóa hư cao thủ càng là có thể rõ ràng cảm giác được đến, chính mình thần hồn tại không ngừng run rẩy. Dường như thỏ trắng gặp phải sư tử, chỉ có nằm dạp trên mặt đất phần. Mà cái kia Viêm Ma bố ra thần hồn lĩnh vực, cũng là tại rừng không ngừng run rẩy lên, tựa hồ tùy thời muốn sụp đổ bộ dáng. Cái này, làm sao có thể? Không chỉ là Viêm Ma, bọn người người cũng là trong lòng hoảng hốt, bọn họ còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này, thần hồn bị áp chế đến trình độ như vậy cấp độ. Chẳng lẽ cái này thần chiếu tiểu tử, đã ngưng tụ thần hồn? Thế nhưng là cái này thần hồn đến tột cùng là cái gì, dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Trong lòng mọi người không hiểu, Viêm Ma càng là đã giật mình sợ đến vỡ mật. Đúng lúc này, Trác Phàm sắc mặt lạnh lùng, đạp chân xuống, liền bỗng nhiên hướng Viêm Ma phóng đi, hai tay còn ôm ngang Sở Khuynh Thành không thả. Lại thật không cần hai tay hai chân, thì dám hướng địch nhân động thủ. Thấy tình cảnh này, Viêm Ma trong lòng kinh hãi lại giận dữ, cái này nha coi như lợi hại hơn nữa, cũng quá xem thường người. Sau đó thủ hạ vội vàng kết ấn, sau lưng cắn đuôi rắn không ngừng xoay tròn, âm dương hai loại hỏa diễm năng lượng cuồn cuộn giao dung. Viêm Ma hai tay đẩy, một cỗ ngập trời liệt diễm sóng biển, liền bỗng nhiên hướng Trác Phàm đè tới. Chuẩn địa giai vũ kỹ, song cực biển viêm sụp đổ. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm khí thế lao tới trước không giảm, ôm lấy Sở Khuynh Thành vẫn như cũ có thể hai tay phía trước kết ấn, tiếp lấy há miệng giống to lên tiếng, ma sát tam tuyệt thức thứ ba, thiên long thần hồn, u long quỷ ngâm. Bỗng dưng, Trác Phàm quanh thân đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bảy màu long đầu. Tức giận giống to lên tiếng. Cái kia cỗ sóng âm hóa thành một đạo ngút trời chi trụ, thẳng tắp hướng biển lửa kia phóng đi, chỉ là vừa mới tiếp xúc liền đụng một tiếng đem biển lửa kia trong nháy mắt đánh nát, sau đó không có không chỉ trệ hướng Viêm Ma phương hướng phóng đi. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Viêm Ma quả thực không thể tin được, đối phương thần hồn lực lượng thế mà khủng bố như vậy, hắn vũ kỹ căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Đột nhiên ở giữa, Viêm Ma vội vàng lách mình né tránh. Trên đầu đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mà cái kia đạo long ngâm thẳng tắp theo hắn bên người sát qua, bỗng nhiên đánh vào sơn động trên vách núi đá,
đúng là trong nháy mắt đột phá, xông thẳng tới chân trời. Mà cái kia thần hồn lĩnh vực, cũng tại cái này xông lên phía dưới, trong nháy mắt đánh tan. Trong lòng bất giác hoảng sợ, Viêm Ma thân thể hung hăng run run, khí huyết cuồn cuộn, lại là sắp dọa sợ, tiểu tử này động sát tâm về sau thế mà như vậy hung mãnh. Sớm biết như thế lời nói, hắn chắc là thấy tốt thì lấy mới đúng. Đáng tiếc hiện tại đã muộn, Trác Phàm bóng người chớp mắt đi vào trước người hắn, tuy nhiên hắn vừa mới ra lớn như vậy một cái tuyệt chiêu, lại vẫn không có ngăn cản Trác Phàm nhất thốn nhất hào tốc độ. Trác Phàm đầu này tránh thức hung thú, bắt đầu ở tức giận cắn xé, không còn cho đối phương bất luận cái gì thở dốc sinh cơ. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Viêm Ma nhìn đến Trác Phàm cấp tốc hướng mình tới gần, tuy nhiên hai tay ôm lấy mỹ nhân, nhảy không ra hư không đến, nhưng là thấy biết quá cương vừa Trác Phàm phẫn nộ phản kích, hắn đã là lại không dám khinh thường. Người này quả nhiên là quái vật bên trong quái vật, coi như để cho hai tay hai chân, hắn cũng chưa hẳn là người này địch thủ. Tiểu tử này nói đúng, giữa chúng ta chênh lệch, quả nhiên là cách nhau một trời một vực. Bỗng dưng, thân là Ma Viêm Tông đệ nhất thiên tài đệ tử Viêm Ma, vẫn là lần đầu đối với người khác thực lực sinh ra tán đồng, cảm thấy mình cùng hắn chênh lệch cực lớn. Cho dù là đối mặt Tây Châu đệ nhất thiên tài Vũ Thanh Thu lúc, hắn cũng cảm thấy mình có lực đánh một trận, nhưng là hiện tại, đối mặt trong cơn giận dữ Trác Phàm, hắn chỉ có một loại con kiến ngưỡng mộ con voi cảm giác, căn bản không phải địch. Trong lòng bất giác cười khổ, hắn hiện tại duy nhất tâm tư, cũng là muốn cực lực chạy khỏi nơi này, theo cái quái vật này tay bên trong giữ được tánh mạng. Vừa nghĩ đến đây, Viêm Ma dương mắt nhìn lên, nhưng lại đem cầu sinh ánh mắt ném đến Sở Khuynh Thành chỗ đó. Không sai, quái vật kia duy nhất xương sườn mềm, chính là nàng. Trong mắt bất giác thần quang ngưng tụ, Viêm Ma trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh sắc bén dao găm, hơi vung tay liền hướng Sở Khuynh Thành phương hướng ném đi, tiếp lấy chính mình đạp chân xuống, liền muốn phi thân chạy trốn. Ấn hắn suy đoán, Trác Phàm phải cứu cái này nữ nhân, tất yếu nhảy mở tay chân, chậm trễ công phu, hắn vừa vặn thừa cơ chạy trốn. Thế nhưng là, thấy hắn như thế cách làm, Trác Phàm trong mắt tức giận lại là càng sâu, phải đồng tử bên trong hai đạo màu vàng vầng sáng lóe lên, hét lớn lên tiếng, không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không. Hiu, đinh, một đạo vô hình không gian ba động bắn ra, đột nhiên đem cái kia bay tới dao găm đánh bay, tiếp lấy cái kia đạo ba động không có không chỉ trệ hướng Viêm Ma chỗ đó bắn tới. Viêm Ma vốn là chính tưởng tượng lấy kế hoạch thành công, an toàn chạy trốn, lại bất chợt tới cảm giác nguy hiểm tới gần. Không khỏi bản năng một bên thân thể, cái kia đạo ba động nhất thời từ hắn đầu vai xẹt qua, lại là bỗng dưng đem hắn một lớp da thịt cắt đứt xuống đến, bỗng nhiên để hắn cảm thấy một loại nhe răng trợn mắt đau đớn. Bất quá, còn không đợi hắn nhẹ hút khí lạnh, làm dịu đau đớn, Trác Phàm ôm lấy Sở Khuynh Thành bóng người đã là bỗng nhiên đuổi tới, một cái vung thân thể, sau lưng không lý do xuất hiện một đầu dài chừng 10 trượng 7 màu long đuôi, hung hăng hướng hắn đập tới. Mẹ nó! Cái này lại là cái gì, hắn thần hồn sao? Làm sao lại thật lớn như thế? Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Viêm Ma quả thực liền muốn mở miệng chửi mẹ, cái này Trác Phàm giận lên thật sự là từng bước ép sát, không chút nào cho hắn nửa phần đường sống a. Sớm biết như thế, vừa mới thì không cầm này nương môn kích thích hắn, nhưng là ai nào biết hắn khởi xướng điên đến như vậy mãnh liệt. Viêm Ma quả thực liền muốn khóc, nhìn đến Trác Phàm xuất ra lớn như vậy điều thần hồn đến đụng hắn. Không có cách nào, hắn đành phải để cái kia hai đầu cắn đuôi rắn hướng về phía trước chặn lại, âm dương hai loại hỏa lực lẫn nhau hòa tan, hóa thành một mặt thuẫn bài, miễn cưỡng ngăn lại nó. Thế mà, Viêm Ma rất rõ ràng đánh giá thấp Thiên Long Hồn uy năng. Đụng, một tiếng vang thật lớn, cái kia không gì địch nổi long đuôi quét ngang, nhất thời đụng vào cái kia hai đầu hỏa diễm trường xà trên thân, cuồn cuộn mây ngũ sắc năng lượng bạo dạp, đột nhiên hướng cái kia âm dương song lửa dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt liền dập tắt bọn họ. Ngay sau đó, nhưng nghe từng tiếng kêu gào vang lên, cái kia hai đầu hỏa xà theo cái này long đuôi quét qua chi lực, liền nửa giây đều không ngăn cản, thì liền lấy đụng vào Viêm Ma trên thân, tê minh liên tục, rất rõ ràng bị thương nặng. Mà bản mệnh thần hồn thụ thương, Viêm Ma cũng chợt cảm thấy đầu đau muốn nứt, nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, cảm giác đầu đều muốn nổ giống như. Thế nhưng là, Trác Phàm vẫn như cũ không buông tha. Vung vẩy lấy hắn thân thể, nhất thời đem hắn vung ra trên vách núi đá, một tiếng ầm vang khảm đi vào. Sau đó, uyển như một thanh lưỡi hái giống như,
Long đuôi tại vách núi bên trong nằm ngang mở ra, viêm ma cũng tại trong vách núi càng không ngừng kêu gào kêu đau đớn, dọc theo cái kia long đuôi tại vách núi bên trong ma sát, mài cái máu thịt be bét. Đến sau cùng, một tiếng ầm vang tiếng vang, đỉnh đầu dãy núi kia hơi hơi một nghiêng, đã là tại cái này long đuôi hất lên phía dưới, trong nháy mắt bị nhấc lên bay ra ngoài, oanh một tiếng nện đến ngoài 10 dặm bên trên bình nguyên, nổi lên trùng điệp khói lửa, tràn ngập giữa trời. Mà đầu kia đỉnh mặt trời gay gắt, cũng không có không keo kiệt đem ánh sáng mặt trời vẩy hướng nơi này, chiếu vào tất cả mọi người một mặt chấn kinh trên mặt. Cái này Trác Phàm dưới cơn nóng giận, đúng là đem một cái đỉnh núi cho toàn bộ lật tung. Vừa mới bọn họ nơi này vẫn là sơn động, nhưng lúc này lại đã trong nháy mắt hóa vì một cái sơn cốc nhỏ, được đến dương quang phổ chiếu. Nhưng trong lòng mọi người, lại là 100.000 đầu thảo nê mã phi nước đại, ngơ ngác nhìn Trác Phàm cái kia lập ở không trung lạnh lùng khuôn mặt, nhịn không được ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt. Cái này nha, so với hắn mẹ cái kia viêm ma còn đáng sợ hơn a, hắn là hạ tam tông người a, quả thực thì cùng song long viện đi ra không có gì khác biệt. Chấn kinh, tột đỉnh chấn kinh. Không chỉ là Huyền Thiên Tông, cho dù là Ma Sách Tông mọi người, lúc này nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng giống như nhìn một đầu thần thú buông xuống một dạng, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này, cũng là Trác quản gia bật hết hỏa lực thực lực à, đã hoàn toàn không thể hình dung bằng hai từ biến thái, quả thực cũng là nghịch thiên a. Không có để ý mọi người cái kia kinh dị ánh mắt, Trác Phàm trên mặt vẫn như cũ âm trầm lạnh lùng, chậm rãi đem đầu kia thần hồn long đuôi thu hồi thể nội, ôm lấy Sở Khuynh Thành rơi xuống mặt đất, đem nàng buông ra. Sau đó, trong tay một đạo thanh viêm giấy lên, tại trên trán nàng lượn quanh ba vòng. Chốc lát, Sở Khuynh Thành nhất thời thân thể lắc một cái, đã là có thể tự do hành động. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, Sở Khuynh Thành không có giống người khác như thế kinh dị, chỉ là lộ ra mỉm cười nụ cười. Tựa hồ vô luận Trác Phàm mạnh đến mức nào, ở trong mắt nàng đều không có gì khác biệt. Tiểu tử kia phong ấn chi thuật so sánh phức tạp, không hổ là thượng tam tông thủ pháp, muốn mở ra ngược lại là phí một chút thời gian. Nhìn đến Sở Khuynh Thành cái kia ôn nhu ánh mắt, Trác Phàm băng lãnh sắc mặt dần dần hòa hoãn, lại có chút xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, khẽ thở dài. Đạm mạc gật đầu, Sở Khuynh Thành minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng, cũng không miễn cưỡng, chỉ là tùy ý cười nói, đúng vậy a. Chỉ là đơn giản hai chữ, Sở Khuynh Thành không nói gì nữa, chỉ là trầm ngâm một chút về sau, tựa như nói sang chuyện khác giống như, sâu xa nói, người khác còn bị bịt lại tu vi, chúng ta cho bọn hắn mở ra đi. Nói, Sở Khuynh Thành nhẹ nhàng cước bộ, nhưng là vừa hơi nhúc nhích, lại là khẽ cau mày, nhất thời nổi lên một tia thống khổ. Nàng kém chút quên, nàng mắt cá chân lúc trước bị cái kia thần hồn hỏa diễm tổn thương. Trác Phàm nhìn thấy, vội vàng đem nàng vịn ngồi xuống, tại nàng ngượng ngùng trong ánh mắt, không nói hai lời đem nàng mắt cá chân nắm trong tay, cuồn cuộn thanh sắc quang mang bắt đầu hiển hiện, chữa trị lấy nàng trên chân thương thế. Trác Phàm ngưng tụ thiên long hồn, 10 cái địa long hồn lực lượng cũng chất chứa ở giữa, cho nên cái kia hồi thiên long ngâm thần kỹ hắn cho dù không có cái kia địa long hồn, cũng y nguyên có thể sử dụng. Nghĩ đến đi cứu người khác trước đó, tốt nhất trước cam đoan chính mình là hoàn hảo, không phải vậy rất nguy hiểm. Trác Phàm trong tay bưng lấy mỹ nhân chân ngọc, trong tay thanh quang nở rộ, ánh mắt bình tĩnh, nhìn lấy chỗ đó, lại là cũng không có ngẩng lên nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút. Nhưng Sở Khuynh Thành nhìn lấy lúc này Trác Phàm, lại tràn đầy vẻ mặt vui vẻ, khẽ gật đầu, ôn nhu nói, biết, về sau sẽ không lại để cho ngươi lo lắng. Ta không phải lo lắng ngươi, chỉ là bạn cũ một trận. Ngươi không cần nhiều lời, ta đều hiểu, ngươi đi ngươi đường, ta qua ta cầu, ngẫu nhiên gặp nhau, nhưng không cùng đường, ta đều hiểu. Hơi hơi gật gật đầu, Sở Khuynh Thành 10 phần khéo hiểu lòng người, cười khẽ một tiếng. Song đồng bất giác hơi hơi động động, Trác Phàm không nói gì, chỉ là đang giúp nàng tĩnh tâm trị liệu. Không biết là vô tình hay là cố ý, cái này trị liệu thời gian lại là đặc biệt dài dằng dặc. Hai tông sở hữu người nhìn lấy đây hết thảy, vốn đang tại khiếp sợ Trác Phàm thực lực, nhưng nhìn hai người này ấm áp một màn thời gian lâu dài, lại là nhất thời có chút im lặng. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Dương Sát thực sự không nhẫn được, hét to lớn tiếng, chẳng phải thương tổn cái chân a, cho nàng một viên thuốc không được sao? Chúng ta bây giờ thế nhưng là bị phong tu vi, không thể động đậy, người nhà có phải hay không tới trước giúp chúng ta một tay? Đúng vậy a sư phụ, chúng ta tình huống người cũng biết, nếu là lại không động đậy một chút lời nói,
đời này thì đều không cách nào lại động đậy. Khuê Cương cũng là đùa cười một tiếng, hét lớn. Nghe được lời này, mọi người bất giác cùng nhau cười to đi ra, liền Huyền Thiên Tông chúng nữ cũng là nhìn lấy hai người vui vẻ cười ra. Cho dù là cái kia đối với ma đạo theo không có hảo cảm người, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, lúc này cũng là tràn ngập thiện ý. Bởi vì lúc trước Trác Phàm liều lĩnh che chở Sở Khuynh Thành một màn, quả nhiên là bắt được một đám thanh xuân thiếu nữ tâm. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, lúng túng sờ mũi một cái, Sở Khuynh Thành lại là bật cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Chỉ là trong mắt, tràn đầy hạnh phúc vị đạo. Chỉ có cái kia Tuyên Thiếu Vũ, nhìn lấy đối với ân ái cho thanh tú ân ái, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, một trái tim đều nhanh nát. Tốt, không có việc gì, đem Sở Khuynh Thành chân ngọc để xuống, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, liền đứng người lên hướng Dương Dật bọn họ đi đến, sau đó liên tiếp cho bọn hắn mở ra phong ấn. Hoạt động một chút gân cốt, Dương Sát bọn họ đều là hăng hái, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy trêu chọc cùng mập mờ chi sắc. Tiếp lấy cho Huyền Thiên Tông mọi người mở ra, bọn họ cũng đối Trác Phàm cảm kích vô cùng, riêng là Thủy Nhược Hoa chờ nữ, đối Trác Phàm hảo cảm càng là tăng nhiều. Chỉ có ba cái kia trưởng lão, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt lại là có chút cổ quái, đã kiêng kỵ, lại xấu hổ. Dù sao người ta cứu mình, dù sao cũng nên cảm tạ một chút, thế nhưng là vừa nghĩ tới Song Long hội cùng dạng này quái vật giao thủ, trong lòng bọn họ liền ngăn không được mà kinh hãi lên. Cái gì về phần bọn hắn đều nghĩ, muốn hay không lấy oán báo ân, đem cái nhìn này bên trong đinh xử lý trước. Thế nhưng là vừa nghĩ tới hắn vừa mới cuồng loạn viêm ma lúc hung mãnh, bọn họ liền bỏ đi cái này không có khả năng suy nghĩ. Ai, nói đùa, bọn họ liền viêm ma đều đánh không lại, sao có thể cùng quái vật này giao thủ. Hắn nhưng là đem viêm ma ngược đến, không có chút nào chống đỡ chi lực người a. Thế mà, vừa nghĩ đến đây, phân trưởng lão lại kêu lên sợ hãi, đúng, viêm ma người kia người đâu. Đại khái tại 10 dặm có hơn phế tích bên trong a, vừa mới ta đem hắn đánh vào trong núi, đi một vòng, liền núi đầu cùng một chỗ ném ra, chắc là ở nơi đó. Trác Phàm vô tình hay cố ý mở miệng nói, lại là để mọi người lần nữa trong lòng run lên. Cái quái vật này, ném ngọn núi ra ngoài giống như không có gì lớn không, nói đến nhẹ nhàng như vậy. Vân trưởng lão trầm ngâm một trận, vội vàng phân phó nói, nhanh, khiến người ta đi đem cái kia viêm ma bắt trở lại, hắn hiện tại nhất định trọng thương tại thân, không có gì lớn không. Nếu là lại bỏ mặc hắn chạy, chẳng biết lúc nào hội hồi đến báo thù, vậy liền phiền phức. Vâng, Thủy Nhược Hoa nghe đến, nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, mang mấy cái người đệ tử liền đi tìm kiếm. Thế nhưng là sau ba canh giờ, mọi người trở về lại là một mặt khẩn trương. Không tốt, trưởng lão, tại cái kia phế tích bên trong không có viêm ma thân ảnh, hắn không thấy. Không khỏi giật mình, Vân trưởng lão mi đầu thật sâu nhăn lại đến, sắc mặt trong nháy mắt vô cùng lo lắng. Trác Phàm, người cái trọng sắc khinh hữu đồ vật, chúng ta ở chỗ này bị phong tu vi, run như cầy sấy, ngươi lại ở nơi đó anh hùng cứu mỹ, không chút nào quản chúng ta chết sống. Ngươi nói, ngươi xứng đáng chúng ta đối ngươi tín nhiệm sao? Hết thảy đều kết thúc, Dương Sát ba vị cung phụng hung tợn nhìn chằm chằm Trác Phàm, mở lên công khai xử lý tội lỗi đại hội. Bọn người người không dám lên tiếng, chỉ là yên lặng ở một bên nghe lấy. Trác Phàm hoàn toàn không quan tâm, thờ ơ nhún nhún vai, không phải đều đem các ngươi cứu ra à, các ngươi còn muốn như thế nào? Khóe miệng nhếch lên một cái tà dị đường cong, Dương Sát cùng còn lại hai người liếc nhau, đều là lộ ra một nụ cười quỷ dị, chỉ là đem chúng ta cứu ra liền không sao sao. Cái này chuyện phiền toái thế nhưng là ngươi tiếp, chúng ta theo ngươi một đường lo lắng hãi hùng, còn nhỏ tâm linh bị cực kỳ kinh hãi hoảng sợ, cái này tinh thần tổn thất phí ngươi có phải hay không cái kia ý tứ. Kéo xuống a, tham gia qua thượng giới Song Long hội ba lão quái vật, chỗ nào đến cái gì còn nhỏ tâm linh, rõ ràng cũng là muốn lừa bịp lão tử dễ dàng như vậy bị người chiếm tiện nghi sao. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Bất giác trì trệ, ba người liếc nhìn nhau, gặp Trác Phàm không lên đạo, lẫn nhau đưa cái ánh mắt, vẫn là Từ Dương Sát mở miệng nói, tiểu tử, tiến về Song Long hội trên đường, tổn hại đệ tử tánh mạng, chọc một số không tất yếu phiền phức, cũng không phải một cái lĩnh đội nên làm việc tình. Ai nha nha, khiển trách ta, lão tử lúc nào chọc không tất yếu phiền phức. Chẳng lẽ viêm ma việc này, không phải không tất yếu phiền phức sao? Mi đầu bất giác vẩy một cái,
Dương Sát gặp Trác Phàm muốn chống chế, lúc này quát nói, vốn là việc này là Huyền Thiên Tông sự tình, không có quan hệ gì với ta, ngươi vì nữ nhân ngươi nói. Ngừng, ai nói không có quan hệ gì với ta? Thế mà, Dương Sát nói còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã đưa tay dừng lại, một mặt nghiêm túc nói, Ma Viêm Tông không phải cũng là tham gia song long hội tông môn à, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta hôm nay nhờ vào đó sờ một chút bọn họ đệ tử nội tình, không phải gãi đúng chỗ ngứa sao? Thế nhưng là bọn họ là Thượng Tam Tông a, cho nên thì càng muốn sờ cơ sở a. Trác Phàm một mặt chuyện đương nhiên bộ dáng, bình tĩnh nói, chẳng lẽ các ngươi trước kia cùng Thượng Tam Tông giao thủ qua, có bọn họ tình báo sao? Đệ tử thực lực như thế nào, công pháp như thế nào, am hiểu cái gì, đều biết sao? Nếu như các ngươi đều biết, ta cần gì phải dò xét? Cũng là bởi vì các ngươi những tông môn này tiền bối cái gì cũng không biết, ta làm vì lần này lĩnh đội mới phải nhờ vào đó dò xét. Các ngươi chắc là vì thế cảm thấy hổ thẹn, không có kết thúc tiền bối nên tận nghĩa vụ. Hiện tại thế mà còn chất vấn ta, các ngươi có tư cách này sao? Bất giác khẽ giật mình, ba người lẫn nhau nhìn xem, lại là tất cả đều sửng sốt. Cái này, này sao lại thế này? Nói thế nào nói, tựa như là bọn họ đúng không? Không khỏi gãi đầu một cái, ba người đều là một đầu hồ dán, bị Trác Phàm vòng vào đi. Nhưng là rất nhanh, Âm Sát vỗ bàn tay một cái, kêu lên, chờ một chút, cái này không đúng, bọn họ là Thượng Tam Tông. Cùng mình bắn đại bác cũng không tới quan hệ, chúng ta mỏ hắn cơ sở làm gì. Chúng ta nhiều lắm là sờ một chút Trung Tam Tông cơ sở, xem bọn hắn lần này người nào yếu nhược, thừa cơ kéo xuống, chính là vì tông môn lập xuống nhất đại công tích a. Hừ hừ, tầm nhìn hạn hẹp, chẳng lẽ chỉ có tiến nhập Trung Tam Tông hàng ngũ, các ngươi thì thỏa mãn sao? Cười lạnh, Trác Phàm khinh thường bĩu môi. Không khỏi khẽ giật mình, ba người thật sâu nhìn về phía Trác Phàm. Nhịn không được cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi? Ngươi muốn? Không tệ, ta Trác Phàm làm việc, hoặc là không làm, muốn làm thì làm đến tốt nhất. Không khỏi sùi cười một tiếng, Trác Phàm trên mặt một mặt ngạo sắc, trong mắt tinh mang lóe lên, không nói ra bá khí, ta muốn tìm, thì đâm hắn Thượng Tam Tông. Trung Tam Tông với ta mà nói, rất dễ dàng, lộ ra không xuất tay ta đoạn. T. Bất giác cùng nhau hít sâu một hơi, ba người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt. Giống như nhìn một người ngoài hành tinh giống như, tràn đầy không thể tin ánh sáng. Trung Tam Tông cũng đã là bọn họ Ma Sách Tông lập chí phấn đấu cả đời mục tiêu, kết quả vạn vạn không nghĩ đến, tiểu tử này dã tâm càng lớn, lại muốn chọn Thượng Tam Tông, đây chính là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Đối mặt Trác Phàm cái kia chí khí hiên ngang, ba vị này lần trước song long hội tiền bối, khí thế phía trên nhất thời liền cảm giác thấp một đoạn. Ai? Thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a, Trác Phàm, ngươi mục tiêu so với chúng ta lâu dài hơn, chúng ta là nghĩ cũng không dám suy nghĩ, nhưng ngươi đã bắt đầu làm. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Trác Phàm bả vai, Quỷ Sát một mặt cảm thán, chỉ bất quá, ngươi có nắm chắc không? Khẽ chau mày, Trác Phàm suy nghĩ một chút, hơi hơi lắc đầu, cái này Thượng Tam Tông đệ tử, quả nhiên không phải người tầm thường. Cầm cái này Viêm Ma tới nói, muốn đối phó hắn. Ta tuy nhiên cực lực thăm dò hắn sâu cạn, nhưng đến sau cùng đều không thể không sử xuất 6-7 thành công lực, mới có thể đem hắn cầm xuống. Nếu là song long hội phía trên còn có mạnh hơn hắn tồn tại, cho dù là ta có lẽ cũng không có nắm chắc. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Gương mặt nhìn không được co lại, ba người thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, trong lòng lại là không còn gì để nói. Viêm Ma, Thượng Tam Tông Ma Viêm Tông thủ tịch thiên tài đệ tử. Tại toàn bộ Tây Châu cũng là số một số hai nhân vật, Ma Viêm Tông một lá cờ. Cho dù là ba người bọn họ chưa thấy qua tiểu tử này mặt, nhưng danh tiếng lại sớm đã như sấm bên tai. Tại trên thực lực, có thể vững vàng vượt qua hắn, cũng chỉ có cái kia Tây Châu đệ nhất thiên tài, Vũ Thanh Thu. Thế nhưng là dù vậy, đối mặt vị này thiên tài nhân vật, mình vị đại ca kia lại còn nói hắn chỉ dùng 6-7 thành lực, thật không biết hắn là thật khiêm tốn vẫn là tại khoe khoang. Làm đến ba người bọn họ đều có một loại, muốn đánh hắn xúc động. Nhưng là bây giờ đến xem, đoán chừng thì tính toán ba người bọn họ cùng tiến lên, cũng không phải tiểu tử này đối thủ. Huống hồ, lấy hắn thực lực, nói không chừng còn thật có thể vấn đỉnh Tây Châu đây. Chuyện này đối với bọn hắn Ma Sách Tông tới nói, thế nhưng là một cái lớn lao kinh hỉ a. Kết quả là, ba người lẫn nhau nhìn xem, đều là bất đắc dĩ cười cười, gật gật đầu tốt.
cái kia sự kiện này chúng ta thì không truy cứu, chỉ cần ngươi có thể vì tông môn đoạt lại lợi ích, chuyện gì chúng ta đều tùy theo ngươi, ha ha ha. Ba người vỗ bàn tay một cái, cười to lên, tiếp lấy xoay người đi chăm sóc những đệ tử kia, nhưng là đi chưa được mấy bước, nhưng lại là bỗng dưng khẽ giật mình, lâm vào mê mang. À, bọn họ lúc trước nghĩ kỹ giống không là chuyện này, từ xưa tới nay chưa từng có ai muốn truy cứu sự kiện này à. Đây bất quá là lý do, để Trác Phàm xuất ra chỗ tốt cớ. Thế nhưng là, mình muốn cho hắn lấy cái gì tới? Ba người lẫn nhau nhìn một chút, đón lấy, trong mắt ngưng tụ, vỗ tay một cái, nhớ tới. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, là thánh thạch. Bỗng nhiên, ba người hối hận ruột đều xanh. Vốn là bọn họ muốn dùng cái này hắn lấy việc công làm việc tư sự tình, để hắn xuất ra thánh thạch, cho ba người bọn hắn làm phí bịt miệng. Kết quả không nghĩ tới bị tiểu tử này thất lượn quanh tám cướp ngừng lại một chút khiêu chiến thượng tam tông trên thân, lần này, tiểu tử này lần này xen vào chuyện bao đồng biến đến lúc đang hóa. Trở thành vì tông môn cân nhắc, thăm dò Ma Viêm tông hành động. Bọn họ lại tìm lý do này, hướng Trác Phàm tiểu tử này xảo trá, lại là sớm đã không có cái này tiên cơ. Trong lúc nhất thời, ba người là hối hận khóe miệng quất thẳng tới, thầm mắng tiểu tử này thật sự là có tài hùng biệt, quỷ kế đa đoan, cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền đem bọn hắn tìm xong cái này một miệng thực cho né qua đi. Quả nhiên không hổ là gian trá giảo hoạt lão hồ ly, Trác quản gia a. Thế nhưng là bọn họ hối hận, Trác Phàm trong lòng càng hối hận. Vừa mới ba người kia vừa mở miệng, đầy miệng đau đầu, hắn liền biết ba người này không có ý tốt, khẳng định đối với hắn lại có mưu đồ. Kết quả là, hắn liền cùng bọn hắn tay bắt mặt mừng, đông kéo tây kéo. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, lôi kéo, thì kéo tới khiêu chiến thượng tam tông trên thân. Vốn là hắn nhiệm vụ rất đơn giản, chọn trung tam tông, đem ma sách tông đưa đến trung tam tông hàng ngũ, hắn nhiệm vụ thì xong việc. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Lại là nhiệm vụ thăng cấp, đi chọn thượng tam tông đi. Một cái viêm ma thực lực, hắn đã nhìn ra thượng tam tông đệ tử không đơn giản, đến mức sau cùng hắn không thể không sử xuất một nửa long hồn chi uy, mới đưa tiểu tử kia triệt để đánh tan. Nếu là thượng tam tông bên trong còn có so cái kia viêm ma lợi hại hơn tồn tại, vậy hắn thật đúng là tự tìm khổ ăn. Đến lúc đó quyết chiến đến loại nào tình trạng, hắn cũng không rõ ràng. Ai, lão tử trương này tiện miệng. Thật sự là ở không đi gây sự. Ba một tiếng, Trác Phàm quất một chút miệng mình, trong lòng thầm than một tiếng. Đúng lúc này, Thủy Nhược Hoa không biết sao, lại là chợt đi vào trước mặt hắn, thấy tình cảnh này, một mặt kỳ dị nói ây. Trác công tử, ngài cái này là ý gì? Ta đau răng, khẽ chau mày, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói. Đau răng, kỳ dị xem Trác Phàm liếc một chút, Thủy Nhược Hoa một trận rất là kỳ lạ. Tất cả mọi người là năm này tháng nọ tu giả, tại sao có thể có đau răng loại này bệnh vặt? Nhìn lấy Trác Phàm cái kia phiền muộn bộ dáng, Thủy Nhược Hoa không khỏi phốc một tiếng bật cười. Mi đầu bất giác nhíu một cái, Trác Phàm nhìn lấy nàng kỳ quái nói Ngươi tìm đến ta có chuyện gì, không phải là chuyên môn đến chế giễu ta đau răng à? Cái kia làm sao có thể, ta cũng là vừa mới biết ngươi có đau răng tật xấu này. Bất giác cố nén ý cười. Thủy Nhược Hoa cung kính liền ôm quyền nói, Trác công tử, lần này đa tạ ngươi viện thủ tương trợ, đại ân đại đức, Huyền Thiên Tông khắc trong tâm khảm. Lần này tất cả mọi người là đi tham gia song long hội, vừa vặn tiện đường. Chúng ta gặp quý tông đệ tử có nhiều bất tiện, không bằng mọi người kết người bạn, trên đường chúng ta cũng tốt cẩn thận chăm sóc bọn họ, coi như là báo đáp Trác công tử ân cứu mạng. Không cần, ta người tự có sắp xếp, không cần các ngươi ngang ngược can thiệp. Trác Phàm cứng rắn cự tuyệt. Thủy Nhược Hoa thấy một lần, không khỏi khẩn trương, vội vàng cười nói, Trác công tử không cần khách khí, ngài là chúng ta đại ân nhân, quý tông đệ tử hành động bất tiện, chúng ta ở bên chăm sóc, chuyện đương nhiên. Thật sâu nhìn Thủy Nhược Hoa liếc một chút, Trác Phàm bất giác cười khẽ một tiếng, ta Trác Phàm một không tin bánh từ trên trời rớt xuống, hay không trông cậy vào tri ân đổ báo sự tình, chỉ là tùy tâm sở dục hành sự thôi. Cô nương! Ngươi lúc này hành động có chút quái gì à? Sự tình có khác thường tất là yêu, ngươi đến tột cùng có ý đồ gì? Trong lòng bất giác giật mình, Thủy Nhược Hoa nhìn lấy Trác Phàm cái kia lạnh lẽo hai con ngươi, dường như bắn thẳng đến nàng trái tim, cái gì đều nhìn thấu giống như, không khỏi bỗng dưng khẩn trương lên, ấp úng, không biết nên như thế nào đáp lời. Đúng lúc này,
nơi xa truyền đến Tuyên Thiếu Vũ giận không nhịn nổi tiếng giống to, cái gì, chúng ta cùng đám này ma đạo kẻ xấu đồng hành, tuyệt không có khả năng. Chúng ta Huyền Thiên Tông chính đạo tông môn, há có thể cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Công tử, hiện tại cái kia Viêm Ma chẳng biết đi đâu, người trong ma đạo luôn luôn có thù tất báo, hắn như trở về báo thù, chúng ta không một là hắn địch thủ. Hiện tại cũng chỉ có cái kia Ma Sách Tông tên đệ tử kia, mới có thể ngăn cản được hắn. Chúng ta chỉ có cùng bọn hắn một đường, mới có thể an toàn đến Song Long Hội. Đợi đến mục đích, chúng ta tự nhiên mỗi người đi một ngả, không để ý tới hắn. Công tử thanh cao, lão hủ rất là kính trọng, nhưng chuyện quá khẩn cấp, nhìn công tử lấy đại cục làm trọng, tạm thời ủy khúc cầu toàn đi. Có lẽ là bị cái kia Tuyên Thiếu Vũ tùy hứng làm cho gấp, Huyền Thiên Tông một vị trưởng lão cũng là chính khí lẫm nhiên lớn tiếng uống mang ra, chỉ là hắn cái này tiếng vang quá lớn, toàn bộ sơn cốc người đều nghe được rõ ràng. Ma Sách Tông mọi người, bất giác cùng nhau trợn lên giận dữ nhìn hướng bọn họ, khinh thường bĩu môi, nghiến răng nghiến lợi. Tốt một cái Huyền Thiên Tông, qua sông đoạn cầu, cái quái gì? Thủy Nhược Hoa tại Trác Phàm trước mặt, cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ cúi thấp đầu, thế nhưng là bên tai nàng, lại là bỗng dưng nghe đến Trác Phàm cái kia bị chọc cười tiếng cười khẽ. Thì ra là thế, cái kia Viêm Ma chạy, sợ hắn hồi đến báo thù, tìm ta làm bảo tiêu. Bất quá đáng tiếc, không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Các ngươi Huyền Thiên Tông có dạng này trưởng lão dẫn đội, cũng thật sự là kỳ hoa. Cho dù đi Song Long Hội, cũng nhất định là lót đáy, còn không bằng như vậy dẹp đường hồi phủ tốt, ha ha ha. Bất giác cười lớn một tiếng, Trác Phàm quay người hướng Ma Sách Tông mọi người đi đến. Thủy Nhược Hoa gặp này, bất giác quính lên, lớn tiếng nói, Trác tiên sinh, ngài xin bất giận. Ta cũng không có nổi giận, một đám ngu ngốc nhưng là chọc giận không ta. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm khẽ cười một tiếng. Lại là không quay đầu lại, tiếp lấy hắn quay đầu thật sâu nhìn nơi xa Sở Khuynh Thành liếc một chút về sau, sâu xa nói, đội ngũ chúng ta hành trình chậm chạp, nếu như các ngươi không ngại chậm trễ thời gian lời nói, muốn theo thì cùng đi. Nghe thấy lời ấy, Thủy Nhược Hoa nhất thời song đồng sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu, mừng rỡ kêu lên, đa tạ Trác tiên sinh, đa tạ Trác tiên sinh. Thế nhưng là Trác Phàm lại cũng không đáp lời, thẳng rời đi. Chỉ có Thủy Nhược Hoa ngơ ngác nhìn qua hắn bóng lưng, giống như là có chút si mê, khóe miệng xẹt qua một đạo không hiểu ý cười. 1212. Tại sáng sớm ánh mặt trời vung vãi dưới, theo từng tiếng chỉnh tề khẩu hiệu, Ma Sách Tông một đoàn người lại đạp hành trình. Khuê Lang chờ cương thi đội, một bước dừng một chút cùng chính mình sắp cứng ngắc thân thể làm đấu tranh, chết cắn răng, càng không ngừng hướng về phía trước chuyển lấy bước. Trác Phàm cùng Dương Sát ba vị cung phụng thì là thảnh thơi đi ở trước nhất, so với đằng sau những cái kia mặt mũi tràn đầy nín đến đỏ bừng đệ tử tới nói, thật sự là không nói ra thoải mái. Bất quá, cùng thường ngày có một chút khác biệt là, giờ này khắc này, bọn họ không còn là một mình tiến lên. Ngay tại cách phía sau bọn họ ngoài trăm thước địa phương, Huyền Thiên Tông một đoàn nhân mã như là theo đuôi giống như xa xa treo. Rõ ràng bọn họ tất cả đều có thể ngự không phi hành, trong nháy mắt ngàn mét có hơn, cấp tốc lên đường. Nhưng lúc này lại là theo chân những cương thi này tốc độ, chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Tuyên Thiếu Vũ một mặt âm trầm, đầy mặt phẫn uất chi sắc, giọng căm hận nói, ta đường đường Huyền Thiên Tông, chính đạo tông môn, bây giờ lại đi theo Ma Sách Tông phía sau cái mông tiến lên, không dám vượt qua giới hạn. Cái này muốn để người khác nhìn đến, còn thể thống gì? Vân trưởng lão quay đầu liếc hắn một cái, than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai? Vị thiếu chủ này từ khi kinh lịch việc này về sau, thật sự là tính tình đại biến, một thân lệ khí, biến đến như thế tùy hứng lên. Đều đã cùng hắn giải thích 1800 hồi, bây giờ chúng ta chỉ có theo Ma Sách Tông mới tính an toàn, nếu không trên đường không chừng có tình huống gì phát sinh. Thế nhưng là, hắn tất cả đều làm gió thoảng bên tai, nói cái gì đều vô dụng. Đến sau cùng, ba người bọn hắn lão gia hỏa thẳng thắn không khuyên giải hắn. Thẳng mang theo đội ngũ ở phía sau đuổi theo, dù sao cái kia Ma Sách Tông cũng không phản đối, tùy ý tiểu tử này cao nhau đi. Bất quá, Vân trưởng lão nhìn về phía Tuyên Thiếu Vũ âm lệ ánh mắt, vẫn là ngăn không được lo lắng. Vị thiếu chủ này thật bị cái kia Viêm Ma dụ đến ma căn đâm sâu vào, không biết nên như thế nào loại trừ, sợ sau này muốn hãm nhập ma đạo thâm uyên không cách nào tự kiềm chế, lại là nhất làm cho người lo lắng sự tình a. Tiểu đệ, người thì đừng như vậy nhiều bất mãn, khó
khó đến người ta một lại xuất thủ tương trợ, lần này còn nguyện ý làm chúng ta ô dù. Chúng ta như lại mở miệng một tiếng ma đạo kẻ xấu nhục mắng người ta, chẳng phải quá vong ân phụ nghĩa. Cái này muốn truyền đi, mới là thật nhục không có chúng ta Huyền Thiên Tông uy danh đâu. Lúc này, Thủy Nhược Hoa đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, cười nhẹ khuyên giải một phen. Thế nhưng là Tuyên Thiếu Vũ lại là lạnh hừ một tiếng, ánh mắt biến đến càng thêm âm lãnh, hung tợn nhìn chằm chằm phía trước Trác Phàm bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi nói, ma đạo cuồng đồ, quỷ kế đa đoan, âm hiểm bỉ ổi, lần này tướng giúp bọn ta, cũng nhất định có mưu đồ khác, cất giấu không thể cho ai biết bí mật. Chúng ta như lại cùng bọn hắn pha trộn cùng một chỗ, không khác nào tranh ăn với hổ, đây mới thực sự là nguy hiểm đâu. Công tử, người cái này quá chuyện bé xé ra to, chúng ta nơi này lại không có bảo bối gì, người ta mưu đồ gì. Đan Nhi không khỏi khẽ cười một tiếng, hai mắt đi loanh quanh, lộ ra dí dỏm khuôn mặt, đột nhiên nhìn về phía Sở Khuynh Thành, trêu đùa, nếu là thật sự có gì có thể đổ lời nói, cái kia chính là Khuynh Thành tỷ. Lời vừa nói ra, chúng nữ bất giác tất cả đều cười to lên, nhìn về phía Sở Khuynh Thành ánh mắt tràn đầy mập mờ chi sắc. Gương mặt bất giác một đỏ, Sở Khuynh Thành hung ác chừng các nàng liếc một chút, nhưng rất nhanh lại vừa bất đắc dĩ lắc đầu, thất vọng mất mát nói, nếu là hắn thật đồ ta, ngược lại là ta bình sinh mong muốn, đáng tiếc. Thế nào, hắn không phải đối ngươi thật tốt sao? Nguy nan trước mắt, xả thân tương hộ, phần tình nghĩa này cũng không giống như giả. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Thủy Nhược Hoa kỳ quái nhìn về phía nàng, trong mắt chớp động lên không hiểu tinh quang. Cười khổ lắc đầu, Sở Khuynh Thành từ chối cho ý kiến, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Hắn là cái kia vô tình nước chảy, tuôn trào không ngừng, đã định trước sẽ không ngừng. Ta chỉ cầu có thể tại hắn sinh mệnh bên trong xuất hiện trong tích tắc, liền đã vừa lòng thỏa ý. Không khỏi khẽ giật mình, chúng nữ liếc nhìn nhau, đều có chút không hiểu. Hai người này cùng một chỗ chung đụng được không phải rất hòa hợp à, làm sao Khuynh Thành tỷ nói đến người kia sẽ như thế thương cảm. Tuyên Thiếu Vũ ở một bên nhìn đến, lại là sắc mặt càng thêm âm trầm rất nhiều, song quyền không khỏi nắm lại tới. Ngược lại lại nhìn về phía trước Trác Phàm phương hướng, trong mắt đã là ngăn không được lộ ra lạnh lẽo hàn ý. Bọn tỷ muội, chúng ta giúp Khuynh Thành tỷ tác hợp một cái đi, thế nào? Còn người hai bên loạn chuyển, Đan Nhi đột nhiên cao giọng đề nghị. Chúng nữ bất giác hai mắt tỏa sáng, cùng kêu lên gọi tốt, Thủy Nhược Hoa lại là khẽ giật mình, nhìn xem Sở Khuynh Thành cùng Trác Phàm phương hướng, không khỏi trần chờ một lát. Nhưng là đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét lại là đột nhiên vang lên, hồ nháo, mấy người các ngươi nữ oa tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngày thường tùy tiện mở cái trò đùa cũng coi như, nhưng chớ có làm ra cái gì hoang đường sự tình, đúc xuống sai lầm lớn. Chẳng lẽ các ngươi quên các ngươi sư tỷ hạ chàng sao? Vết xe đổ, rõ mồn một trước mắt. Trong lòng bất giác giật mình, chúng nữ cùng nhau cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua, lại chính gặp Vân trưởng lão một mặt âm trầm nhìn lấy các nàng. Nhất thời, chúng nữ bất giác le lưỡi, không còn dám lên tiếng. Đón lấy, Vân trưởng lão vừa nhìn về phía Sở Khuynh Thành, nghiêm trọng cảnh cáo, Khuynh Thành, cái kia kẻ xấu xa đối ngươi nhiều lần xuất thủ, tất có tâm làm loạn, ngươi làm cẩn thận ghi nhớ, đề phòng lưu tâm, chớ có đọa nhập ma đạo thâm uyên. Không thể tự kiềm chế. Hắn muốn thật sự là kẻ xấu xa, vậy ngược lại tốt. Trong lòng bất giác bật cười một tiếng, Sở Khuynh Thành vẫn gật đầu, thản nhiên nói tốt, ta minh bạch. Một phương diện khác, Trác Phàm bọn người đi ở trước nhất, Dương Sát thỉnh thoảng quay đầu nhìn hướng phía sau những cái kia Huyền Thiên Tông người, khinh thường bĩu môi, hừ nhẹ lên tiếng, cái gì chính đạo tông môn, một đám theo đuôi, chính mình gây chuyện, còn mẹ hắn đi theo chúng ta phía sau cái mông. Để chúng ta bảo hộ hắn, sau cùng còn mắng chúng ta ma đạo kẻ xấu, cái quái gì? Mọi người nghe đến, cũng là một mặt oán giận, hung hăng gật gật đầu. Trác Phàm, lấy ngươi tính khí, ngươi thì để bọn hắn như thế theo. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Dương Sát một mặt tức giận nói. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói, đường lớn hướng lên trời, người ta ưa thích cùng thì cùng a, dù sao lại không ngại chúng ta sự tình. Một đám theo đuôi, nhìn lấy tâm phiền. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Dương Sát trầm ngâm một trận, vừa nhìn về phía Trác Phàm trêu đùa, tiểu tử, ngươi là muốn bảo vệ nữ oa kia chu toàn đi. Hắc hắc hắc, bất quá tông môn có quy củ, không có thể tùy ý động tình, cái này ngươi vô lại không rơi đi. Nói, Dương Sát tại Trác Phàm trước mặt, bị ổi xoa xoa ngón tay, rất rõ ràng, lại muốn phí bịt miệng,
còn lại hai người, cũng là một mặt tà cười mà nhìn xem hắn. Làm gì, Trác Phàm giả vờ ngây ngốc. Bất giác khẽ cười một tiếng, Dương Sát nhếch miệng cười tà nói, huynh đệ, đừng giả bộ, ý tứ mà thôi, chúng ta tuyệt không tùy tiện nói huyên thuyên tử. Chỉ cần ngươi cho chúng ta cái 1.800 khối thánh thạch, chúng ta trực tiếp đem tròng mắt móc ra, làm cái gì cũng không nhìn thấy. Thánh thạch, còn 1.800 khối. Ngươi tại sao không đi cướp sạch Song Long Viện a? Không có. Ha ha, huynh đệ, cái này thì ngươi sai rồi a. Nhà ngươi cơ sở chúng ta thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt a, lấy người tiền tài, cùng người tiêu tai, cũng là làm ca ca nhóm nghĩa vụ. Mi đầu bất giác lắc một cái. Dương Sát gặp Trác Phàm không chịu đi vào khuôn khổ, lúc này vừa đấm vừa xoa, bắt đầu thuyết phục. Thế nhưng là Trác Phàm lại là bật cười một tiếng, bất đắc dĩ nhún nhún vai, đại ca, thánh thạch a, đại lục ở bên trên bị nắm giữ lấy lớn nhất tư nguyên khan hiếm, ngươi cho rằng là cái quái gì? Ta coi như lại giàu, có thể có bao nhiêu? Vốn là ta có một chút, vẫn là lưu tại Song Long hội phía trên cứu mạng dùng, thật không nghĩ đến ở chỗ này thì toàn dùng hết. Hiện tại chỉ còn hai khối, các người muốn liền tùy tiện phân đi. Nói, Trác Phàm xuất ra hai khối óng ánh sáng long lanh thạch đầu, ném cho bọn hắn, một mặt ủy khuất dạng. Dường như gặp phải cường đạo, bị đánh cướp giống như. Dương Sát bọn họ lại là mắt trợn tròn, lẫn nhau nhìn xem, đều là đầy mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ tiểu tử này, thật chỉ có hai khối sao? Trong lòng bọn họ là mọi loại không tin, cũng không cam tâm, thế nhưng là nghĩ lại cũng đúng. Cái này thánh thạch cùng hắn tư nguyên linh dược khác biệt, đây chính là lũng đoạn tư nguyên. Tiểu tử này coi như không biết từ nơi nào làm đến điểm, lại có thể làm bao nhiêu. Kết quả là, ba người đều là ai thán một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán chính mình cao hứng hụt một trận. Trác Phàm lại là trong lòng cười thầm, từ chối cho ý kiến. Hắn Trác Phàm là ai, há có thể tùy ý những người này tùy tiện xảo trá. Nếu là có cái này lần thứ nhất. Liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, vậy hắn nhưng là chịu không được, hắn cũng không phải là oan đại đầu. Cho nên, hắn cho dù có là thánh thạch, hắn cũng không lấy ra, tuyệt không làm dê béo, mặc người chém giết. Dương Sát ba người lúc này nếu như biết rõ Trác Phàm suy nghĩ trong lòng, đoán chừng còn lớn hơn mắng ra miệng. Đại ca, người nhà vẫn là dê béo, người so hồ ly còn tinh, người không làm thịt người khác liền đã rất không tệ, ai có thể làm thịt được ngươi a? Kết quả là, hai đội tâm tư dị biệt tông môn, một trước một sau đi tại cái này rộng lớn đường lớn phía trên, chậm chậm tiến lên. Thế nhưng là, bọn họ người nào đều không có phát hiện là, thì tại cách bọn họ cách đó không xa trên một ngọn núi cao, một đôi âm độc ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú vào đây hết thảy, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ. Toàn bộ trên thân đều bị máu chảy nhuộm đỏ, nửa người đều bị mài nở hoa, da chóc thịt bong, không còn hình dáng. Giống như thi quỷ theo địa phủ chạy ra đến đồng dạng. Người này, chính là Viêm Ma không thể nghi ngờ. Cùng cái kia Vân trưởng lão sở liệu đồng dạng, ma đạo người, có thù tất báo, hắn quả nhiên liền thương tổn đều không dưỡng tốt, cũng đã không kịp chờ đợi đến điều tra nghiên cứu địa đình, muốn vừa báo ngày đó bị ngược mối thù. Ma sách tông hắn là trước để một bên, dù sao chỗ đó có chỉ hung thú thủ hộ, cho nên hắn lần này mục đích là trước tìm Huyền Thiên Tông khai đao. Tất cả mọi thứ, đều là từ cái này Huyền Thiên Tông bắt đầu, bọn họ cũng là kẻ cầm đầu. Thế nhưng là, làm hắn cùng lên đến một xem bọn hắn tiến lên lộ trình lúc, lại là nhất thời có loại muốn khóc xúc động. Mẹ nó, cái này Huyền Thiên Tông thật mẹ hắn uất ức, thế mà theo đuôi ma sách tông tiến lên, cái này khiến hắn làm sao động thủ a? Vừa thấy được ma sách tông người đứng đầu hàng vị trí, Trác Phàm cái kia đi bộ nhàn nhã bóng người, Viêm Ma Song Đồng liền ngăn không được co lại. Song quyền nắm chặt, lộ ra vẻ kiêng dè. Ha ha ha, đường đường thượng tam tông đệ tử, thế mà bị một cái hạ tam tông đệ tử đánh giống như đầu heo, cái này muốn chuyển đi, quả nhiên là Tây Châu đệ nhất đại chuyện cười, ha ha ha. Bỗng nhiên, một tiếng già nua cười to vang lên. Viêm Ma bất giác thân thể lắc một cái, đuổi vội vàng xoay người, quát to, người nào. Không cần phải lo lắng, chỉ là một cái tử quỷ mà thôi. Phiêu hốt. Một đạo màu xám hư ảnh chậm rãi thoáng hiện, lộ ra một cái bệnh rosacea tử lão đầu, lại chính là Trác Phàm ngày đó tại khách sạn gặp phải cái kia tử quỷ không thể nghi ngờ. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Viêm Ma trong lòng run lên, cái trán đã là chảy ra tinh mịn mồ hôi, là ngươi.
Cái này quái lão đầu, hắn không thể quen thuộc hơn được. Ngày đó hắn đem chọn cái thôn trấn người bắt đi lúc, chỉ có người này không nhận hắn trận pháp khống chế, hắn muốn tìm tòi hư thực, nhất thời bị hắn trong nháy mắt thả ra khí thế cường đại, bỗng dưng trấn ra ngàn mét có hơn. Khi đó, hắn liền biết, này người tuyệt đối là thâm bất khả chắc tuyệt đỉnh cao thủ, không phải hắn cái này một cái cấp bậc có thể nhìn lên. Chỉ bất quá, gặp lão nhân này đối với hắn không có cái gì địch ý, hắn liền cũng không có vội vàng rời đi. Nhưng là, có lão nhân này tại địa phương, hắn đều nhượng bộ lui binh, lấy đó kinh ý. Cho nên, về sau Thủy Nhược Hoa bọn họ bắt cái này tử quỷ, Viêm Ma liền không còn dám đi động thủ, sợ chọc giận vị này lão tiền bối. Thẳng đến cái này tử quỷ rời đi, mắt thấy Song Long hội thời gian càng gấp, hắn không có thời gian, mới không thể không động thủ, đem tất cả mọi người tận diệt. Chỉ là vạn vạn không nghĩ đến, lão nhân này không có đi, lại trở về. Vãn bối Ma Viêm Tông đệ tử Viêm Ma, tham kiến tiền bối. Không khỏi vội vàng liền ôm quyền, Viêm Ma hướng về kia tử quỷ khom người bái hạ, rất là cung kính, nhưng trên trán lại là mồ hôi lạnh dày đặc, hai chân cũng thỉnh thoảng run rẩy hai lần, trong lòng lo sợ bất an. Đưa tay uống một ngụm trong bầu thanh tửu, cái kia tử quỷ bất giác suy cười một tiếng, mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía hắn, nhưng trong mắt lại là ngột đến lóe qua một đạo tinh mang, Ma Viêm Tông. Ha ha ha, cầm Ma Viêm Tông hù dọa lão phu sao? Tiền bối hiểu lầm, vãn bối không dám. Vội vã khom người bái hạ, Viêm Ma con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, răng rặc lên tiếng, chỉ là vãn bối có thể trên đường gặp tiền bối, thật sự là vãn bối phúc phận, nếu là có thể giao hảo, càng làm cho vãn bối mừng rỡ cùng cực, Ma Viêm Tông trên dưới cũng chắc chắn sẽ đem tiền bối lên làm khách đối đãi, không dám chậm trễ chút nào. Viêm Ma trong lòng bàn tính đánh cho rất vang, tại không biết rõ người này là địch hay bạn trước đó, trước tiên đem tông môn khiêng ra đến, áp hắn một chút. Chẳng lẽ lấy cái này tử quỷ thần thông, tại cái này trên trấn nhiều ngày như vậy, nhìn lấy hắn đảo nhiều như vậy quỷ, có thể không biết hắn là Ma Viêm Tông sao? Lúc này hắn cố ý nhấc lên, đang có lưng tựa đại thụ tốt hóng mát chi ý, về sau càng là không hỏi phải trái đúng sai, đưa ra giao hảo chi ý, thực chỉ là nói mát mà thôi. Ý tứ nói đúng là, ngài nếu là cùng chúng ta giao hảo, đừng nhúc nhích lão tử, vậy chúng ta thì đem ngươi trở thành khách quý, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu ngươi nếu là dám đối lão tử có cái gì khác ý tứ? Hừ hừ, động ta dễ dàng, lão tử sau lưng còn có một cái tông môn đây, ngươi về sau thì phiền phức lớn. Tà tiếu mà nhìn xem hắn, cái kia tử quỷ tựa hồ sớm đã xem thấu hết thảy, từ chối cho ý kiến cười cười, tiểu quỷ, người muốn đánh lão phu, còn rất sớm đây. Đừng nói là các ngươi một cái Ma Viêm Tông, cho dù là Tây Châu Thập Tông, lão phu năm đó cũng từng cái lên tới qua. Mặc kệ là hoan nghênh, vẫn là không chào đón, lại có ai có thể cản ta. Trong mắt bất giác bỗng nhiên co rụt lại, Viêm Ma bất khả tư nghị nhìn về phía cái kia tử quỷ. Thân thể không lý do càng thêm run rẩy lên, lắp bắp nói, khó. Chẳng lẽ nói, tiền bối ngài là... Mỉm cười lấy khoát khoát tay, tử quỷ thở dài một tiếng, tiểu gia hỏa, tính ngươi thông minh, bất quá trong lòng biết liền có thể, không cần đều nói ra. Lão phu lần này trở lại Tây Châu, vốn là có việc khác muốn làm, thật không nghĩ đến thế mà nhìn một trận trò vui. Ai, thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài gia, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm a. Bất giác thở dài, tử quỷ khẽ vuốt chòm râu, xa xa nhìn về phía nơi xa tiến lên trong đội ngũ, người đứng đầu hàng Trác Phàm chỗ đó, trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo kỳ dị tinh mang, trong lòng thì thào, âm thầm gật đầu. Nghĩ không ra 1000 năm đến, Tây Châu lại có người ngưng tụ ra thiên long thần hồn, vẫn là cái hạ tam tông đệ tử, xem ra lần này Song Long hội muốn gió dục mây vần, ha ha ha. Viêm Ma ở một bên khom người nhìn lấy tử quỷ. Trong lòng sớm đã rung mạnh không thôi, một cử động nhỏ cũng không dám. Người này thân phận, hắn đã đoán ra cái 7-8 phần, vậy thì thật là cho dù thượng tam tông, cũng không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại a. A, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, trở về đi. Có cái gì thù cái gì oán niệm, đến Song Long hội phía trên sẽ giải quyết, đến lúc đó ngươi còn chiếm tiện nghi đây, dù sao có thượng tam tông nội tình ở nơi đó bày biện, ngươi sư huynh đệ cũng không yếu. Nhưng là bây giờ đơn đả độc đấu lời nói, người đã thử qua, lại đánh không lại người ta, làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian. Bất giác lông mày nhíu lại, tử quỷ liếc mắt liếc cái kia Viêm Ma liếc một chút, suy cười ra tiếng. Trong lòng bất giác trì trệ,
Viêm Ma trong lòng lật đến hoảng, mặt mũi tràn đầy biệt khuất chi sắc, nhưng là lại xem xét cái kia tử quỷ chế nhạo ánh mắt, liền không còn cách nào khác. Hắn nói đúng, có tiểu tử kia tại, hắn ở lại chỗ này cũng uổng phí, còn không bằng đến Song Long hội phía trên, tại đoàn thể tranh tài lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Dù sao Hạ Tam Tông cũng là Hạ Tam Tông, một người mạnh hơn có làm được cái gì? Tông môn tiềm năng xác định và đánh giá, thế nhưng là tại đoàn chiến phía trên. Nghĩ tới đây, Viêm Ma bỗng nhiên liền ôm quyền, khom người bái biệt nói, cần tuân tiền bối dạy bảo, vãn bối như vậy cáo lui. Vừa dứt lời, Viêm Ma quay người lại, nhất thời hóa thành một đạo hỏa mang, không thấy tăm hơi. Chỉ để lại cái kia tử quỷ, lại uống một ngụm trong bầu mỹ tử về sau, mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, si ngốc cười rộ lên. Một tháng sau, một mảnh che lấp trong rừng rậm, nghỉ ngơi lấy một đội nhân mã, mỗi người trên mặt, đều triển lộ lấy không nói ra tà dị cùng tàn khốc, xem xét thì là người trong ma đạo. Cái kia lên đường, đều mẹ hắn đứng lên cho ta, lại đuổi một ngày đường, liền đến Song Long Viện. Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, một cái đầy mặt dữ tợn, mặt mũi hung dữ lão già, ồm ồm hướng bọn họ bên này đi tới, sau đó nhìn chung quanh một vòng, gầm thét lên tiếng, Viêm Ma đây, cái kia thằng nhãi con còn chưa có trở lại, lập tức tới ngay mục đích, hắn không thực sự lại chuồn mất a, hắn không phải còn muốn cùng cái kia Tây Châu đệ nhất thiên tài Vũ Thanh Thu đánh sao? Hừ, cái này không có gan tiểu tử, để lão tử vô ích chờ mong hắn nửa ngày, lại thả lão phu bồ câu, còn tại trọng yếu như vậy trường hợp xuống. Các ngươi đừng để ta bắt được hắn. Phàm là hắn rơi đến lão tử trong tay, tuyệt không có quả ngon để ăn. Lười biếng duỗi người một cái, một tên cô gái xinh đẹp bất giác khẽ cười một tiếng, khoát tay một cái nói an, Thanh Nha trưởng lão, Viêm sư huynh không phải như vậy không có có chừng mực người, nhất định sẽ đuổi tới, cái này còn không có một ngày thời gian a. Đúng vậy a, coi như Viêm ca hắn thả người nào bồ câu, Vũ Thanh Thu bồ câu cũng sẽ không thả. Dù sao đánh bại người kia, Tây Châu đệ nhất thiên tài cái danh hiệu này, nhưng chính là Viêm ca. Bất giác nhếch miệng cười một tiếng, lại một cái khô gầy như que củi nam tử, lộ ra tà dị chi sắc, cái danh hiệu này, Viêm ca hắn nhưng là chờ rất nhiều năm a, há có thể cứ như vậy bỏ lỡ. Cái kia Thanh Nha trưởng lão nghe đến, suy nghĩ một chút, cũng hơi hơi gật gật đầu, ai, hy vọng như các ngươi chỗ nói, hắn có thể tại thời khắc sống còn chạy tới đi. Tiểu tử thúi này, vĩnh viễn chơi như vậy tính 10 phần. Không biết nặng nhẹ, tìm một cơ hội lão phu không phải hung hăng điều giáo hắn một phen không thể. Mọi người nghe, liếc nhìn nhau, lại đều là từ chối cho ý kiến bật cười một tiếng, khinh thường bĩu môi. Viêm Ma làm Ma Viêm Tông đệ nhất thiên tài, tất cả cao tầng trong mắt bánh trái thơm ngon, nâng trong tay sợ rơi, ngậm vào trong miệng sợ hóa, ai có thể điều giáo đến hắn. Chỉ là một trưởng lão, đoán chừng hơi chút đối với hắn đánh một chút, tông chủ và các đại cung phụng thì không đáp ứng. Nói là điều giáo, cũng bất quá là một câu nói nhảm mà thôi, bởi vì cái này Thanh Nha trưởng lão, còn không có tư cách này. Rear map hơi hơi run run, Thanh Nha trưởng lão nhìn đến mọi người cái kia xem thường khuôn mặt, liền biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, không khỏi càng cho hơi vào hơn giận, lại là không có cách nào. Bởi vì, đây là sự thật. Đối mặt vị này thiên tài đệ tử, hắn cũng chỉ có thể qua cái miệng pháo mà thôi, còn thật có thể đem hắn làm gì hay sao? Nếu là hắn thực có can đảm đem tiểu tử kia làm gì, đoán chừng không ra mấy ngày, hắn cũng liền bị tông môn những cái kia bao che cho con lão gia hỏa làm gì. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Nha liền nhịn không được lắc đầu thở dài. Hiu! Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió vang, một luồng hồng mang một xuất hiện ở trước mắt mọi người, chờ ánh sáng tán đi, lộ ra hình dáng lúc, lại chính là Viêm Ma không thể nghi ngờ. Nhìn thấy sư huynh trở về. Mọi người bất giác đại hỉ, ào ào tiến lên. Ngươi nhìn, ta nói cái gì tới, Viêm ca nhất định không đành lòng bỏ lỡ cùng cái kia Vũ Thanh Thu nhất chiến cơ hội, cái này không trở về đến a. Đúng vậy a, đúng vậy a, thì ngươi lớn nhất giải Viêm sư huynh, hì hì ha ha. Mọi người chuyện trò vui vẻ, rất nhanh liền đem Viêm Ma vây vào giữa, thế nhưng là còn không đợi mọi người hỏi thăm một phen, Thanh Nha trưởng lão đã là hét lớn một tiếng, giận không nhịn nổi vò tới trước nhất. Hung hăng vỗ một cái hắn đầu vai, giọng căm hận nói, hảo tiểu tử, lại thả lão tử bồ câu đúng hay không? Chậm một chút nữa, Song Long hội đều nhanh kết thúc. A nha, tê, thân thể nhịn không được lắc một cái, Viêm Ma nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt, gương mặt không khỏi co rúm lên. Trên đầu vai,
cuồn cuộn đỏ thẫm máu tươi chậm rãi chảy ra quần áo, lộ ra đến mức dị thường chói mắt. Bất giác khẽ giật mình, nữ tử kia nhất chỉ thanh nha trưởng lão, như là bắt đến hắn bím tóc một dạng, quát to, trưởng lão, người xong đời, người thế mà hạ trọng thủ đả thương Viêm Ma sư huynh. Nếu là Viêm Ma sư huynh bởi vậy tại Song Long hội phía trên thất bại, đây hết thảy hậu quả cũng đều phải từ ngươi gánh chịu. Chờ chờ chút, đây không phải ta làm, ta không dùng lực a, thật không dùng lực. Không khỏi giật mình, cái kia thanh nha nhất thời hoảng hốt, vội vã khoát khoát tay, ủy khuất nói, ta thì vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, không có khả năng đem hắn đập thương tổn a, các ngươi đều biết, hắn không có yếu như vậy. A, trưởng lão, ngươi chẳng những đả thương Viêm Ma sư huynh, còn nói hắn yếu, thừa cơ hạ thấp hắn, ngươi xong đời. Bất giác tà cười một tiếng, nữ tử kia chỉ thanh nha trưởng lão, trêu đùa, đầu tiên ngươi đối Viêm Ma sư huynh, đủ kiểu bắt bẻ, đã sớm lòng mang bất mãn, đây là động cơ gây án. Tiếp lấy ngươi thừa cơ mang theo tư trả thù, đây chính là kết quả. Không cần phải nói, ngươi lấy việc công làm việc tư, đả thương Viêm Ma sư huynh, có hại tông môn lợi ích, cái này nếu là truyền vào tông môn cao tầng trong tai lời nói. Gương mặt nhịn không được co lại, thanh nha trưởng lão nhìn lấy bé con này, là triệt để im lặng, thậm chí có loại hận không thể đem nàng bóp chết xúc động, người ma nữ này, liệt kê tội danh ngược lại thật sự là có một bộ. Ngọc Mỹ, đừng đùa nghịch trưởng lão, người biết cái này không liên quan hắn. Nhẹ nhàng vỗ, liền có thể làm tổn thương ta, vậy lão tử còn lăn lộn không lăn lộn. Đảo mắt nhìn nữ tử kia liếc một chút, Viêm Ma bất giác bất đắc dĩ lắc đầu cảm thán. Cái kia Ngọc Mỹ không khỏi che miệng khẽ cười một tiếng, cũng là gật gật đầu, tiếp lấy một mặt kỳ dị nhìn về phía hắn, như vậy sư huynh, người thương thế kia là làm sao đến. Lời vừa nói ra, bọn người người cũng là vội vã nhìn qua, mặt lộ vẻ dị sắc. Tại toàn bộ Tây Châu, có thể thương tổn được cái này Viêm Ma, thế nhưng là cũng không nhiều a. Trong mắt bỗng dưng nổi lên một đạo trần trụi hận ý, thế nhưng phẫn hận bên trong, còn bí mật mang theo thật sâu kiêng kỵ, này. Đừng đề cập, đi ra ngoài săn bắn, bị ưng mổ mắt, kém chút thì về không được. Không khỏi khẽ giật mình, mọi người đều là quá sợ hãi, tiếp lấy cái kia thanh nha trưởng lão chặn lại nói, là đụng phải cái nào cái tông môn lão gia hỏa a, bọn họ cũng thật là lớn mật, dám ra nặng như vậy tay, không sợ chúng ta Ma Viêm tông tìm bọn họ để gây sự. Cũng không phải cái gì lão gia hỏa, mà chính là một cái. Trong lòng do dự nửa ngày, Viêm Ma trầm ngâm một chút. Lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xấu hổ tại xuất khẩu, giận dữ nói, tính toán, không đề cập tới, chỉ là có một việc, ta nhất định phải cáo chi ngươi. Chúng ta về sau hành sự vẫn là điệu thấp một chút, riêng là nhìn đến một cái tử quỷ lão già, tuyệt đối đừng gây. Làm sao? Không khỏi sững sờ, mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thở dài một tiếng, Viêm Ma mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới, truyền thuyết bên trong người kia trở về sau chúng ta. Không, hẳn là toàn bộ thập tông người, tốt nhất đều cụp đuôi đến tương đối tốt. Đừng ngày nào không có mắt, đập vào hắn, lại hiện ra 800 năm trước lần kia thảm cảnh a. Cái gì, người nói là người kia, trong mắt không khỏi hơi hơi co lại, thanh nha trưởng lão cũng là trong nháy mắt hoảng sợ ngốc, người kia ta cũng là chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ thấy qua, nghĩ không ra còn thật tồn tại a. Những người còn lại trong mắt hơi co lại. Tựa hồ cũng muốn lên tông môn đã từng cảnh cáo, không khỏi trong lòng lo sợ lên. Bọn họ ngày bình thường đều là vô pháp vô thiên thế hệ, nếu là thật sự ngày nào đen đủi, đụng vào trên họng súng, đây chính là liền tông môn đều bảo vệ à không? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng mọi người nhất thời mây đen gắn đầy, liền Viêm Ma thương thế nơi phát ra cũng không tâm tình tiếp tục hỏi thăm. Ngay sau đó, mọi người lên đường, tiến về Song Long Viện. 3 tháng về sau. Trác Phàm bọn người thân hình, cũng đi tới nơi này. Tốt, chúng ta đến, cái kia chính là Song Long Viện. Ở một tòa vắng vẻ cổ viện trước, Vân trưởng lão nhất chỉ phía trước, hét lớn lên tiếng. Huyền Thiên Tông mọi người gặp, bất giác cùng nhau hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi xông về phía trước, muốn tìm tòi cái này Tây Châu đệ nhất tông môn phong phạm. Nhìn lấy những người kia cao hứng bừng bừng theo bên cạnh đi qua, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút. Thì xông đi lên, Ma Sách Tông mọi người đều là tức giận lạnh hừ một tiếng, khinh thường bĩu môi. Hừ, bảo hộ các ngươi một đường, đến mục đích, thế mà không ngớt lời bắt chuyện đều không đánh, thì thẳng rời đi, thật sự là vong ân phụ nghĩa, khốn nạn cực kỳ. Đón lấy, mọi người lần nữa kéo lấy cứng ngắc thân thể,
một bước dừng một chút đi về phía trước. Sở Khuynh Thành chậm rãi đi qua Trác Phàm trước người, lại là cũng không có nhìn hắn, chỉ là trong mắt lóe lên một đạo thất lạc, thản nhiên nói, từ giờ trở đi, thì muốn tách ra. Tiến vào cái cửa này, chúng ta thì là địch nhân. Trác Phàm cũng không có nhìn nàng, đạm mạc lên tiếng. Bật cười gật gật đầu, Sở Khuynh Thành khóe miệng xẹt qua một đạo réo rắt thảm thiết nụ cười, đúng vậy a, tuy nhiên nói như vậy có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng đến lúc đó ta không lại nương tay. Ta cũng vậy, hít thật sâu, Trác Phàm trầm ngâm một chút, cũng là lạnh nhạt lên tiếng. Đạm mạc gật đầu, Sở Khuynh Thành mở ra tốc độ, trực tiếp đi qua, từ đầu đến cuối không có nhìn Trác Phàm liếc một chút, tựa hồ rất sợ cái nhìn này sau đó, nàng cũng không tiếp tục bỏ. Trác Phàm cũng là sắc mặt đạm mạc, nhìn không chớp mắt, thẳng đến gia nhân đi xa, cũng không có nhiều chú mục một chút. Không chỉ là giờ phút này, cùng nhau đi tới, hai người đều là như thế, không có quá nhiều gặp nhau. Nhưng là trong lòng hai người đều rõ ràng, lẫn nhau thì ở bên người, có phần này cảm giác, liền hết thảy đều đầy đủ. Hai người đường khác biệt, quá nhiều gặp nhau, sẽ chỉ lầm lẫn nhau. Tuyên Thiếu Vũ thấy hai người tách ra, trong lòng bất giác cười lạnh liên tục. Lần này, rốt cục có thể thoát khỏi những ma đầu này nhóm. Thủy Nhược Hoa thì là mang theo một đám thân tín đệ tử, đi vào Trác Phàm trước mặt, trịnh trọng ôm quyền nói, dọc theo con đường này nhận được Trác công tử chiếu cố, đại ân đại đức, Nhược Hoa suốt đời khó quên. Không cần phải khách khí, chúng ta chỉ là đi chính mình đường, các ngươi theo mà thôi, không có gì lớn không. Lạnh lùng liếc nàng một cái, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Không khỏi cười một tiếng, Thủy Nhược Hoa từ chối cho ý kiến. Một đường lên, Sở Khuynh Thành cùng Trác Phàm đều rất là kiêng kỵ, mỗi lần có cái gì gặp nhau, đều là cái này Thủy Nhược Hoa ra mặt. Ở chung lâu, nàng ngược lại là mò chuẩn Trác Phàm một số tính tình. Có lúc hắn bất quá mạnh miệng thôi, ngược lại không có ác ý gì. Hắn nếu là thật có ác ý thời điểm, ngược lại là đầy mặt nụ cười, thật sự là tránh thức nham hiểm. Bất quá cái này nham hiểm. Nhưng lại chưa bao giờ hướng bọn họ triển lãm qua hắn vẻ mặt vui cười. Đan Nhi nhìn Trác Phàm liếc một chút, bất giác đùa cười một tiếng, dí dỏm nói, Trác công tử, vậy ngươi tại Song Long hội phía trên, có thể hay không để cho chúng ta một chút? Ha ha ha, ngươi cứ nói đi, tiểu nha đầu, cười lạnh, Trác Phàm tà dị nhìn về phía nàng. Không khỏi le le đáng yêu đầu lưỡi, Đan Nhi bất giác vội vàng co rụt đầu lại, vội vã khoát tay một cái nói, đừng. Ngươi nhưng là tuyệt đối đừng đối với ta cười, không phải vậy ta nhưng là liền xui xẻo. Hiện tại chúng ta hai tông, người nào không biết ngươi đối với người nào cười, ngươi chính là muốn xuống tay với người nào, ta cũng không muốn bị ngươi để mắt tới, thật là khủng khiếp nói. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi tất cả đều cười to lên, không chỉ là Huyền Thiên Tông những cô gái kia, liền Ma Sách Tông mọi người cũng là cười to liên tục, âm thầm gật đầu. Tiểu nha đầu này xem như nói chúng tim đen chỗ. Đem Trác quản gia tính nết cho chỉ ra tới. Chỉ có Trác Phàm bất đắc dĩ trợn trắng mắt, trong lòng oán thầm, lão tử có như vậy dối trá a. Về sau, Thủy Nhược Hoa mang theo chúng nữ cáo biệt, cũng rất mau đuổi theo tiến về phía trước đội ngũ. Nhìn lấy chúng nữ uyển chuyển dáng người dần dần đi xa, Dương Sát bất giác gật gù đắc ý, đầy mặt vui vẻ gật đầu, cái này đám đàn bà cũng khá a, chỉ ít biết nói cái tạ, nào giống Huyền Thiên Tông đám kia lão gia hỏa, hừ, thứ gì. Đúng vậy a, Huyền Thiên Tông dối trá, nhưng nữ nhân quả thực không tệ. Bất giác thở dài, Khuê Lang cũng là một mặt cảm thán lên tiếng, trong lòng tựa hồ có chút buồn vô cớ. Mọi người nghe đến, đều là hơi hơi gật gật đầu. Đối xử lạnh nhạt quét bọn họ liếc một chút, Trác Phàm thu thập khuôn mặt, quát lạnh lên tiếng tốt, xếp hàng bước nhanh, hướng Song Long viện hết tốc độ tiến về phía trước. Chờ tới đó, các ngươi thì khôi phục sự tự do. Vâng. Hét lớn một tiếng, mọi người không khỏi đầy mặt hoan hỉ, sau đó nắm chặt hai nắm đấm, xách eo phía trước, đạp lên bước loạng choạng liền một đường hướng khu nhà nhỏ kia chạy tới. Không sai, đi qua 3 tháng không ngừng ma sát, bọn họ hiện tại cho dù phục cương thi đan, cũng đã có thể như người thường đồng dạng chạy bộ tiến lên. Nhìn lấy đây hết thảy, Trác Phàm hài lòng gật đầu. Dựa theo này xem ra, bọn họ gân cốt mạch lạc thậm chí bắp thịt cường độ. Đều nên được đến cực lớn ma sát. Một khi giải độc, tu vi kia, ha ha ha. Trong lòng thầm cười một tiếng, Trác Phàm cùng sau lưng bọn họ, một đường hướng về phía trước. Rất nhanh, mọi người liền tới đến cái tiểu viện kia rơi trước,
chỉ là nhìn lấy cái kia mộc mạc viện tử, cửa chỉ có một đạo 1 mét vuông cửa lớn, còn không người trông coi, không nói ra keo kiệt, lại là trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, kỳ quái lẫn nhau nhìn xem. Đây là Song Long Viện A, một cái nho nhỏ tứ hợp viện, còn đối với bọn họ nội môn một gian trưởng lão phòng ngủ lớn, có thể dạy bảo đệ tử, còn được xưng là thập tông đứng đầu. Nói đùa cái gì, mình có phải hay không đi sai chỗ? Minh bạch trong lòng bọn họ nghi hoặc, ba vị cung phụng liếc nhìn nhau, đều là cười to lên, tiếp lấy Dương Sát một trong ngón tay, vội ho một tiếng nói, ở chỗ này nhìn cái gì vậy, bên trong mới thật sự là có động thiên khác đây, nhất định khiến các ngươi mở rộng tầm mắt. Nói, bọn họ liền dẫn đầu đi thẳng về phía trước, Trác Phàm nhìn sau lưng đệ tử liếc một chút, nháy mắt, cũng ào ào theo sau. Rất nhanh, mọi người xuyên qua cái kia keo kiệt cửa lớn, đi chưa được mấy bước, liền đi đến cửa một gian phòng đóng chặt trước đại điện. Ngoài điện một trái một phải khoanh chân ngồi đấy hai vị lão giả, tròm râu bạc trắng, nhắm mắt dưỡng thần. Cảm thấy có người phụ cận, hai vị lão giả cũng không mở mắt, chỉ là đạm mạc lên tiếng, người đến người nào, xưng tên ra. Thiên Vũ Hộ Quốc Tam Tông một trong, Ma Sách Tông trước tới tham gia Song Long Đại Hội, nhìn hai vị trưởng lão cho đi. Dương Sát nhìn thấy, đuổi bước lên phía trước một bước, cung kính bái xuống. Hai người kia không có trả lời, chỉ là cảm giác một chút, đạm mạc gật đầu, đồng nói, Thiên Vũ Ma Sách Tông hóa hư tứ trọng tu giả hai người, hóa hư ngũ trọng tu giả một người, thần chiếu nhị trọng tu giả ba người, thần chiếu tam trọng tu giả một người, thần chiếu ngũ trọng tu giả hai người, thần chiếu bát trọng tu giả hai người, thần chiếu 9 tầng tu giả hai người, tổng cộng 13 người, mở cửa cho đi. Trong lòng bất giác run lên, Trác Phàm thật sâu nhìn hai tên lão giả kia liếc một chút, trong lòng âm thầm tán thưởng. Nghĩ không ra hai người này chỉ là bằng vào năng lực nhận biết lược, liền có thể đem bọn hắn nơi này tất cả mọi người tu vi, toàn bộ cảm giác thông hiểu. Không sai, đoạn này trong lúc đó, quỷ hổ tăng lên một cấp, Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương, Thiết Ưng cũng toàn bộ tăng lên một cấp, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh hai người cũng tăng lên một cấp, chính mình cũng tăng lên một cấp, quả nhiên là như hai người kia chỗ báo đồng dạng. Chỉ là hắn cùng Dương Sát ba người cũng coi như, liền Khuê Lang bọn họ những cái kia bị cương thi đan phong bế tu vi người, cũng có thể cảm giác được, hai cái này lão giả thần hồn lực lượng, coi là thật. Ngay sau đó, hai người song trưởng vừa đối, cùng nhau bắn ra thần hồn mạnh mẽ lực lượng, tiếp lấy hai tay hướng về sau duỗi ra, như là rời núi lấp biển giống như, sử xuất lực khí toàn thân, khô gầy trên cánh tay nổi gân xanh, hung hăng đem cửa đại điện từ từ mở ra. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn linh khí nồng nặc đập vào mặt, nhất thời để tại chỗ tất cả mọi người bất giác tinh thần vì đó rung một cái, nhìn về phía bên trong tòa đại điện kia tràng cảnh, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Dãy núi xếp trướng, chim hót hoa nở, suối nhỏ róc rách, cỏ xanh như tấm đệm. Thế này sao lại là ngôi đại điện a? Rõ ràng cũng là một chỗ làm cho người tâm thần thanh thản thế ngoại đào nguyên mà. Quả nhiên, Song Long Viện này chân thân cũng tại trong kết giới cất giấu. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, Trác Phàm âm thầm gật đầu, liền cung kính hướng hai vị kia lão giả khom người cúi đầu về sau, mang theo các đệ tử thẳng đi vào, ba vị cung phụng sau đó đệm đuôi. Gặp tất cả mọi người đã đi vào, Dương Sát cái cuối cùng đi vào trước, vội vã hướng hai người kia bái bái. Cười nịnh nói, xin hỏi hai vị trưởng lão, không biết chúng ta là thứ mấy cái đến. Cái cuối cùng, hai người cùng nhau đáp, còn lại 8 tông người lập tức đều đã đến, các ngươi chi trước đó không lâu, là Huyền Thiên Tông người. Thôi đi, bọn họ, nếu không phải chúng ta một đường lên che chở, bọn họ thi thể đều đến không. Bất giác hận hận bĩu môi, Dương Sát chợt cảm thấy phiền muộn, lại là cái cuối cùng đến. Bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch. Một đám đệ tử tất cả đều là cương thi, làm sao có thể nhanh đến mức. Lần nữa thật sâu bái bái, Dương Sát cất bước thì muốn đi vào, thế nhưng là còn không đợi hắn khởi hành, một vị lão giả lại là bỗng nhiên lại nói, dám hỏi các ngươi đệ tử, thế nhưng là phục dụng cương thi đan. À, làm sao ngươi biết, không khỏi sững sờ, Dương Sát hơi hơi gật gật đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ tò mò. Mi đầu khẽ run, lão giả kia tựa hồ cũng là có chút động dung. Xem ra Ma Sách Tông lần này là được ăn cả ngã về không, phải có đại động tác đi. Dùng cương thi đan đến huấn luyện đệ tử, tuy nhiên có thể ra kỳ hiệu, nhưng hao phí khá lớn, cho dù là Thượng Tam Tông cũng không dám tùy tiện nếm thử a. Này, vậy thì có cái gì, chẳng phải thất phẩm linh đan a? Dương Sát không quan tâm khoát khoát tay, mượn Trác Phàm giữ uy sung lên thổ hào.
Thế nhưng là lão giả kia nghe đến, lại là mỉm cười lấy lắc lắc đầu thất phẩm. Xem ra dùng ra phương pháp này, không phải các hạ. Ngài nếu là hạ độc hại người, thất phẩm linh đan xác thực đủ dùng. Bất quá muốn dùng cái này để cao đệ tử tu vi, còn phải có giải dược a. Cái kia giải dược, thế nhưng là thập phẩm hàng ngũ. Ách, bất giác trì trệ, Dương Sát hơi hơi giật mình một hồi, nhưng lại khinh thường bĩu môi, hoàn toàn thất vọng, thì tính sao, nhà ta có thổ hào. Nói, liền bụng phệ đi vào, chỉ để lại hai cái lão già bỗng dưng ở lại đây. Thật lâu, mới một mặt kinh dị nói, xem ra cái này Ma Sách Tông là phát tài, liền thượng tam tông đều không nỡ đan dược, bọn họ cư nhiên như thế không quan tâm lạm dụng. Không biết sau lưng có ai tại trèo trống, sẽ không lại tìm đến một chỗ thánh linh khoáng đi. Ha ha ha, chớ có nói hưu nói vượn, bọn họ có thánh linh khoáng, còn tới chúng ta chỗ này làm gì? Khác một cái lão đầu nhi bất giác mỉm cười cười một tiếng, mở miệng yếu ớt. Hai người liếc nhau, bất giác cùng nhau cười to mà ra. Sau cùng, hai người chậm rãi đứng lên, bắt đầu hướng bên trong cửa đi đến. Tốt, người chín tông lập tức đã đến đầy đủ, chúng ta cũng nên đi vào. Kết quả là, hai người bước vào cửa, cái kia đạo cửa đại điện phi cũng chậm rãi khép kín lại. Thế nhưng là bọn họ không biết là, liền tại bọn hắn rời đi trong tích tắc, một đạo toàn thân lam lũ bóng người, lại là đột nhiên xuất hiện ở đây. Sờ sờ chính mình cái mũi đỏ, lại uống một ngụm trong bầu thanh tửu, lộ ra tà dị tiếu dung. Các vị cũng là Ma Sách Tông khách quý a, mời đi theo ta. Vừa vào kết giới kia bên trong, mọi người còn chưa kịp thưởng thức bốn phía sông núi cảnh đẹp, một đạo khiêm cung thanh âm lại là ngột mà vang vọng tại mọi người bên tai. Mọi người cùng nhau nhấc mắt nhìn đi, lại chính gặp một cái thân mặc áo bào xám trung niên nhân, chính hơi hơi khom người, bái hướng bọn họ. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, mọi người bất giác quá sợ hãi, vội vàng cũng liền liền hạ bái, không dám không dám. Bởi vì mọi người chỉ một cái liếc mắt, liền đã nhìn ra, người trung niên này không phải thường nhân, mà chính là một vị hàng thật giá thật hóa hư cao thủ. Dạng này cao thủ hướng bọn họ hạ bái, bọn họ chỗ nào chịu đựng được lên. Ha ha ha, chư vị không cần phải khách khí, tại hạ ở đây chỉ là một cái bình thường người dẫn đường thôi. Các vị đều là khách quý, các ngươi nơi đặt chân chúng ta cũng đã an bài thỏa đáng, mời đi theo ta đi. Lần nữa cung kính hành lễ, người kia liền phía trước dẫn đường. Mọi người cũng là vội vàng cúi đầu, theo sát hắn, trong lòng thấp thỏm theo. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có hóa hư cao thủ, hướng thần chiếu tu giả hành lễ đây. Dương Sát ba người liếc bọn họ liếc một chút, bất giác khinh thường bĩu môi, mắng chửi nói, nhìn các ngươi cái kia chút tiền đồ, thật không có thấy qua việc đời. Nơi này là Song Long Viện địa phương, hết thảy ấn Song Long Viện quy củ tới. Đừng nhìn nơi này khắp nơi là hóa hư cao thủ, nhưng ở Song Long Viện bên trong, bọn họ cũng chính là tầng dưới chót nhất tồn tại. Chúng ta ở xa tới là khách, bọn họ không ra mặt, chẳng lẽ để hai vị trí tôn ra mặt nghênh đón chúng ta sao? Nghe được lời này, mọi người không sai gật đầu, nhưng trong lòng càng thêm lớn kinh hãi. Song Long Viện này không hổ là thập tông đứng đầu, quả nhiên ngưu bức dị thường, thế mà ngay cả xuất môn tiếp đãi cùng người giữ cửa, đều là hóa hư cao thủ. Cái này nếu là tại tông khác môn, không phải cung phụng cũng là trưởng lão a, sao có thể như thế nhân tài không được trọng dụng. Nói cách khác, Song Long Viện nhìn chúng là tương lai tiềm lực, mà không phải bây giờ thực lực. Trác Phàm trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Hơi hơi gật gật đầu, Dương Sát khẽ cười một tiếng, khen. Vẫn là Trác Phàm có kiến giải, không sai, thực lực mạnh hơn người, Song Long Viện cũng có thể bồi dưỡng được. Quan trọng ngay tại ở, có thể đưa người bồi dưỡng đến loại tình trạng nào. Đừng nhìn những người này từng cái thực lực rất mạnh bộ dáng, nhưng nếu là đặt ở bên ngoài, không có Song Long Viện chống đỡ, cũng liền nhiều lắm là đoán cốt thiên huyền thôi. Nếu không mà nói, Song Long Viện làm gì làm Song Long Hội này, phổ biến mời chín tông thanh niên tài tuấn nhất chiến, không phải liền là chọn tiềm lực cao sao. Cho nên, các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Chỉ muốn các ngươi có thể đi vào nơi này, thực lực này tăng lên còn không vù vù a. Ánh mắt không khỏi sáng lên, khuê lang bọn người ào ào gật đầu hẳn là, tựa hồ đã nhìn đến chính mình mỹ hảo tương lai đang hướng về mình vẫy chào. Trác Phàm gặp này, lại là không khỏi mỉm cười cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Dương Sát, các ngươi làm lấy người ta mặt, vạch lỗi người ta, tốt như vậy sao? Chỉ phía trước cái kia dẫn đường,
Trác Phàm không khỏi bật cười ra tiếng. Ách! Dương Sát bọn người liếc nhìn nhau, đều là cảm thấy có chút xấu hổ. Đậu Phộng, vào xem nên thông minh, quên phía trước cái này dẫn đường cũng là hắn sở thuyết không có tư chất, toàn bằng tư nguyên chất đống cao thủ. Đây không phải chỉ hòa thượng mắng đổ đầu chọc a, không biết người ta tâm lý có cảm tưởng gì, có thể hay không cái hận bọn hắn. Tuy nhiên có Song Long Viện quy củ ở nơi đó bày biện, lượng bọn họ không dám đối khách nhân vô lễ, nhưng vô duyên vô cớ đắc tội một vị hóa hư cao thủ, chung quy là không tốt. Bất quá, người kia tựa hồ giống như không nghe thấy, tiếp tục dẫn đường, lại cũng không nói lời nào. Rốt cục, đi vào một gian tiểu viện tử trước, người kia dừng bước lại, chỉ trong ngón tay cười nói, các vị, đây chính là các ngươi nơi đặt chân, 15 người gian phòng, xin làm nghỉ ngơi, Song Long hội không lâu sắp bắt đầu. Còn có, Song Long viện bên trong cấm đoán tư đấu, mời các vị tuân theo. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Mọi người thật sâu liếc hắn một cái, gật gật đầu, gặp hắn cuối cùng cũng không sắc mặt giận dữ, mới yên lòng. Xem ra, người ta cũng không có đem bọn hắn trêu chọc chi ngôn để ở trong lòng. Trác Phàm suy nghĩ một chút, cũng là khẽ gật đầu, minh bạch hết thảy. Khó trách ngoài cửa hai người kia thông suốt báo bọn họ nhân số, xem ra là vì cho bọn hắn an bài gian phòng làm chuẩn bị a. Kết quả là, mọi người chậm chậm đi vào trong, thế nhưng là ngay tại Dương Sát muốn bước vào bên trong lúc, cái kia người dẫn đường nhưng lại là cười nói, vị tiên sinh này, vừa có một chút ngươi nói sai, tư chất loại vật này là cố định, tu vi tới trình độ nhất định, dùng lại nhiều tư nguyên cũng đắp lên không đứng dậy. Ngài tại tông môn hẳn không phải là trưởng lão cũng là cung phụng a, hao phí tư nguyên cũng nên không ít. Cho dù đến ta Song Long viện, cũng không nhất định hội có cái gì khởi sắc. Cái này kêu là tư chất bão hòa, ngài cả đời này cũng liền nhiều lắm là trình độ này mà thôi, cho dù lại bổ, trừ bổ điểm thịt mỡ bên ngoài, cũng dậy không nổi. Gương mặt nhìn không được co lại, Dương Sát bất giác thân thể trì trệ, quay đầu nhìn qua, lại nhìn đến người kia cái kia càng phát ra làm người ta sợ hãi nụ cười, không biết là giận vẫn là hận, nhất thời ủy khuất xẹp xẹp miệng. Người khác gặp, thì là cười trộm không thôi, vội vàng đi vào trong. Xem ra vừa mới lời kia, người kia không nhưng nghe đến, mà lại rất để ý a. Như thế tới nói, liền để Dương Sát cung phụng một người tới chống đỡ lôi a, phản đúng là hắn miệng tiện nói, không có quan hệ gì với ta. Kết quả là, một đám nghe cố sự nghe được náo nhiệt người chuồn mất, chỉ để lại cái này kể chuyện xưa, một mặt bất đắc dĩ đối mặt hướng chương này khủng bố khuôn mặt. Là bọn họ không phải để ta nói, không liên quan ta chuyện. Chỉ trong ngón tay đám kia không có nghĩa khí ra hỏa, Dương Sát cũng là vội vàng co rụt lại đầu, vội vã tiến vào đi, cũng không dám nữa hướng về sau nhìn một chút. Chỉ có cái kia người dẫn đường, vẫn như cũ lộ ra lạnh lẽo nụ cười, đưa mắt nhìn hắn rời đi, để hắn lưng một trận rét lạnh. Đi vào khu nhà nhỏ này bên trong, Trác Phàm nhìn chung quanh một vòng, hài lòng gật đầu, nơi này ngược lại xác thực thanh tịnh, là cái có thể đột phá địa phương tốt. Sau đó, hắn đảo mắt nhìn về phía những cái kia cứng ngắc động đậy đệ tử, cất cao giọng nói tốt, chính mình trước tuyển gian phòng, sau đó ta giải độc cho các ngươi, chuẩn bị vài ngày sau Song Long hội đi. Ngao! Từng tiếng kêu to vang lên, mọi người nhất thời mừng rỡ, kêu sợ hãi liên tục. Bao nhiêu thời gian, gần nửa năm, bọn họ đều là cái này một bộ cứng ngắc thân thể hoạt động, lần này rốt cục có thể giải thả, thu hoạch được tự do thân, bọn họ thật sự là hạnh phúc nước mắt đều nhanh rơi xuống. Thế nhưng là đúng vào lúc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, ai vậy, nhao nhao la hét, ảnh hưởng lão tử cùng sư phụ toàn bộ tâm tình. Một cái thân ảnh to lớn cùng một cái lão đầu nhi chậm rãi theo ngoài cửa tiến đến, nhìn thấy Trác Phàm một đoàn người, dò xét sau một lúc, đại hán kia lúc này lộ ra chế giễu khuôn mặt, các ngươi là Ma Sách Tông, ha ha ha, đúng vậy a, làm sao, lông mày nhíu lại, Trác Phàm gật gật đầu. Vậy các ngươi lĩnh đội đâu? Chính là ta, Trác Phàm lần nữa gật gật đầu, thừa nhận nói. Thật sâu dò xét hắn liếc một chút, đại hán kia bất giác lần nữa cười to lên, trên mặt tràn đầy vẻ châm chọc, Ma Sách Tông lĩnh đội lại là cái thần chiếu tam trọng tu giả, người khác càng là từng cái tay chân đều không tiện lợi tàn phế. Ma Sách Tông là không người sao, thế mà phái các ngươi tới tham gia Song Long hội. Xem ra kế hoạch chúng ta là đúng. Lần này đối thủ của chúng ta chỉ có Huyền Thiên Tông một cái, ha 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 ha. Như nhìn giống như kẻ ngu mà nhìn xem hắn, Ma Sách Tông mọi người từ chối cho ý kiến bĩu môi.
Uy, tiểu tử, biết vì sao lần này các ngươi tông chủ lại phái các ngươi tới tham gia sao? Sau khi cười xong, đại hán kia bỗng dưng đi vào Trác Phàm bên người, vỗ vỗ bộ ngực hắn, cười quỷ nói. Đương nhiên là lão tử đủ mạnh, còn có thể thế nào? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm liếc nhìn hắn một cái, cũng không nói gì. Tựa hồ là coi là Trác Phàm bị chính mình khí thế hù dọa sợ, đại hán kia bất giác vỗ ngực một cái, một mặt tự đắc mà nói, đây còn không phải là bởi vì lão tử, chọn các ngươi tinh anh môn, nhà ngươi tông chủ không có người có thể dùng, mới phái các ngươi tới. Lần này các ngươi có thể tới Song Long hội kiến thức một phen, cũng phải nhờ có ta Ngự Thú Tông hôi hùng phúc phận, nếu không các ngươi cái nào có cơ hội mở rộng tầm mắt. Bất quá, các ngươi cũng liền tới mở một chút mắt mà thôi, đi một vòng trở về được, khác trắng trắng lầm tính mạng mình. Cái kia lão già, ở bên cạnh hắn, cũng là ngăn không được gật đầu, cười nhạo liên tục. Không sai, hai người này chính là ban đầu ở Ma Sách Tông phá quán Ngự Thú Tông đệ tử hôi hùng, cùng cái kia không đáng tin cậy sư phụ, Lỗ trưởng lão không thể nghi ngờ. Vậy chúng ta là không phải cái kia cảm ơn ngươi, đá chúng ta quán, đem những cái kia tinh anh đệ tử đều đánh nằm sấp, để cho chúng ta có cơ hội tới tham gia Song Long hội đâu. Mi đầu không khỏi nhếch lên, Trác Phàm suy cười ra tiếng. Còn lại đệ tử cũng là vui cười không thôi, trên mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Hoàn toàn không nhìn thấy đối phương mỉa mai cùng khinh miệt, cái kia hôi hùng hiên ngang đầu, rất tán thành gật đầu, các ngươi cảm tạ ta ngược lại không có thèm, chỉ là khuyên các ngươi đến lúc đó tốt nhất đừng lên sân khấu, trực tiếp nhận thua đi. Ta cũng sẽ không bởi vì các ngươi là một đám giả yếu tàn tật, thì đối thủ hạ các ngươi lưu tình. Ca, là cái giảng nguyên tắc người, hừ. Vẫy vẫy có chút lơ lỏng tóc, cái kia hôi hùng dường như đã nhục nhã hết sức đối với tay, đạp lên hùng dũng hiên ngang tốc độ, ngẩng đầu khuếch trương ngực đi ra ngoài. Lỗ trưởng lão thì cũng là mỉa mai cười một tiếng, bồi tiếp đồ đệ cùng đi. Nhìn lấy hai người thân ảnh dần dần biến mất, Trác Phàm bất giác ngốc một lát, sau đó nhìn về phía mọi người, tiếp tục nói tốt, cái kia hai người ngu ngốc đi, chúng ta tiếp tục vừa mới an bài. Nghe được lời này, mọi người đều là châm chọc cười to mà ra. Hô! Thế mà, đúng lúc này, Trác Phàm lại là bỗng dưng trì trệ. Trong hai con ngươi không lý do lóe qua hai đạo thanh sắc ánh sáng mang, tiếp lấy toàn thân cao thấp từng đạo tử lôi từng cái xẹt qua, trên cánh tay phải hồng mang cũng lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù chỉ là trong tích tắc công phu, nhưng Trác Phàm trên thân cái kia cỗ trong nháy mắt xẹt qua khủng bố năng lượng uy áp, nhưng như cũng để tại chỗ tất cả mọi người nhịn không được trong lòng cả kinh, kinh hãi không thôi. Trác Phàm, ngươi làm sao? Mi đầu bất giác nhíu một cái. Âm sát một mặt không hiểu nhìn về phía hắn. Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm cũng là thật sâu nhíu mày, một mặt mê mang mà nói, ta cũng không biết, chỉ là đột nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác. Kỳ quái, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cùng một thời gian, một gian thanh tịnh trong phòng nhỏ, một cái diện mục tuấn lãng, thân mang trường bào màu xanh thanh niên nhìn khắp bốn phía một vòng, cười nói tiểu sư đệ, nơi này hoàn cảnh không tệ a, so chúng ta chỗ đó nhưng là mạnh hơn. Đúng vậy a, thật muốn ở chỗ này lớn lên ngủ không tầm thường a. Hắn đối diện, cũng là diện mạo thanh tú, mặc lấy vải xám sợi tổng hợp thanh niên, đại khái 20 trên dưới, một mặt lười biếng bộ dáng, thật dài duỗi người một cái. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, cái kia áo bào xanh thanh niên mắng to một tiếng, tiểu tử thúi, suốt ngày chỉ biết lười biếng. Bất quá nhân sinh cũng là kỳ quái như thế, ngươi như thế lười biếng người, lần này Song Long hội về sau. Thì muốn thay thế vi huynh, trở thành Tây Châu đệ nhất thiên tài. Ai, suy nghĩ một chút thật là khiến người ta không phục a. Ai, sư huynh ngươi yên tâm, ta sẽ không tranh với ngươi. Cái kia vải xám thanh niên bật cười khoát khoát tay, thế nhưng là đột nhiên, lại là trong mắt ngưng tụ, trong hai con ngươi một đạo hỏa quang đột nhiên lóe qua, ngay sau đó một đạo mãnh liệt sóng nhiệt từ hắn trên người bỗng nhiên bạo dạp mà ra, trong nháy mắt đem trong phòng hết thảy tất cả đều hóa thành cho tàn. Cho dù là cái kia áo bào xanh thanh niên, cũng là chợt cảm thấy trong lồng ngực sóng nhiệt bốc lên, bất giác kinh hãi, kêu lên, sư đệ, ngươi làm gì? Ta cũng không biết, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ mờ mịt, cái kia vải xám thanh niên sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới, chỉ là đáy lòng có loại cảm giác, tựa hồ ta địch nhân vốn có, muốn xuất hiện. Thế nào, ngươi, không có sao chứ, mi đầu thật sâu nhăn lại, quỷ sát mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn về phía Trác Phàm. Bọn người cũng là một mặt ngưng trọng nhìn lấy hắn, thấp thỏm trong lòng.
chăm chú bưng bít lấy chính mình trái tim, Trác Phàm trầm ngâm rất lâu, mới giải ra một ngụm chọc khí, sắc mặt cũng là nói không ra nặng nề, lắc đầu, không sao, chỉ là bỗng nhiên có cái dự cảm, lần này Song Long hội chúng ta sẽ không quá thuận. Này, cái này còn cần ngươi nói. Song Long hội a, Tây Châu thế lực tối cường tất cả đều đến, chúng ta có thể thuận mới là quái sự. Cho dù là Thượng Tam Tông, hắn cũng chưa chắc dám cam đoan lần này đại hội thì nhất định có thể thuận lợi đạt đến mục tiêu đi. Chậm rãi khoát khoát tay, Dương Sát từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó vỗ vỗ Trác Phàm bả vai, khuyên, tuy nói ngươi có thể vì tông môn như thế để bụng, vốn cung phụng cái gì cảm giác vui mừng, nhưng cũng đừng quá cho mình nhiều như vậy áp lực. Nhớ kỹ, ngươi nói, chỉ muốn đạt tới Thượng Tam Tông liền tốt, lại không để ngươi đem tông môn đưa đến trèo lên đỉnh Tây Châu, làm gì tự tìm phiền não đây, ha ha ha. Cho Trác quản gia mang đến trọng áp, là ngươi đi. Gương mặt nhịn không được co lại, mọi người nhìn về phía Dương Sát ánh mắt, đều là không còn gì để nói. Mình một cái hạ tam tông lại muốn một hơi xâm nhập Thượng Tam Tông hàng ngũ, khó trách cho dù là Trác quản gia cũng cảm thấy núi lớn áp lực. Ba vị cung phụng, các ngươi bình tĩnh mục tiêu có phải hay không quá cao điểm. Trác Phàm nhìn lấy vị này Dương Sát cung phụng, cũng là khóe miệng nhìn không được hung ác liệt liệt, về sau không khỏi bật cười thở dài, lắc lắc đầu tốt, Thượng Tam Tông đúng không, xác thực không nên có cái gì áp lực, lão tử lúc trước thật miệng tiện a. Ha ha ha, ngươi không muốn nói như vậy a, người trẻ tuổi có rộng lớn mục tiêu là tốt. Không khỏi mỉm cười cười một tiếng, Dương Sát lại vỗ vỗ Trác Phàm cánh tay, lấy đó cổ vũ. Nhưng là Trác Phàm lại là liên tục cười khổ, tiếp lấy ánh mắt ngưng tụ, thần sắc lại nghiêm túc lên. Trong lòng của hắn rung động, chỉ có hắn tâm lý lớn nhất minh bạch, cái kia cũng không phải vì tông môn lo lắng, mà là chính hắn đáy lòng cảnh cáo. Tựa hồ có một cái với hắn mà nói, bình sinh bên trong lớn nhất đại uy hiếp lập tức muốn tiếp cận đồng dạng. Cái kia phảng phất như là núi rừng bên trong hai cái mãnh hổ gặp gỡ, tất phải quyết ra thắng bại. Một cái chiếm núi làm vua, một cái khác vĩnh viễn bị khu trục. Trời sinh số mệnh chi chiến, không cách nào tránh né. Ai, chẳng lẽ nói nơi này sẽ xuất hiện cùng ta tương khắc người sao? Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm trong mắt lóe lên một tia đạm mạc sầu lo. Cộc cộc cộc. Đột nhiên, cửa truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng đập cửa, mọi người quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một đạo áo bào xám nam tử cung kính lễ độ đứng tại cửa ra vào, đồng dạng hóa hư tu vi, cùng cái kia người dẫn đường không khác nhau chút nào. Bất giác khẽ cười một tiếng, người kia hướng mọi người hơi khom người một cái cười nói, Ma Sách Tông chư vị, mời quý tông đến đây dẫn đội trưởng lão cung phụng, tiến về thông thiên các thương thảo có quan hệ Song Long hội thủ tục. Há, chúng ta chính là, làm phiền huynh đài thông báo. Nhanh chóng vội vàng khom người đáp lễ, Dương Sát cũng không dám lại đắc tội một vị nơi này người. Người kia mỉm cười, quay người rời đi. Đón lấy, Dương Sát ba người đem nơi này hết thảy đều giao cho Trác Phàm trưởng quản về sau, liền vội vã rời đi. Nhìn lấy ba người thân ảnh dần dần biến mất, Trác Phàm lại nhìn về phía mọi người, sắc mặt nghiêm túc, thản nhiên nói tốt, chúng ta tiếp tục vừa mới an bài, đều chọn lựa tốt gian phòng của mình, sau đó đem cái này phục, tĩnh tâm tĩnh tọa đột phá. Nói, Trác Phàm cong ngón búng ra, cho mỗi người ném đi qua một bình sứ nhỏ. Khuê Cương cầm lấy nhìn một cái, bất giác hai mắt tỏa sáng. Giật mình nói, thông thiên đan. Đúng vậy a, thông thiên đan nhưng là tiếp mạch kéo dài tính mạng, nhưng cũng là cương thi đan giải dược. Các ngươi đem cái này ăn, tự nhiên sẽ cường gân kiện mạch, thoát thai hoán cốt. Thế nhưng là, chúng ta trước kia đều ăn qua a, ngươi không phải nói chỉ có thể ăn một lần sao? Không khỏi sững sờ, Khuê Cương một mặt khó hiểu nói. Mỉm cười lấy gật gật đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, đúng vậy a. Viên thuốc này hiệu lực chỉ có một lần, nhưng là làm giải dược, tự nhiên khác biệt. Cho nên lần này đột phá, những cái kia trước kia dùng qua thông thiên đan người, có thể đột phá biên độ hội nhỏ rất nhiều. Nghe được lời này, trong lòng mọi người không sai, hơi hơi gật gật đầu. Nhưng là giống Thiết Ưng, Khuê Cương những thứ này phục qua đan dược người, nhưng trong lòng nhất thời có chút thất lạc. Rất rõ ràng, phục qua cương thi đan ma luyện về sau. Lại phục cái này thông thiên đan hiệu quả sẽ tốt hơn. Ai, đáng tiếc bọn họ phục sớm, đây là lần thứ hai phục dụng, trừ giải độc bên ngoài, hiệu lực chỉ sợ không có tác dụng gì, lại là có chút ăn thiệt thòi. Thế nhưng là bọn họ cũng không nghĩ một chút, bọn họ lần thứ nhất phục dụng, đều là cứu mạng dùng.
không có cái kia lần thứ nhất, từ đâu tới bọn họ cái này lần thứ hai lại phục. Trác Phàm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán nhân tâm vô tận. Đón lấy, mọi người liền đều tự tìm đến gian phòng của mình, ăn vào đan dược, ở bên trong an tâm đột phá. Trác Phàm cũng thuận tay cho bọn hắn bố trí xuống phòng ngự trận pháp, thay bọn họ hộ trận. Cộc cộc cộc. Thế mà, đúng lúc này, lại là một trận gõ nhẹ cánh cửa âm thanh vang lên, cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Trác Phàm nghe xong, bất giác chậm rãi quay người, thăm thẳm xuất khẩu, chúng ta cung phụng đã tiến về thông thiên các, còn có chuyện gì? Ách! Đứng ở cửa, không còn là cái kia song long viện hóa hư cảnh bào thối, mà chính là hai cái dị thường quen thuộc thanh xuân thiếu nữ, chính cười nói tự nhiên mà nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Vĩnh Ninh, Sương Nhi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không sai, người tới chính là Thiên Vũ Vĩnh Ninh công chúa còn có thánh nữ Vân Sương. Nhìn đến hai người này, Trác Phàm không khỏi trong nháy mắt ngây người, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Nơi này chính là Song Long Hội, Tây Châu các tông cạnh tranh chém giết chi địa, cũng không phải Thiên Vũ Hoàng thất hậu hoa viên, hai người này làm sao lại xuất hiện đâu? Hai nữ thì là lẫn nhau nhìn xem, đều là ngạc nhiên quát to một tiếng, hướng hắn nhào tới, Trác Phàm. Chờ một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vội vã khoát khoát tay, dừng lại hai người, Trác Phàm lần nữa không hiểu hỏi, sẽ không phải nói, các ngươi cũng là tới tham gia Song Long Hội đi. Lại lẫn nhau nhìn xem, hai nữ bất giác tất cả đều bật cười ra tiếng. Đón lấy, vẫn là Từ Vĩnh Ninh mở miệng nói, chúng ta cũng không giống như ngươi, như vậy ưa thích chém chém giết giết. Chúng ta tới Song Long Hội, chủ yếu là đến quan sát. Quan sát? Không tệ, hơi hơi gật gật đầu, Sương Nhi cười nhạt một tiếng, bởi vì mỗi lần Song Long Hội, đều sẽ quyết ra 9 tông bài danh, ấn tư nguyên lớn nhỏ, phân phong khác biệt lĩnh vực địa bàn. Cho nên mỗi khi giá trị này thịnh hội, mỗi cái đế quốc đều lại phái đại biểu đến quan sát, cởi xuống một cái đóng tại bọn họ quốc gia tông môn tình huống. Nói cách khác, nếu như lần này các ngươi Ma Sách Tông có thể tiến vào Trung Tam Tông lời nói, liền sẽ phân đến địa bàn càng lớn cùng càng nhiều tài nguyên tu luyện, có lẽ cũng không phải là Thiên Vũ hộ quốc Tam Tông, rất có thể một mình bị cả một cái đế quốc cung phụng. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm trong lòng không sai. Khó trách cái kia Ma Sách Tông cao tầng đối Song Long Hội này coi trọng như thế, không tiếc bất kỳ giá nào cũng muốn một hồi đến cùng. Nguyên lai chẳng những có hy hữu tư nguyên khen thưởng, còn có càng nhiều tư nguyên thu nhập cùng địa bàn thuộc về vấn đề. Đây chính là công tại đương đại, lợi tại đời đời A. Một khi được đến địa bàn càng lớn, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, cái kia tông môn phát triển tốc độ đem không thể tính theo lẽ thường. Mà cái này tất cả mọi thứ, ngay tại Song Long Hội này bên trên tiến hành phân phối. Trong lòng trầm ngâm một chút, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, nói cách khác, Trung Tam Tông người, có thể một mình một tông được đến cả một cái đế quốc cung phụng. Mà Hạ Tam Tông, chỉ có thể đến 1/3, cũng là Thiên Vũ hộ quốc Tam Tông. Cũng có thể nói như vậy, nhưng không hoàn toàn đúng, chủ yếu nhìn phân phối tư nguyên trình độ. Lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, Vĩnh Ninh lại là bật cười một tiếng nói. Ngươi nhìn Ngự Thú Tông, thuộc về Hạ Tam Tông hàng ngũ, nhưng là Huyền Nhung quốc chỗ vắng vẻ, không có gì tư nguyên khai thác, cho nên một cái đế quốc thì cung phụng nó một tông mà thôi. Mà chúng ta Thiên Vũ, tuy nhiên cùng Huyền Nhung biên giới không khác nhau lắm về độ lớn, lại là tư nguyên phong phú. Cho nên chẳng những cung phụng hai cái Hạ Tam Tông, còn có một cái Trung Tam Tông đây, cho nên mới có hộ quốc Tam Tông câu chuyện còn cái kia Thượng Tam Tông, cũng là mỗi tông một cái đại đế quốc cung phụng. Tư nguyên cũng mạnh hơn chúng ta đếm không chỉ gấp 10 lần. Cho nên lúc ban đầu bệ hạ cùng Huyền Nhung mật nghị, đều muốn giấu giếm hộ quốc Tam Tông. Dù sao cắt nhường cương thổ là ngươi đế quốc sự tình, có hại khai thác tư nguyên, lại có quan hệ bọn họ tông môn phát triển tiền đồ. Mà lại, đế quốc ở giữa hiệp nghị một khi quyết định, lại đại tông môn cũng không thể nhúng tay. Đây là Song Long Viện quy củ, thế ngoại tông môn không được tùy ý nhúng tay nhân gian tục sự. Để tránh Tây Châu đại loạn kết quả. Sương Nhi ngay sau đó nói bổ sung. Chỉ bất quá lại nhắc lên cái kia chuyện thương tâm, Vĩnh Ninh lại là ngăn không được đau thương lên. Trác Phàm trong lòng không sai, lại nghĩ lên Tà Vô Nguyệt chỗ nói, Tây Châu liên minh sự tình, cuối cùng minh bạch nơi này tránh thức người chủ trì là ai. Tất cả mọi thứ, đều chẳng qua là Song Long Viện cam đoan Tây Châu chiến lực trường thịnh bất suy sách lược mà thôi. Như thế lấy đại cục đến xem. Mỗi cái đế quốc tựa như là một đám kiến thợ,
đang không ngừng khai thác tư nguyên, chế tạo giá trị. Mà chỉ cần bọn họ không loạn, mỗi lần sinh sản tư nguyên tổng số cũng là cố định, đến mức phân chia như thế nào, liền từ Song Long Hội quyết định, người có tài nhiều đến.